Hồ Vĩnh Như đang định nói chuyện Vương Nhất còn là chồng của Lý Khinh Hồng thì bị Vương Nhất ngắt lời. Anh cười nhạt, nhìn Bạch Đức Long và Từ Lộc đầy trêu tức, nếu tôi nhận lời, chắc các ông sẽ đưa thêm yêu cầu đúng không? Đó là chuyện đương nhiên. Bạch Đức Long cười lạnh, nói, Thương hội Giang Bình của chúng tôi tốn nhiều thời gian và công sức với tập đoàn Cự Phong của anh như vậy, đương nhiên phải có đền bù. Ông ta giơ hai ngón tay, hai điều kiện, đầu tiên khai trừ Hồ Hoàng Việt, sau đó bồi thường cho chúng tôi 150 tỷ. Vương Nhất bị bọn họ chọc cười, có vẻ các ông vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ rồi. Hửm, Bạch Đức Long và Từ Lộc đều ngây người. Vương Nhất chỉ Hồ Vĩnh Như và Hồ Vĩnh Hiên, nói, người ra lệnh đá người ban giám đốc ra không phải Hồ Hoàng Việt mà là tôi. Cái gì? Vừa nói xong, sắc mặt hai người Bạch Đức Long và Từ Lộc nhanh chóng thay đổi. Vẻ mặt Hồ Vĩnh Như rất bất đắc dĩ, cô ta đã muốn nhắc nhở từ trước, nhưng Bạch Tổng và Từ Tổng hoàn toàn không nghe. Anh thật to gan, dám không để Thương hội Giang Bình vào mắt. Mặt mũi Bạch Đức Long phừng phừng lửa giận. Anh đừng làm chủ tịch của tập đoàn Cự Phong nữa, để cho cô Hồ làm. Từ Lộc ra lệnh để Vương Nhất từ chức luôn. Vương Nhất chẳng hề để tâm đến bọn họ, xin phép hỏi một câu, địa vị của các ông ở Thương hội Giang Bình như thế nào? Vẻ mặt Bạch Đức Long và Từ Lộc vô cùng kiêu ngạo, bọn tôi đều là hội viên trung cấp của Thương hội Giang Bình. Vương Nhất hiểu ra, à, hội viên trung cấp. Bọn họ nhìn Vương Nhất với ánh mắt khinh thường, cười lạnh nói, bọn tôi là hội viên trung cấp, muốn đóng cửa tập đoàn Cự Phong của anh dễ như trở bàn tay. Được, các ông bị khai trừ, một lát nữa các ông sẽ nhận được một cú điện thoại sa thải. Bạch Đức Long và Từ Lộc đều ngạc nhiên, sau đó lấy lại tinh thần cười lớn. Ha ha ha, anh nói gì cơ, lại còn bảo chúng tôi bị khai trừ, anh có biết hội viên trung cấp có địa vị thế nào trong Thương hội Giang Bình không? Hồ Vĩnh Như và Hồ Vĩnh Hiên ngây người. Người trước thì lắc đầu, người sau thì cười lạnh trả thù. Anh ta chỉ là chủ tịch của tập đoàn Cự Phong, hoàn toàn không có quyền nói câu đó. Quả đúng là một câu chuyện cười. Vương Nhất gõ một tin nhắn, ra lệnh để Thương hội Giang Bình khai trừ hai người tên là Bạch Đức Long và Từ Lộc. Thấy cảnh này, vẻ mặt khinh thường của Bạch Đức Long và Từ Lộc càng trở nên rõ ràng. Giả vờ rất giống thật đấy, anh định gửi cho người tổng phụ trách của thương hội chúng tôi, hay gửi cho ngài Thương Si? Ha ha ha! Vương Nhất lập tức nhìn Bạch Đức Long đầy ngạc nhiên, sao ông biết? Thế mà ông ta lại đoán đúng. Anh không biết người tổng phụ trách của thương hội Giang Bình nên đành phải tìm Thương Si. Bạch Đức Long và Từ Lộc sững sờ, sau đó cười càng vui vẻ hơn. Còn bảo là nhắn tin cho ngài Thương Si nữa, có nói khoác cũng đừng nói khoác đến thế. Tôi rút lại lời vừa nãy, anh còn không bằng Hồ Hoàng Việt, chí ít, Hồ Hoàng Việt cũng không khoác lác như vậy. Ánh mắt của Hồ Vĩnh Hiên và Hồ Vĩnh Như khi nhìn về phía Vương Nhất cũng dẫn thay đổi. Có vẻ ngoại trừ đánh đấm giỏi ra thì anh ta chẳng có gì. Đúng là một người lỗ mãng. Ngay tức khắc trong lòng Hồ Vĩnh Như đánh giá lại Vương Nhất, hơn nữa còn nhìn anh với ánh mắt thương hại. Đàn chị Khinh Hồng của cô ta lại gả cho một người đàn ông như vậy. Đúng là xót xa. Vương Nhất đưa di động cho bọn họ xem, đúng là Thương Si mà. Bạch Đức Long và Từ Lộc liếc qua, thấy tên người liên lạc trong di động viết hai chữ Thương Si, rất to. Trong nháy mắt vẻ mặt họ lại càng khinh thường hơn. Anh cho rằng cứ tùy tiện ghi chú tên người khác thành Thương Si, thì có nghĩa là anh đang nói chuyện với Thương Si sao? Đừng nói nhảm nữa, cho anh hai lựa chọn. Hoặc là tham gia vào Thương hội Giang Bình của bọn tôi, sau đó khai trừ Hồ Hoàng Việt, hoặc tập đoàn Cự Phong của anh cũng đừng hòng mở cửa ở Giang Thành này nữa. Bạch Đức Long chỉ vào mũi Vương Nhật rồi nói với giọng giận dữ. Hồ Vĩnh Như cũng bước lên một bước, nhìn Vương Nhất, nói, ngài Vương, anh vẫn nên mời những thành viên trong ban cán bộ cấp cao của chúng ta về đi thôi, nếu làm vậy thì Thương hội bên này sẽ không quá tức giận. Ngoài ra, nể mặt đàn chị Lý Khinh Hồng và đàn chị Kim Thúy Như, tôi sẽ điều tra giúp anh xem người thật sự đứng đằng sau là ai. Cô ta nhìn Vương Nhất với gương mặt bình tĩnh, cứ như chắc chắn rằng Vương Nhất sẽ làm như thế. Vương Nhất lắc đầu, lời đã nói như tát nước ra ngoài, không thể rút lại. Cho anh mặt mũi mà anh lại không cần. Gương mặt Bạch Đức Long và Từ Lộc đều tỏ ra vô cùng khinh thường, đang định nói thì bị một cú điện thoại ngắt lời, rồi chợt ngoài cổng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Bọn họ nhìn về phía tiếng gọi, thấy một đám người đang đi đến. Hồ Hoàng Việt đột nhiên xuất hiện. Sắc mặt Bạch Đức Long và Từ Lộc nhanh chóng thay đổi. Thương hội Hồng Ưng. Hồ Vĩnh Như và Hồ Vĩnh Hiên cũng giật mình,
sao người của thương hội Hồng Ưng lại đến đây? Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy đám người kia, trong lòng Hồ Vĩnh như cảm thấy bất an. Ngài Vương, bọn họ lễ phép chào hỏi Vương Nhất. Hội trưởng La, thương hội Hồng Ưng các ông đến đây làm gì? Bạch Đức Long tỉnh táo lại từ trong sự kinh ngạc, ánh mắt ông ta hơi âm u, hỏi. Ông ta cảm thấy áp lực vô cùng nặng nề. Ông ta chỉ là hội viên trung cấp của thương hội Giang Bình, còn La Chí Viễn là người tổng phụ trách của thương hội Hồng Ưng hàng thật giá thật. Địa vị của hai người khác nhau như ngày và đêm. La Chí Viễn không trả lời, mà chỉ nhìn rồi hỏi bọn họ, các ông là Bạch Đức Long và Từ Lộc. Đúng là chúng tôi. Ngay tức khắc, Bạch Đức Long và Từ Lộc cảm thấy áp lực. La Chí Viễn cười nhạt, có vẻ không tìm nhầm người. Một lúc sau, bỗng nhiên ông ta cất cao giọng, ngài Thương Si có lệnh, ra lệnh đá hai người các ông ra khỏi thương hội. Ông ta vừa nói xong, Bạch Đức Long và Từ Lộc mở trừng mắt, sau đó choáng váng. Vẻ mặt của Hồ Vĩnh Hiên và Hồ Vĩnh Như cũng rất khó tin, họ bất giác nhìn về phía Vương Nhất. Chẳng lẽ, đúng thật là anh ta vừa gửi tin nhắn cho Thương Si, một trong thất si? Sao có thể chứ? Bạch Đức Long tỉnh táo lại, sau đó bỗng nhiên ông ta chửi ầm lên, ông bớt lấy ngài Thương Si để dọa tôi đi. Tôi là người của Thương hội Giang Bình, còn ông là người của Thương hội Hồng Ưng, làm gì có quyền quản chuyện của Thương hội Giang Bình chúng tôi. Lời này nói thẳng vào điểm mấu chốt, Hồ Vĩnh Hiên và Hồ Vĩnh Như cũng kịp phản ứng. Sao Thương hội Hồng Ưng có thể can thiệp vào chuyện của Thương hội Giang Bình? La Chí Viễn cười lạnh, ngài Thương Si đã đích thân ra lệnh để tôi đến thông báo chuyện này. Một lát nữa e rằng Nhậm Gia Luân cũng sẽ gọi điện cho các ông. Nhậm Gia Luân chính là người tổng phụ trách của Thương hội Giang Bình. Bạch Đức Long và Từ Lộc tỏ vẻ không hề tin chuyện đó. Ông cứ giả vờ đi, còn bảo ngài Thương Si sai người đến thông báo chuyện này. Tôi thấy, do ông biết thằng nhóc kia, nên trước đấy anh ta gửi tin nhắn là gửi cho ông đúng không? Bạch Đức Long cười lạnh nói. Hồ Vĩnh Hiên bừng hiểu ra, nếu không... Sao người tổng phụ trách của Thương hội Hồng Ưng lại đến đây mà không phải là người tổng phụ trách của Thương hội Giang Bình? La Chí Viễn vẫn không hề sợ hãi, vẻ mặt bình tĩnh, có đúng hay không, đợi lát nữa Nhậm Gia Luân gọi điện đến là biết thôi. Ông! Reng reng reng! Bạch Đức Long đang định nói gì đó thì bỗng bị một hồi chuông điện thoại chói tai ngắt lời. Ông ta đang định nghe thì bỗng thấy tên người gọi đến, trong nháy mắt sắc mặt ông ta trở nên tái nhợt. Sao vậy? Từ Lộc thấy kỳ lạ, hỏi. Bạch Đức Long đưa tên người gọi cho ông ta nhìn. Sau đó, sắc mặt Từ Lộc sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Hội trưởng Nhậm. Reng reng reng. Reng reng reng. Chuông điện thoại reo rất lâu nhưng Bạch Đức Long không dám nghe điện thoại. Vương Nhất cười lớn, nói, Bạch Tổng, nghe đi, điện thoại của hội trưởng các ông cũng dám không nghe sao. Trán Bạch Đức Long chảy đầy mồ hôi, mỗi giọt to như hạt đậu. Bỗng nhiên ông ta ấn nút trả lời. Alo, hội trưởng Nhậm. Bạch Đức Long cố gắng để cho giọng điệu của mình trở nên bình tĩnh. Kết quả điện thoại vang lên tiếng gào to đầy giận dữ của Nhậm Gia Luân. Từ giờ trở đi, ông và Từ Lộc bị đuổi khỏi thương hội. Cút ngay cho tôi. Tút tút tút. Nói xong, ông ta cúp điện thoại. Tiếng gào của Nhậm Gia Luân rất to, nên tất cả mọi người đều nghe thấy. Bạch Đức Long và Từ Lộc cảm thấy như tận thế. Khuôn mặt bọn họ trắng bệch. Bọn họ gọi lại cho Nhậm Gia Luân như điên, nhưng lại thấy bị chặn số. Lúc này, Vương Nhất bước đến tới, vừa cười vừa nói, Bạch Tổng, Từ Tổng, tôi đã nói với các ông từ trước, các ông sẽ bị khai trừ, nhưng các ông không tin. Vương Nhất lắc đầu sau đó rời khỏi biệt thự với Hồ Vĩnh Hiên và Hồ Vĩnh Như. La Chí Viễn và Hồ Hoàng Việt cũng rời khỏi đó, tuy nhiên gương mặt bọn họ tràn đầy kích động. La Chí Viễn thì biết được nhiều hơn một chút. Còn Hồ Hoàng Việt cảm thấy may mắn vì trước kia ông ta kiên quyết không thay đổi lựa chọn ngài Vương. Chỉ một tin nhắn mà cũng đủ kinh động đến ngài Thương Si. Hồ Vĩnh Hiên và Hồ Vĩnh Như cũng trợn mắt há mồm, một lúc lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh. Anh ta quả thật quen biết với Thương Si sao? Hồ Vĩnh Như tự lẩm bẩm. Vẻ mặt Hồ Vĩnh Hiên cũng vô cùng kinh ngạc, bỗng nhiên anh ta nhớ ra điều gì đó, lắc đầu. Em gái, anh nghĩ không thể nào đâu. Thân phận của ngài Thương Si như thế nào, sao ông ta có thể quen biết với một chủ tịch tập đoàn? Hồ Vĩnh Như liếc nhìn anh ta, vậy anh nói xem, sao Vương Nhất vừa nói chuyện sa thải là bọn họ đã bị sa thải? Hồ Vĩnh Hiên suy nghĩ, rồi nói, anh nghĩ, nguyên nhân nằm ở hội trưởng La của Thương hội Hồng Ưng. Vương Nhất gửi tin nhắn kia cho hội trưởng La,
sau đó chắc chắn hội trưởng La đã thỏa thuận gì đó với hội trưởng thương hội Giang Bình, khai trừ Bạch Tổng và Từ Tổng kia, sở dĩ nhắc đến ngài Thương Si là để cho lời khoác lác kia của Vương Nhất trở nên chu toàn. Lời vừa rồi nghe thì có thể giải thích, nhưng Hồ Vĩnh Như vẫn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. Ở nơi nào đó của Giang Thành, trong một nhà xưởng bỏ hoang, một người đàn ông đang yên lặng ngồi ở trong xe. Cả cơ thể của anh ta ẩn trong bóng tối, làm cho không thể không rõ diện mạo của anh ta. Lúc này, một người giống thủ hạ đi vào, cẩn thận liếc nhìn anh ta, nói, cậu chủ, nhiệm vụ thất bại, hai thủ hạ mà cậu phái ra đều đã chết. Cái gì? Giọng nói trầm thấp của người đàn ông ẩn giấu một chút lửa giận. Có điều không lộ ra thân phận của cậu, mà giá họa cho Hồ Vĩnh Hiên của nhà họ Hồ. Tên thủ hạ lại báo cáo. Giọng nói của người đàn ông trở nên bình tĩnh hơn nhiều, hừ lạnh một tiếng, xem ra, hai người đó vẫn có chút đạo đức nghề nghiệp, không tiết lộ thân phận của tôi. Tiếp theo phải làm sao? Người đàn ông trầm mặc một lát, nói, hiện nay, Thiên An đã bị Vương Nhất xử lý rồi, ngay cả hào môn của Giang Thành chúng ta cũng gần như bị anh ta xử lý hết rồi. Nhà họ Văn diệt vong, nhà họ Hạ giao hảo, nhà họ Hồ có lòng mà không đủ sức, nhà họ Lục còn lại cũng dựa vào anh ta, đây còn gọi là hào môn của Giang Thành ư. Người đàn ông nói một cách ngắn gọn nhất khái quát cục diện của cả Giang Thành, nhìn ra được, anh ta nắm rõ cục diện của Vương Nhất như lòng bàn tay. Tên thủ hạ trầm mặc một lúc, bỗng khuyên, cậu chủ, hay là từ bỏ báo thù đi, anh ta quá mạnh. Không, phải báo thù, không vì gia tộc, mà vì bản thân tôi. Trong bóng tối, giọng nói của người đàn ông âm trầm đáng sợ, còn pha trộn tiếng nghiến răng ken két. Anh ta càng mạnh thì càng dễ báo thù rửa hận, vì sự chú ý của anh ta sẽ không đặt trên người chúng ta. Người đàn ông trầm giọng nói, bây giờ, anh ta cũng không phải không thể đánh sập. Cậu chủ, ý của cậu là... Tên thủ hạ nhận chỉ thị. Người đàn ông từ từ nói, tìm Lục Kiệu của nhà họ Lục hợp tác với anh ta. Lục Kiệu của nhà họ Lục. Tên thủ hạ mặt mày rất kinh ngạc, anh ta không phải nương nhờ Vương Nhất hay sao? Người đàn ông cười lạnh một tiếng, tôi hiểu anh ta rất thông minh, nhà họ Lục không phải đầu hàng thật sự. Anh ta nói gì đó ở bên tai của tên thủ hạ, sau đó nói, anh làm theo lời tôi nói thì nhất định có thể thành công. Cục diện sau này của Giang Thành sắp loạn rồi, anh ta là người đầu tiên bị hiến tế. Đợi tên thủ hạ rời đi, người đàn ông mới u ám bổ sung một câu. Giống như tôi. Vương Nhất không biết Giang Thành đã trở nên cuồn cuộn bóng tối, trở về từ biệt thự của Hồ Vĩnh Hiên thì anh lập tức trở về bên cạnh Lý Khinh Hồng. Lúc này, Phương Huệ và Lý Mộng Đình đã rời đi, chỉ còn lại cô và Vương Tử Lam. 3. Nhìn thấy Vương Nhất trở về, cô bé lập tức trèo lên chân của Vương Nhất cũng thuận thế bế cô bé lên. Lý Khinh Hồng vẫn trầm mặc uống cà phê, mặt mày lãnh đạm. Vương Nhất mỉm cười, vẫn tức giận sao? Lý Khinh Hồng dừng lại, liếc nhìn Vương Nhất, hỏi, chị dâu của anh. Cô ấy sao rồi? Cho tới lúc này, trái tim của Vương Nhất mới hoàn toàn để xuống, anh biết Lý Khinh Hồng đã tha thứ cho anh rồi. Cô ấy đã bị thương. Lý Khinh Hồng không nói gì nữa, ánh mắt nhìn sang dấu răng đều hằn sâu trên cánh tay của Vương Nhất, lông mày nhíu lại. Đưa tay qua đây. Cô nói với Vương Nhất. Vương Nhất không biết Lý Khinh Hồng muốn làm gì, nhưng vẫn đưa tay qua. Lý Khinh Hồng há miệng cắn. Sắc mặt Vương Nhất lập tức thay đổi, nhưng lại cố nhịn, không thu tay lại. Rất nhanh, Lý Khinh Hồng bỏ ra, Vương Nhất cũng thu hồi cánh tay của mình. Chỉ thấy trên một cánh tay khác của anh cũng có một dấu răng đều tăm tắp. Vương Nhất cười khổ một tiếng, lòng hiếu thắng của em thật mạnh. Lý Khinh Hồng hừ lạnh, như vậy mới không tức giận. Lại chơi một lúc với Vương Tử Lam ở khu vui chơi, Lý Khinh Hồng tới chi nhánh của tập đoàn Lệ Tinh ở Giang Thành đi dạo một vòng. Thương lượng vài chuyện với Phương Huệ, Lý Mộng Đình thì trở về. Vương Nhất lại gọi điện thoại cho Lãnh Nhan, tra cho tôi, buộc phải tra ra là ai muốn bắt cóc vợ con tôi. Phải. Lãnh Nhan lập tức nhận lệnh. Cúp máy, đôi mắt của Vương Nhất trở nên sâu thẳm. Nước của Giang Thành sâu hơn Thiên An, cũng càng nguy hiểm. Một mình anh có thể đi lại tự do, nhưng người thân bạn bè của anh thì sao? Anh buộc phải phòng ngừa mọi sự cố xảy ra. Reng reng reng. Vào lúc này, Vương Nhất nhận được điện thoại của Hạ Lãm. Cậu Vương, bệnh của con gái tôi. Hạ Lãm ngập ngừng. Tôi lập tức gọi Y Si tới. Cúp máy thì Vương Nhất đi tìm Y Si, hai người đi tới tập đoàn Đại Hạ.
đây là tập đoàn lớn nhất dưới trướng của nhà họ Hạ. Chủ tịch đương nhiên là do chủ nhân của nhà họ Hạ, Hạ Lãm đảm nhận. Thư ký nói mục đích tới của hai người cho Hạ Lãm, Hạ Lãm lại không lập tức đi ra. Thư ký mặt mày ái ngại, thưa hai vị, thật ngại quá, chủ tịch đang mở một cuộc họp rất quan trọng, có thể phải tới mức tan làm mới kết thúc, hai vị tiếp tục chờ, hay là... Vương Nhất lập tức gật đầu, cô nói với Hạ Lãm, chúng tôi trực tiếp tới nhà họ Hạ đợi ông ta. Nhìn bóng lưng rời đi của Vương Nhất và Y Si, thư ký mặt mày kinh ngạc. Cho dù là ở Giang Thành, dám gọi thẳng tên của chủ tịch cũng không có mấy người. Ở một bên khác, đám người Vương Nhất đã tới biệt thự của nhà họ Hạ. Điều khiến Vương Nhất kinh ngạc là biệt thự của nhà họ Hạ lúc này vậy mà đông như chảy hội, có những chiếc xe sang hàng chục tỷ đỗ ở trước cửa. Xem ra, hôm nay nhà họ Hạ muốn tổ chức bữa tiệc gì đó. Mắt của Khương Sinh hơi nheo lại, nói. Đó là chuyện của nhà họ Hạ bọn họ, hoàn thành chuyện đã đồng ý với Hạ Lãm thì chúng ta rời đi. Nói xong thì Vương Nhất không để tâm mà cất bước đi vào. Đứng lại. Vương Nhất và Y Si đang muốn đi vào, đằng sau lại truyền tới tiếng quát giận dữ. Quay đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc Lamborghini đỗ ở cửa, một người thanh niên mắng mỏ bước xuống. Quát con, biết nơi này là nơi nào không? Nơi này là nhà họ Hạ, anh đi nhầm chỗ rồi đúng không? Vương Nhất liếc nhìn tấm biển của nhà họ Hạ, không đi nhầm, là nơi này. Người thanh niên chợt sững người, sau đó cười lớn ba tiếng. Ha ha ha, hai người là ai? Cánh cửa này không phải ai cũng có thể bước vào. Vương Nhất bình tĩnh nói, tôi tên Vương Nhất, nhận được lời mời của gia chủ các người nên tới. Người thanh niên nghe vậy, vẻ mặt càng thêm khinh thường, phác, cái bộ dạng này của anh còn dám nói nhận được lời mời của gia chủ chúng ta nên mới tới. Cút mau, nơi này không phải là chỗ cho loại dân thường như các người có thể tới. Người thanh niên đang muốn đuổi thì lại phát hiện cơ thể của Vương Nhất giống như nham thạch, có đẩy thế nào cũng không đẩy được. Người thanh niên chợt sững người, hoàn hồn lại thì mở miệng mắng, phác, anh dám không nghe lời của Hạ Vinh tôi, chỉ cần có Hạ Vinh tôi ở đây, anh không đi vào được cánh cửa này. Vương Nhất hờ hững liếc nhìn anh ta, sau đó trực tiếp cất bước đi vào cửa lớn của nhà họ Hạ. Y Si lắc đầu, cũng đi vào theo. Thấy hai người này ở trước mặt anh ta, một trước một sau đi vào nhà họ Hạ một cách đường hoàng, Hạ Vinh tức giận, mẹ kiếp các người đứng lại cho tôi. Hạ Vinh nói xong thì muốn túm lấy vai của Vương Nhất. Vương Nhất bỗng quay đầu, bộp một tiếng, túm lấy vai của Hạ Vinh. Á! Ở cửa lớn của biệt thự, lập tức truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Hạ Vinh. Buông tay, mẹ kiếp anh buông tay cho tôi. Vẻ mặt Hạ Vinh dữ tợn nhìn Vương Nhất. Anh ta không ngờ, anh ta vậy mà đá phải tấm sắt. Vương Nhất mặt mày lạnh lùng, tôi tới nhà họ Hạ quả thật là nhận được lời mời của gia chủ các người. Làm xong việc tự sẽ đi, hiểu không? Nói xong thì buông Hạ Vinh ra. Anh ta nhếch nhác nắm cổ tay của mình, vừa rồi cổ tay của anh ta suýt nữa bị bẻ 90 độ. Không cần nghi ngờ gì nữa, lời của Vương Nhất anh ta rõ ràng không nghe lọt. Anh ta hằn học nhìn Vương Nhất, uy hiếp, dám ra tay với người của nhà họ Hạ ở cửa lớn của nhà họ Hạ, tôi thấy anh chán sống rồi. Đặc biệt là hôm nay, còn là sinh nhật của công chúa nhỏ. Lời của anh ta khiến Vương Nhất sững người. Hạ Trân là con gái của Hạ Lãm, hôm nay lại là sinh nhật của Hạ Trân. Chẳng trách ở cửa đỗ nhiều xe sang như vậy. Xung đột ở đây cũng thu hút sự chú ý của trong biệt thự. Rất nhanh có một đám người đi ra. Xảy ra chuyện gì? Người cầm đầu là một người trung niên, tướng mạo có vài phần giống Hạ Lãm. Nhìn thấy người này, Hạ Vinh lập tức kích động gọi thành tiếng, chú hai. Người này chính là anh họ của Hạ Lãm, Hạ Tuân. Ánh mắt của ông ta lập tức nhìn chằm chằm Vương Nhất và Y Si, hai người là ai, tại sao lại gây sự ở cửa của nhà họ Hạ. Không đợi Vương Nhất lên tiếng, Hạ Vinh nói trước, chú hai, hôm nay mọi người đều là tới chúc mừng sinh nhật cho công chúa nhỏ, hai người lai lịch bất minh này lại muốn lẻn vào. Anh ta còn tự xưng là gia chủ mời anh ta nói, cháu ngăn anh ta lại, anh ta suýt nữa bẻ gãy tay của cháu. Cái gì? Nghe vậy, ánh mắt của một người trung niên ở bên cạnh Hạ Tuân lập tức trở nên âm trầm. Ông ta là anh cả của Hạ Lãm, Hạ Nham. Đằng sau bọn họ có một đám thanh niên của nhà họ Hạ, nhưng không thấy bóng dáng của Hạ Trân. Hạ Phi Long cũng không ở đây. Điều duy nhất khiến Vương Nhất để ý là một người thanh niên trầm mặc kiệm lời. Vẻ ngoài của anh ta không tính là nổi bật trong đám người, thậm chí có thể dùng từ tầm thường để hình dung.
nhưng lại cho Vương Nhất một loại cảm giác trầm ổn như nước. Hạ Tuân quát to một tiếng, hai người thật to gan, vậy mà dám dùng danh nghĩa của gia chủ để tới nhà họ Hạ chúng tôi. Tuy tên của Vương Nhất đã truyền khắp Giang Thành, nhưng người thật sự từng gặp anh lại rất ít. Vậy nên Vương Nhất đứng ở trước mặt bọn họ, không ai phát hiện ra anh. Vương Nhất nói rất thản nhiên, tôi đến vì bệnh của Hạ Chân. Lời này vừa dứt, đám người Hạ Tuân và Hạ Nham đều có vẻ mặt kinh ngạc, cậu là bác sĩ. Vương Nhất và Y Si đều gật đầu. Cậu nói là bác sĩ thì cậu là bác sĩ sao? Vừa dứt lời, trong đám đông lập tức truyền tới giọng nói trầm thấp bình ổn của một người đàn ông. Ngay lập tức, sự chú ý của tất cả mọi người đều dừng ở trên người của người thanh niên trầm mặc kiệm lời kia. Trong tay anh ta cầm hai viên bi sắt, đang xoay vòng một cách linh hoạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn Vương Nhất. Anh là ai? Mắt của Vương Nhất hơi nheo lại. Người thanh niên từ từ đi tới, cũng không che đậy, nói ra tên của mình. Hạ Bình. Ánh mắt của Vương Nhất lập tức đanh lại. Từ cái tên thì anh có thể phân biệt được người này là ai. Em trai của Hạ Phi Long. Anh ta cũng là con trai của Hạ Tuân. Mình nói không sai, cậu nói là bác sĩ thì thật sự là bác sĩ sao? Hạ Tuân lạnh lùng nhìn Vương Nhất, hai người có chứng chỉ hành nghề y không? Vương Nhất không lên tiếng, chỉ là ánh mắt nhìn sang Hạ Bình trở nên lạnh lẽo. Anh chỉ hiểu một chút y thuật, chứ không phải bác sĩ. Khương Sinh là y sĩ, nhưng cũng không có chứng chỉ hành nghề y. Y sĩ lấy ra chứng chỉ hành nghề y, còn là y sĩ sao? Thấy hai người không lên tiếng, Hạ Tuân cười hờ hững, nếu đã không lấy ra được chứng chỉ hành nghề y thì càng không thể để hai người đi vào, hai vị mời về cho. Khoan đã, hai người bọn họ không thể đi. Hạ Nham lại quát lớn một tiếng, nhìn Vương Nhất và Y Si nói, hai người đã phạm hai tội, mạo danh danh nghĩa của gia chủ, còn đánh người của nhà họ Hạ tôi bị thương, còn muốn đi như vậy sao? Vẻ mặt của Hạ Tuân hơi đơ ra, sau đó cười lạnh nhạt với Vương Nhất. Tôi đã tranh thủ cơ hội cho hai người chạy trốn, là hai người không biết trân trọng, không thể trách tôi. Vừa dứt lời, xung quanh có mười mấy người đàn ông vạm vỡ đi tới, tất cả đều là vệ sĩ của nhà họ Hạ. Vương Nhất lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ, không có để trong lòng. Anh nhìn sang Hạ Tuân, tôi đã nói thật, có tin hay không là chuyện của các người, tôi muốn gặp Hạ Chân. Nói xong thì Vương Nhất cất bước đi vào. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều có vẻ mặt ngạc nhiên. Hạ Vinh càng cười vui như thấy người khác gặp họa. Anh là muốn xông vào nhà họ Hạ, thật sự là một con đường chết. Hạ Tuân cũng chơi vui vẻ, xua tay, đừng đánh chết. Nói xong thì xoay người rời đi. Những người khác cũng như vậy. Không phải bọn họ không quan tâm kết quả, mà là một loại tự tin từ trong ra ngoài. Nhà họ Hạ mạnh mẽ, vệ sĩ của nhà họ Hạ còn là cao thủ hiếm có. Đối phó hai người, căn bản là dư sức. Bụp bụp bụp. Tuy nhiên ngay sau đó, đằng sau bọn họ truyền tới âm thanh đánh chúng dữ dội. Đám người Hạ Tuân không nhìn được mà quay đầu nhìn, ngay lập tức trợn to mắt. Vệ sĩ nhà họ Hạ mà bọn họ lấy làm kiêu ngạo vậy mà nằm chỏng gọng ở trên đất. Mà Vương Nhất và Y Si vẫn hoàn toàn không tổn hại mà đứng ở đó. Cái gì? Nhìn một màn này, vẻ mặt của Hạ Tuân rất kinh ngạc, biểu cảm thay đổi. Hạ Nham, Hạ Vinh thì giống như thấy ma, trợn to hai mắt. Ngay cả Hạ Tuân cũng nhìn Vương Nhất với vẻ mặt nghiêm trọng. Biểu cảm trên mặt Vương Nhất vẫn lạnh nhạt, nhìn mọi người. Tôi muốn cứu người, các người căn bản không cản được. Nói xong thì tiếp tục đi về phía trước. Cậu rốt cuộc là ai? Hạ Tuân quát lên, nếu là người bình thường, căn bản không phải đối thủ của vệ sĩ nhà họ Hạ. Vương Nhất cất bước đi về phía bọn họ, đồng thời nói ra tên của mình. Vương Nhất. Sau khi Vương Nhất nói ra tên của mình, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Dạo gần đây cái tên này rất nổi, bọn họ đương nhiên biết. Không ngờ là người trước mắt. Hạ Tuân thì càng nhìn chằm chằm Vương Nhất, người khiến anh họ của ông ta chịu thiệt, vậy mà là cậu ta. Tuy nhiên, Hạ Tuân hoàn hồn lại, hằn học nhìn Vương Nhất, cho dù cậu là Vương Nhất, cũng không thể đi vào nhà họ Hạ chúng tôi. Không sai, hôm nay là sinh nhật của công chúa nhỏ. Bất cứ ai không phải là người của nhà họ Hạ, đều không thể đi vào. Cút ra cho tôi. Đằng sau Hạ Tuân, những người khác lũ lượt quở trách. Im mồm hết cho tôi. Tuy nhiên, vào lúc này, đằng sau lại truyền tới tiếng quát tức giận. Hạ Lãm mặt mày âm trầm đi vào, trong mắt còn có sát ý. Gia chủ. Em ba. Chú ba.
Thấy Hạ Lãm mặt mày âm trầm đi vào, bất luận là Hạ Tuân, Hạ Nham hay Hạ Bình, hay là những người khác của nhà họ Hạ đều thay đổi sắc mặt, cũng không có hống hách như trước. Cậu Vương và ngài Y Si là khách quý tôi mời tới, các người vậy mà dám đối đãi với khách quý của tôi như vậy. Trong hai mắt của Hạ Lãm kèm theo sát ý, phàm là ai bị ông ta quét qua thì không ai không run sợ. Hạ Vinh càng bị dọa ngu luôn. Anh ta nhớ lại lời của Vương Nhất trước đó, anh là được gia chủ của nhà họ Hạ mời tới. Lúc đầu anh ta không tin, nhưng bây giờ gia chủ thật sự tới rồi, chứng minh lời của Vương Nhất. Anh thật sự là được gia chủ của nhà họ Hạ mời tới. Vương Nhất nhìn sang Hạ Lãm, nói rất thản nhiên, Hạ gia chủ, xem ra những người thân của ông không chào đón chúng tôi lắm. Lời này vừa dứt, trong mắt Hạ Lãm càng thêm âm trầm. Bắt đầu từ bây giờ, nếu ai còn nhắc tới một câu đuổi cậu Vương thì người đó cút ra khỏi nhà họ Hạ cho tôi. Ông ta cũng tức giận. Vốn anh là muốn cùng nhau trở về nhà họ Hạ với Vương Nhất, ngài Y Si, nhưng lâm thời có một cuộc họp quan trọng làm trì hoãn. Vương Nhất và Y Si đi vào nhà họ Hạ trước. Vốn cho rằng gió yên biển lặng rồi, không ngờ ông ta vừa về tới nhà họ Hạ thì nhìn thấy người trong nhà đối xử lạnh lùng với khách quý do ông ta mời tới, thậm chí đã sử dụng tới vệ sĩ. Điều này khiến Hạ Lãm rất tức giận, nếu người trong nhà như này, sau này ai dám giúp ông ta nữa. Còn một điểm nữa, đó là bọn họ là vì chữa bệnh cho con gái của ông ta. Bệnh tình là tính mạng, chỉ hoãn một giây thì bệnh của con gái ông ta sẽ càng nghiêm trọng. Đối với bất cứ ai vọng tưởng gây bất lợi đối với ông ta, Hạ Lãm sẽ không tha cho. Lúc này, có một cô gái không nhìn được mà nói, gia chủ, bọn họ ngay cả chứng chỉ hành nghề y cũng không có. Làm sao có thể là bác sĩ, ngài đừng để bọn họ lừa. Ánh mắt của Hạ Lãm càng thêm âm trầm, chỉ vào cô ta mà ra lệnh, người đâu, đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Hạ cho tôi, ngoài ra tước bỏ cơ hội chia lợi nhuận từ cổ phần của cô ta ở nhà họ Hạ về sau. Soạt, lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Lão Tam, chú làm thật à? Hạ Tuân tức giận trách cứ. Hạ Nham cũng nói, Hạ Hoàng cũng là có ý tốt. Chú sao có thể đuổi nó ra khỏi gia tộc? Tôi nói rồi, nếu ai còn dám nghi ngờ cậu Vương thì sẽ có kết cục giống như Hạ Hoàng. Ánh mắt của Hạ Lãm u ám liếc nhìn tất cả mọi người, giọng nói càng lạnh lẽo. Gia chủ, tôi sai rồi. Chú ba, chú cho cháu thêm một cơ hội đi. Chú ba, cô gái tên Hạ Hoàng đó bị kéo ra ngoài. Bụp, cửa lớn đóng lại, tiếng cầu xin cũng bị ngăn cách. Bầu không khí trong cả biệt thự của nhà họ Hạ lập tức trở nên nghiêm trọng sát phạt. Đừng nói đám tiểu bối như Hạ Bình, ngay tới ba của anh ta, Hạ Tuân, chú lớn của anh ra, Hạ Nham cũng không dám lên tiếng. Hạ Lãm giống như chỉ xử lý một chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc tới, rất nhanh trên mặt đã hiện ra nụ cười. Cậu Vương, ngài Y Si, mời vào. Vương Nhất gật đầu, cũng không nói gì, trực tiếp đi vào trong. Lúc đầu tới nhà họ Hạ thì anh đã thấp thoáng cảm nhận được sự tranh đấu ngầm trong nội bộ nhà họ Hạ, nhưng anh không có hứng thú tham gia. Mục tiêu của anh chỉ là chữa bệnh tim của Hạ Chân. Nếu có ai không có mắt, cưỡng ép anh gia nhập cuộc tranh đấu của nhà họ Hạ, vậy thì đừng trách anh không khách sáo. Bên ngoài có chuyện gì vậy, ồn như vậy cũng sắp làm phiền tới việc tôi cắt bánh kem rồi. Bỗng nhiên trong biệt thự của nhà họ Hạ truyền tới tiếng oán trách đầy bất mãn của một cô gái. Cộp, cộp, cộp. Tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng cao gót rõ ràng. Sắc mặt của Vương Nhất hơi thay đổi, giọng của cô gái này không phải của Hạ Chân. Người đón sinh nhật ngày hôm nay không phải Hạ Chân sao? Rất nhanh, từ trong phòng bước ra một cô gái cao giáo ăn vận giống như công chúa. Dung mạo xinh đẹp, mái tóc dài búi cao, nếu ăn mặc bình thường, cô ta cũng chỉ có thể được gọi là người đẹp. Nhưng trên người cô ta mặc chiếc váy dài công chúa màu trắng tinh. Trên vạt váy còn đính một ít kim cương vụn có giá trị không nhỏ. Dưới chân đi đôi cao gót thủy tinh đánh giá, trên đầu còn đội vương miện, nhìn trông không khác biệt gì với công chúa thật. Nhìn thấy người này, các tiểu bối của nhà họ Hạ lũ lượt vui vẻ đi tới đón. Chi Tinh, hôm nay cô thật xinh đẹp. Đó là đương nhiên, hôm nay là sinh nhật của Chi Tinh. Chi Tinh, đây là quà tôi tặng cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Các nam nữ thanh niên lũ lượt lấy quà trong tay nhét vào trong tay của cô gái tên Chi Tinh đó. Cảm ơn mọi người. Trên mặt cô ta nở nụ cười vui vẻ, nhưng Vương Nhất lại nhìn ra, nụ cười này là giả bộ. Cô ta không thích quà, mà thích sự nịnh nọt, cung phụng của những người khác.
Điều càng khiến Vương Nhất phản cảm là cô gái nhận những món quà này còn vô tình hay hữu ý mà nói một câu. Đón sinh nhật thì tốt, nhưng sinh nhật cùng một ngày với kẻ bệnh tật kia thì có hơi đen đủi, mọi người lát nữa cũng cách xa cô ta ra một chút, ngộ nhỡ lây bệnh cho mọi người thì không tốt đâu. Lời này vừa dứt, những tiểu bối trẻ tuổi đó lũ lượt cười to. Ha ha, điều đó chắc chắn rồi, ai muốn làm bạn với cô ta chứ? Hôm nay ấy à, chúng tôi đều chỉ đón sinh nhật của một người, đó là Chi Tinh cô. Cô ta ở một bên nhìn là được. Một đám người bu lấy Hạ Chi Tinh, đi vào biệt thự. Vương Nhất nhíu mày, chỉ vào cô gái tên Chi Tinh kia, hỏi, cô ta là ai? Hạ Lãm thở dài, nó tên Hạ Chi Tinh, là con gái của lão đại, cũng là em gái ruột của Phi Long, ngày nó ra đời cùng một ngày với con gái của tôi. Thì ra là vậy. Vương Nhất gật đầu. Anh trước đó tưởng hôm nay là sinh nhật của Hạ Chân, không ngờ còn là sinh nhật của Hạ Chi Tinh kia. Hạ Lãm mặt mày phức tạp, Chân vì bệnh của con bé mà luôn không có bạn bè, cộng thêm mẹ nó sinh nó xong thì qua đời, cho nên sinh nhật mỗi năm đều là tôi đón sinh nhật với nó, tiệc sinh nhật của Chi Tinh thì năm nào cũng tổ chức rất náo nhiệt. Nghe vậy, Vương Nhất gửi một tin nhắn cho Lãnh Nhan, gọi Nhạc Si tới nhà họ Hạ một chuyến, tôi muốn tổ chức sinh nhật cho một cô gái, ngoài ra quà sinh nhật cô xem rồi mua giúp. Anh gửi xong thì mỉm cười với Hạ Lãm, nếu đã gặp được, cũng không thể không biểu hiện gì, quà của tôi đang tìm. Hạ Lãm sửng sốt, vội vàng xua tay, cậu Vương có lòng rồi, cậu Vương có thể tới chữa bệnh cho con bé thì đã là đại ân đại đức rồi, sao còn để cậu tặng quà. Vương Nhất lắc đầu, cười nói, tôi đã bảo người mua xong rồi, đi thôi. Nói xong thì đi vào biệt thự, anh nhìn một cái thì nhìn thấy Hạ Chân ngồi ở sofa trong góc, mặt mày có hơi tái nhợt. Chân. Vương Nhất mỉm cười chào hỏi. Anh Vương. Hạ Chân lập tức nở nụ cười, mỉm cười đi tới trước mặt của Vương Nhất. Không biết tại sao, nhìn thấy Vương Nhất thì cô ta rất vui. Ở một bên khác, Hạ Chi Tinh chú ý thấy tình hình ở bên này, nhíu mày lại. Kia là ai, chị sao không nhớ có mời anh ta? Hạ Chi Tinh chỉ vào Vương Nhất, hỏi. Hạ Bình cười hờ hững, người ta không phải tới tìm chị, mà là tới tìm Hạ Chân. Hạ Chi Tinh lập tức nhướng mày, vẻ mặt đầy khinh thường, chị nói ngay mà, trong số bạn bè của chị sao lại có người ăn mặc quê mùa như vậy. Ngay sau đó, cô ta đầy cao ngạo đi về phía bên đó. Khi Vương Nhất và Hạ Chân đang nói chuyện, một bóng người xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chính là công chúa đón sinh nhật ngày hôm nay, Hạ Chi Tinh. Cô ta từ trên cao nhìn xuống Hạ Chân, khóe miệng nhếch lên, mang theo ý khinh thường. Hạ Chân. Cô và bạn cô nói chuyện, có thể ra ngoài nói hay không, làm ổn tới tôi. Trong mắt Vương Nhất lập tức phụt qua một tia lạnh. Đại sảnh lớn như vậy, anh và Hạ Chân luôn nói chuyện rất nhỏ, làm sao có thể ổn tới bọn họ. Bọn họ là cố ý kiếm chuyện, muốn đuổi Hạ Chân ra ngoài. Hạ Chân lại nhẹ nhàng nắm tay của Vương Nhất, khẽ lắc đầu với anh. Sau đó, cô ta áy náy nhìn Hạ Chi Tinh, xin lỗi, tôi không nói nữa. Vương Nhất cũng không nói gì nữa. Chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô ta. Hạ Chi Tinh cũng không ngờ Hạ Chân lại nói ra câu này, rất nhanh, trên mặt lại càng thêm khinh thường. Là người bệnh thì nằm yên trên giường, đừng học theo chúng tôi đi ra ngoài, hôm nay là sinh nhật của tôi, nhìn thấy cô thật là đen đủi. Bị chê bai như vậy, sắc mặt của Hạ Chân càng thêm tái nhợt, không nhịn được mà đối lại một câu, hôm nay cũng là sinh nhật của tôi. Cô nói cái gì? Hạ Chi Tinh trợn to mắt, sau đó cười ha hả. Cái kẻ bệnh tật như cô còn muốn đón sinh nhật. Cô nhìn xem người trong căn phòng này có ai tới đón sinh nhật với cô chứ? Cô không xứng đón sinh nhật, hiểu không? Chi Tinh, cô ta là ngưỡng mộ cô đó, ngưỡng mộ cô có nhiều bạn bè tới đón sinh nhật với cô ta không có một ai. Tôi thấy lát nữa vẫn nên chia cho cô ta một miếng bánh kem, nếu không quá tội nghiệp. Ha ha ha, đám bạn bè của Hạ Chi Tinh cũng lũ lượt cười mỉa. Trong tiếng cười, tay của Hạ Chân siết chặt quần áo trên người, cúi đầu không nói chuyện. Vương Nhất nhìn thấy tất cả, cơ thể gầy yếu của cô ta đang hơi run rẩy. Ngay lập tức, ánh mắt của anh nheo lại đầy nguy hiểm, nói từng chữ, tôi tới đón sinh nhật với cô ấy. Hửm, ánh mắt của Hạ Chi Tinh cuối cùng đã dừng trên người của Vương Nhất. Nhưng chỉ dừng một giây thì không khỏi bật cười, anh là bạn của kẻ bệnh tật này đó nhỉ, tôi sao chưa từng thấy anh trong giới. Cái giới mà cô ta nói đương nhiên là giới thượng lưu của Giang Thành. Vương Nhất từ từ đứng dậy, Hạ Chi Tinh lúc này mới cảm nhận được trên người anh có một loại khí thế không thấu được.
Hạ Chi Tinh không nhịn được mà lùi lại một bước, anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, nơi này là nhà họ Hạ, hôm nay còn là sinh nhật của tôi. Vương Nhất liếc nhìn cô ta, tôi không muốn gì cả, nhưng nếu cô còn mở miệng ra là kẻ bệnh tật nữa thì tôi biến cô thành kẻ bệnh tật. Anh dám uy hiếp tôi? Hạ Chi Tinh ngây ra rất lâu mới phản ứng lại, lập tức mặt mày đầy phẫn nộ. Hôm nay là sinh nhật của cô ta, vậy mà còn có người ngoài dám hống hách với cô ta. Đương nhiên cô ta cũng không nhìn thấy biểu hiện của Vương Nhất lúc ở cổng nhà họ Hạ. Lúc này, sát khí trên người Vương Nhất tỏa ra giống như trước đó, Hạ Nham vội vàng bước lên một bước, kéo Hạ Chi Tinh đi. Con gái, hôm nay là sinh nhật của con, đừng so đo với cậu ta. Chủ yếu là sợ con gái của ông ta bị Vương Nhất đánh. Hạ Vinh cũng vội vàng khuyên, chị Chi Tinh, vẫn là mau lên tầng cắt bánh kem thôi. Hạ Chi Tinh cũng có hơi sợ Vương Nhất, khinh thường hừ một tiếng, hôm nay là sinh nhật của tôi nên không so đo với anh tốt nhất tự giác rời đi. Nói xong thì chạy bịch bịch lên tầng. Vương Nhất vỗ lưng của Hạ Chân, không sai, sinh nhật của cô, tôi đón cùng với cô. Cảm ơn anh Vương. Hạ Chân mỉm cười với Vương Nhất, nhưng nụ cười đó rất miễn cưỡng. Anh lại nhìn sang Hạ Lãm, ông là gia chủ của nhà họ Hạ, vừa rồi tại sao không lên tiếng? Vừa rồi khi Hạ Chi Tinh mỉa mai Hạ Chân, là ba của Hạ Chân, Hạ Lãm không lên tiếng. Hạ Lãm thở dài, đã quen rồi, tuy tôi là gia chủ của nhà họ Hạ, nhưng lại không ngăn chặn được sự tranh chấp của các tiểu bối. Tôi từng nói với Chân, phải dũng cảm đứng lên, nhưng con bé tới nay cũng không thể bước ra được. Hạ Lãm cũng rất khổ tâm, Vương Nhất không nói gì nữa. Anh quay đầu nhìn sang Y Si, có thể chữa bệnh rồi chứ? Y Si luôn không nói gì đã gật đầu, bây giờ thì có thể. Hạ Lãm vui mừng, lập tức mời Vương Nhất và Y Si lên tầng, chỉ cần hai vị có thể chữa khỏi bệnh của con bé, bất cứ chuyện gì tôi cũng đồng ý. Hạ Chân cũng biết Vương Nhất đến vì bệnh của cô ta, nhưng trên mặt không có bất cứ sự sợ hãi nào. Yên tâm đi, ông ấy là người có y thuật rất cao mà tôi nói với cô trước đó, ông ấy có thể cứu cô. Vương Nhất chỉ vào Y Si rồi nói với Hạ Chân. Y Si nhìn xung quanh, lắc đầu, ánh sáng trong phòng không tốt, cần đổi căn khác. Hạ Lãm vội vàng hỏi, đổi phòng nào? Y Si chỉ vào cánh cửa lớn đóng chặt ở cách đó không xa, bên trong truyền ra tiếng nhạc rocking ai nhức óc. Chính là căn phòng mà Hạ Chi Tinh tổ chức sinh nhật. Căn phòng đó hướng về phía mặt trời, ánh sáng đầy đủ, thích hợp chữa bệnh. Vương Nhất xông vào căn phòng đó, tắt nhạc rock đi. Hạ Chi Tinh và đám bạn bè của cô ta phản ứng lại, lập tức nổi giận. Ai cho anh đi vào? Còn tắt nhạc của chúng tôi, mau cút ra ngoài. Trong căn phòng tràn ngập tiếng chửi. Vương Nhất hờ hững nói, mời các người sang căn phòng khác chúc mừng, căn phòng này cần dùng cho Chân chữa bệnh. Cái gì, chữa bệnh? Vừa nghe thấy lời này, Hạ Chi Tinh mở miệng mắng. Dựa vào đâu phòng tôi dùng để chúc mừng sinh nhật phải nhường cho một người sắp chết? Không được, tôi không đồng ý. Những người khác lũ lượt kháng nghị. Các người đi sang phòng khác không được sao, đừng quấy nhiễu chúng tôi. Bác sĩ cũng nói cô ta không sống được bao lâu nữa, chữa bệnh có ý nghĩa gì chứ? Đi mau đi mau. Hạ Lãm quát to một tiếng, im mồm hết cho tôi. Cậu Vương nói muốn trưng dụng, tất cả mọi người cút hết ra ngoài cho tôi. Hạ Chi Tinh ngây ngốc nhìn, bỗng nhiên hét to một tiếng, ba, bọn họ như nào đây? Vậy mà còn đuổi con ra ngoài. Hạ Nham chạy bịch bịch lên, vẻ mặt không thân thiện nhìn Vương Nhất, chữa bệnh thì đi chỗ khác chữa không được hay sao, con gái tôi đang đón sinh nhật. Hạ Tuân cũng đi tới, lão Tam, anh biết chú yêu thương con gái, nhưng cũng không thể phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của đám Chi Tinh. Nhìn những người này đều không coi mạng của con gái ông ta ra gì, sắc mặt của Hạ Lãm cực kỳ u ám. Ánh mắt của Hạ Chân rất bình tĩnh, giống như đã quen với cảnh tượng như này. Vương Nhất nhìn Hạ Chi Tinh hỏi, tôi hỏi cô lần cuối cùng, có nhường phòng không? Không nhường. Được. Vương Nhất cất bước đi về phía Hạ Chi Tinh, xách cô ta lên. Á! Hạ Chi Tinh kêu lên một tiếng, ra sức giãy giụa. Anh muốn làm gì, cứu mạng, sàm sỡ. Thả con gái của tôi ra. Hạ Nham nhìn Vương Nhất tức giận nói. Bụp! Ngay sau đó, Hạ Chi Tinh bị ném ra khỏi phòng, suýt nữa lăn từ trên cầu thang xuống. Nhìn một màn này, người trong phòng lập tức bị dọa cho cấm như hến. Vương Nhất nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh nhạt, các người tự đi hay là để tôi mời từng người ra ngoài.
Người trong phòng ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Nhất. Không ai ngờ được Vương Nhất lại dùng cách đơn giản trực tiếp như này để mời Hạ Chi Tinh ra ngoài. Hoàn hồn lại, tất cả mọi người đều có vẻ mặt cực kỳ tức giận. Hạ Chi Tinh bị ngã ra đất đầy nhếch nhác, còn đau đớn tới mức kêu rên không ngừng. Ba, anh ta vậy mà dám đánh con, ba không nói gì ư. Mặt mày Hạ Nham u ám tới mức có thể vắt ra nước, cậu dám ra tay với con gái tôi. Vương Nhất lạnh nhạt nói, nhường phòng từ sớm không phải là được rồi hay sao, cứ muốn ép tôi ra tay. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều có vẻ mặt đầy khó tin. Nơi này là nhà họ Hạ, Hạ Chi Tinh còn là nhân vật chính trong bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay, Vương Nhất không chỉ đánh chủ nhân bữa tiệc, còn không hề hối hận. Vương Nhất, cậu thật tưởng có em ba che chở thì có thể hoành hành không kiêng kỵ ở nhà họ Hạ sao? Hạ Nham tức tới run người, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Câu nói này lập tức cho tất cả mọi người trong phòng tự tin, bọn họ đều tức giận nhìn Vương Nhất. Lời của chú Nham không nghe thấy sao, còn không mau xin lỗi Chi Tinh. Có ba của Hạ Chi Tinh chống lưng, bọn họ không sợ gì hết. Bụp! Tuy nhiên ngay sau đó, một bạn nam hung dữ nhất bị Vương Nhất xách cả người lên, cũng ném thẳng ra ngoài. Bụp bụp bụp! Cả người anh ta lăn từ trên cầu thang xuống, trực tiếp bị ngã tới ngất. Vương Nhất! Hạ Nham tức giận nhìn Vương Nhất, trong mắt tràn ngập tơ máu. Nếu ai còn có một câu phản đối thì anh ta chính là kết cục. Trên mặt Vương Nhất không có bất cứ biểu cảm gì, bỗng nhiên liếc nhìn Hạ Nham, lão già, ông cũng như vậy. Cậu nói cái gì? Hạ Nham vừa sửng sốt vừa phẫn nộ nhìn Vương Nhất, vậy mà dám gọi ông ta là lão già. Soạt soạt soạt, có bài học của Hạ Chi Tinh và bạn Nam kia, người trong phòng cũng không dám ở lại, kết thành nhóm rời đi. Chi Tinh, chúng ta hảo hán không chịu thiệt trước mắt, hôm nay anh Phi Long không trở về, tới phòng khác chúc mừng đi. Đúng thế, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Tất cả mọi người đều khuyên Hạ Chi Tinh rời đi. Trải nghiệm đọc truyện số 1 tại taumtruyen.vn. Sắc mặt của Hạ Chi Tinh thay đổi, cuối cùng vẫn nghiến răng. Được lắm, Hạ Chân, mày thâm. Hàn Học liếc nhìn Hạ Chân và Vương Nhất, Hạ Chi Tinh đi xuống dưới tầng. Rất nhanh, căn phòng trở nên trống trải, Vương Nhất, Y Si và Hạ Chân đi vào. Y Si mỉm cười, chuyện còn lại thì giao cho tôi. Vương Nhất và Hạ Lãm đi tới cửa đợi, cho tới trước khi đóng cửa lại, vẻ mặt của Hạ Lãm vẫn rất lo lắng. Vương Nhất mỉm cười, yên tâm đi, Hạ gia chủ, Y Si cứu người chưa từng thất thủ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trán của Hạ Lãm toát mồ hôi vì lo lắng. Khoảng thời gian này đối với bọn họ mà nói là sự dày vò. May mắn rất nhanh cửa đã mở ra. Y sĩ trán đầy mồ hôi và Hạ Chân mặt mày trắng bệch đi ra. Sao rồi? Hạ Lãm vội vàng đi tới hỏi. Y sĩ lau mồ hôi trên trán, mỉm cười nói, may không làm nhục sứ mệnh. Vương Nhất thở phào, xem ra phẫu thuật rất thành công. Hạ Lãm kích động nắm tay của Y sĩ, ngài Y sĩ, đại ơn không lời cảm tạ, sau này có gì cần tới Hạ Lãm tôi, cứ việc mở miệng. Y sĩ lắc đầu. Ông Hạ nói sớm rồi, bệnh tim của cô ấy chỉ là bước đầu khôi phục bình thường mà thôi, vẫn cần quan sát về sau. Bất luận như nào, hai vị đều là ân nhân của nhà họ Hạ, tôi không gì báo đáp. Hạ Lãm trầm giọng nói. Vương Nhất liếc nhìn dưới tầng đầy náo nhiệt, nói một cách thản nhiên, mời chúng tôi ăn bánh sinh nhật là cảm ơn rồi. Hạ Lãm thở dài, bữa tiệc sinh nhật của đám thanh niên các cậu, tôi không tham gia. Vương Nhất cũng không để bụng, dẫn Hạ Chân đi xuống tầng. Lúc này, bữa tiệc sinh nhật của Hạ Chi Tinh đã tiến hành được một nửa. Sắc đêm bên ngoài cũng tối đi. Hạ Chi Tinh liếc nhìn Vương Nhất và Hạ Chân, vẻ mặt mỉa mai cười lên, đây không phải bệnh nhân của chúng ta sao? Làm xong phẫu thuật xong rồi sao? Chân à, mau tới chỗ chúng tôi, nói cho chúng tôi biết quá trình phẫu thuật như nào, ha ha ha. Hạ Chi Tinh và đám bạn của cô ta cười ầm lên. Hạ Chi Tinh cắn chặt môi, không nói một lời. Chúng ta sang bên đó. Vương Nhất và Y Si cùng với Hạ Chân đi tới phòng sát vách. Tiếng cười vẫn truyền tới. Trước đó Vương Nhất dùng thủ đoạn rất bạo lực để đuổi đám người Hạ Chi Tinh ra ngoài, mãi không tìm được cơ hội trút giận thích hợp. Bây giờ nhìn thấy bọn họ đi xuống, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đám trưởng bối Hạ Tuân, Hạ Nham ở sân sau thương nghị chuyện công ty. Chân à, tới ăn bánh kem. Hạ Chi Tinh mỉm cười cầm một đĩa bánh kem đi về phía Hạ Chân. Cảm.
Hạ Chân đang muốn nói cảm ơn, Hạ Chi Tinh bỗng run tay. Bánh kem trong tay cũng theo đó mà rơi xuống. Biểu cảm của Hạ Chân cũng ngưng động. Ai da, rơi xuống đất rồi. Hạ Chi Tinh nhìn Hạ Chân nói đầy trào phúng, đây là miếng cuối cùng rồi, hay là cô nhặt lên ăn đi. Hạ Chân không nhặt, chỉ trầm mặc nhìn bánh kem trên đất mà thất thần. Sắc mặt của Y Si lạnh lùng, Vương Nhất lại kéo lấy ông ta. Anh nói với Hạ Chân, không sao, quà tôi tặng cô lát nữa sẽ tới. Hạ Chân lắc đầu, cười đầy miễn cưỡng, không cần, hai người có thể chữa khỏi cho tôi thì tôi đã rất vui rồi. Phía Hạ Chi Tinh cũng không nhắc tới Hạ Chân nữa, mà tự mình vui chơi. Đối với bọn họ mà nói, Hạ Chân chỉ là một niềm vui trong đó, đợi hứng thú qua đi, không ao còn nhớ cô ta nữa. Công chúa của tối nay chỉ có một, đó chính là Hạ Chi Tinh. Hạ Chân trầm mặc nhìn mọi thứ, nhìn tới cuối, cô ta cúi đầu xuống. Vương Nhất bỗng hỏi, Chân, ngưỡng mộ sao? Hạ Chân gật đầu. Lát nữa bọn họ sẽ ngưỡng mộ cô. Vương Nhất mỉm cười, nói. 5 phút sau, ở cửa lớn của biệt thự nhà họ Hạ, một chiếc Rolls Royce dáng dài đỗ lại. Một người phụ nữ lạnh lùng từ từ bước xuống xe, đằng sau còn có mấy người đàn ông xách túi to túi bé. Người phụ nữ lạnh lùng này là Lãnh Nhan. Cô ta khẽ phất tay, những người đàn ông này cất bước đi vào nhà họ Hạ. Đám người Hạ Chi Tinh đương nhiên phát hiện những người đàn ông này, vẻ mặt của mọi người trở nên cảnh giác. Các người tìm ai? Lãnh Nhan không đếm xỉa, chỉ làm dấu tay. Những người đàn ông này lấy đồ trong túi ra. Ngay lập tức, cả căn phòng trở nên vô cùng xa hoa. Mở hộp ra, vậy mà là một sợi dây chuyền kim cương sáng chói mắt. À, là nước mắt thiên sứ có giá trị 15 tỷ trong bộ sưu tập trang sức mới nhất năm nay của Cartier. Một bạn nữ biết nhìn hàng đã không nhịn được mà thốt lên. Người đàn ông ở đằng sau bày ra một chiếc váy cưới công chúa màu trắng. Á, lần này ngay cả Hạ Chi Tinh cũng kêu lên. Chiếc váy cưới vận thường mà mọi cô gái đều mơ được mặc, vậy mà ở đây. Chi Tinh, đây là phú hào nào theo đuổi cô tặng vậy, lãng mạn quá rồi. Cầu hôn, đây nhất định là cầu hôn. Tất cả các bạn nữ đều nhìn Hạ Chi Tinh với vẻ mặt ngưỡng mộ. Hạ Chi Tinh hít thở sâu liên tục mấy lần mới làm dịu được sự sững sờ trong lòng. Hạ Chân cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn chiếc váy cưới này. Nhưng chỉ nhìn vài lần thì cô ta lại cúi đầu xuống. Cô ta không mặc được loại váy cưới này. Vương Nhất bỗng mỉm cười nói với cô ta, đi mặc thử đi, xem thử có vừa người không. Nghe thấy lời của Vương Nhất, Hạ Chân vội vàng lắc đầu, tôi không được. Tại sao không được? Sau đó Hạ Chân đã trầm mặc, nhìn chiếc váy cưới vân thường trước mắt. Trên mặt Vương Nhất vẫn nở nụ cười khẽ, không thử thì làm sao biết mình không mặc được. Anh biết Hạ Chân đang sợ cái gì, vậy nên luôn khích lệ cô ta. Có lẽ do sự khích lệ của Vương Nhất có tác dụng, Hạ Chân không sợ nữa. Nhưng vẫn trầm mặc, những món quà đó thật sự là tặng cho tôi sao? Cô ta đang lo lắng, những món quà này đều tặng cho Hạ Chi Tinh. Theo cô ta thấy, Hạ Chi Tinh mới là công chúa của tối nay, xinh đẹp mà chói mắt. Bất luận là nước mắt thiên sứ hay váy cưới vân thường đều rất xứng với cô ta. Vương Nhất tăng thêm sự tự tin cho cô ta, bây giờ Y Si đã chữa khỏi bệnh của cô rồi, cô xứng đáng với những thứ này. Hạ Chân cuối cùng cũng lấy hết can đảm, từ từ đi ra. Lúc này, đám người Hạ Chi Tinh đã bị những món quà đắt giá này mà cho mụ mị đầu óc, cực kỳ kích động. Nhìn thấy Hạ Chân đi ra, tất cả mọi người đều sững người, sau đó cười. Hạ Chân, cô đi ra làm cái gì, lẽ nào cô cho rằng những món quà này là tặng cho cô sao? Hạ Chi Tinh chỉ vào Hạ Chân mà cười ợt. Những người khác cũng cười theo. Hạ Chân có sợ hãi trong giây lát, nhưng rất nhanh đã dũng cảm ngẩng đầu lên. Những cái này là quà tặng cho tôi. Từ sau khi tim bị bệnh thì cô ta rất ít khi lớn giọng nói chuyện. Nhưng hôm nay, Y Si đã chữa khỏi bệnh cho cô ta chưa từng nói ra một câu lớn tiếng như bây giờ. Loại cảm giác này rất sướng. Trên mặt Hạ Chân cũng nở nụ cười tự tin. Đối diện với sợi dây chuyền kim cương sáng lấp lánh đó, còn cả chiếc váy vân thường kia, cô ta không còn cảm giác tự tin nữa. Đám người Hạ Chi Tinh ngây người, vẻ mặt lập tức trở nên khinh thường. Cô cũng không nhìn xem mình như nào, xứng để mặc lên chiếc váy cưới xinh đẹp này sao? Rõ ràng là chuẩn bị cho tôi. Những người khác cũng đồng loạt nói. Chi Tinh, đi thử đi. Giang Thành có cậu chủ vừa có năng lực vừa si tình, chỉ có Lục Kiệu của nhà họ Lục,
anh ta không phải từng theo đuổi cô hay sao? Câu nói này càng trong vô hình trung tăng thêm tự tin của Hạ Chi Tinh. Trước đây Lục Kiệu từng theo đuổi cô ta, vốn cô ta muốn chảnh một lúc rồi mới đồng ý. Kết quả Lục Kiệu trực tiếp hết hứng thú với cô ta, điều này khiến Hạ Chi Tinh đau lòng rất lâu. Không ngờ anh ta vẫn nhớ tới cô ta. Trong lòng Hạ Chi Tinh rất vui, mặt mày tươi cười đi về phía chiếc váy cưới đó. Lãnh Nhan nhíu mày, không muốn đưa cho cô ta, nhưng Vương Nhất cũng đi tới, dùng ánh mắt ra hiệu. Lãnh Nhan lúc này buông tay. Hạ Chi Tinh cầm chiếc váy cưới đó giống như có được bảo vật, chạy vào phòng để thay. Những người khác cũng có vẻ mặt mong chờ để xem dáng vẻ sau khi Hạ Chi Tinh mặc váy cưới lên. Tuy nhiên trôi qua rất lâu mà Hạ Chi Tinh cũng không đi ra. Mấy bạn nữ đi vào trong phòng xem, rất nhanh thì truyền ra tiếng nói sửng sốt. Chi Tinh, cô làm sao vậy? Chiếc váy cưới này quá bé, tôi không mặc được, cũng không cởi ra được, mau giúp tôi. Giọng nói của Hạ Chi Tinh kèm theo tiếng nức nở. Vật vã rất lâu thì Hạ Chi Tinh mới mặt mày u ám bước ra khỏi phòng. Trả lại váy cưới cho Lãnh Nhan, váy cưới rách nát gì chứ, ngay cả size của tôi cũng không biết. Bạn của cô ta vội vàng an ủi, váy cưới không mặc được cũng không sao, ở đây không phải còn có dây chuyền kim cương hay sao? Sắc mặt của Hạ Chi Tinh lúc này mới tốt hơn một chút, chuẩn bị cầm lấy nước mắt thiên sứ đeo vào. Kết quả phát hiện không đeo được. Hạ Chi Tinh có hơi cáu, tức giận nhìn sang Lãnh Nhan, các người là như nào đây? Váy cưới nhớ sai sai của tôi cũng thôi đi, ngay cả dây chuyền tôi cũng không đeo được. Cô ta coi Lãnh Nhan thành quản lý của cửa hàng xa xỉ phẩm. Chỉ thấy Lãnh Nhan khẽ mỉm cười, rất đơn giản, vì bất luận là váy cưới hay dây chuyền đều không tặng cho cô, tất cả đều là cô tự mình đa tình. Cô nói cái gì? Lời của Lãnh Nhan khiến Hạ Chi Tinh chỉ vào Hạ Chân, không tặng cho tôi, lẽ nào là tặng cho kẻ bệnh tật này sao? Ánh mắt của Lãnh Nhan lạnh đi không ít, xin hãy chú ý tới ngôn từ của cô. Nói xong thì cô ta đi tới trước mặt Hạ Chân, cô Hạ, mời thay quần áo và dây chuyền. Hạ Chân lập tức kinh ngạc. Quay đầu liếc nhìn Vương Nhất. Vương Nhất khẽ mỉm cười gật đầu với cô ta, Hạ Chân lúc này mới vui vẻ ôm váy cưới và dây chuyền đi vào phòng. Sắc mặt của Hạ Chi Tinh cực kỳ khó coi, không thể như vậy, tôi không tin những thứ này là tặng cho cô ta. Bên cạnh có người khuyên, đợi đi, đợi cô ta đi ra chúng ta xem trò hề của cô ta. Vương Nhất cũng luôn đợi Hạ Chân có thể đi ra. Anh không thể cùng với Hạ Chân có một cuộc tình khắc cốt ghi tâm, nhưng có thể cho cô ta mặc váy cưới. Đeo dây chuyền kim cương, làm một cô gái đẹp nhất. Cạch, cuối cùng cửa phòng đã mở hé ra. Hạ Chân lo lắng xách vạt váy cưới từ từ đi ra. Cô ta mặt mày lo lắng, sợ váy cưới mặc trên người mình không được đẹp. Tuy nhiên, sau khi cô ta đi ra, cả căn phòng lại yên lặng lạ thường. Tất cả những ánh nhìn vốn tập trung trên người Hạ Chi Tinh thì giờ đây đều tập trung trên người Hạ Chân. Hạ Chi Tinh còn trợn to mắt. Bàn tay cầm ly rượu cũng đang run rẩy kịch liệt. Hạ Chân của lúc này giống một công chúa hơn cô ta. Thoáng cái bị nhiều người nhìn như vậy, Hạ Chân có hơi lo lắng, không nhịn được mà nhìn sang Vương Nhất, mặc vào rất kỳ lạ sao. Vương Nhất nhìn rất lâu, gật đầu, có hơi lạ. Gương mặt nhỏ của Hạ Chân lập tức đỏ bừng. Cô ta biết ngay không hợp mà. Khi cô ta đang chuẩn bị chạy về chuẩn bị thay ra, Vương Nhất lại chỉ, chỗ kỳ lạ ở đây. Vương Nhất chỉ vào chân của Hạ Chân, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Bản thân cô ta cũng cúi đầu nhìn. Chỉ thấy trên chiếc váy cưới trắng tinh của cô ta lại đi một đôi giày vải phai màu. Nhìn trông rất không ăn nhập. Vương Nhất quay đầu liếc nhìn Lãnh Nhan lại phất tay. Ngay lập tức một người đàn ông lại rút ra một chiếc hộp, mở ra xem, là một đôi cao gót màu trắng có đính kim cương vụn màu bạc. Cởi giày đi, Vương Nhất nói. Á! Hạ Chân xấu hổ tới mức đỏ bừng mặt. Vương Nhất lại không quan tâm, tự mình cởi giày của Hạ Chân ra. A, cô ta sửng sốt thốt lên một tiếng, vô thức lùi lại một bước. Vương Nhất đi đôi cao gót vào chân của Hạ Chân, vì vậy, cô ta cao thêm không ít. Loại cảm giác không ăn nhập của trước đó lập tức biến mất. Vương Nhất gật đầu hài lòng, như vậy mới giống một công chúa. Hạ Chân vẫn là lần đầu tiên đi giày cao gót, có chút đứng không vững. Vô thức vịn vào cánh tay của Vương Nhất. Trên mặt Vương Nhất nở nụ cười, mặc rồi thì tự mình đi thử. Hạ Chân do dự một lát, vẫn lấy hết can đảm, đi từng bước. Rất nhanh thì cô ta đã thích ứng được với độ cao của giày cao gót, trở nên linh hoạt hơn. Nhìn một màn này,
Hạ Chi Tinh lúc này mới hiểu, tất cả những thứ này đều đặt làm theo sai của Hạ Chân, lập tức trong lòng bốc lên ngọn lửa đố kỵ. Tuy Hạ Chân là con gái của gia chủ nhà họ Hạ, nhưng ở trong mắt Hạ Chi Tinh, cô ta mới là công chúa duy nhất của nhà họ Hạ. Một kẻ bệnh tật sắp chết vì bệnh có tư cách gì so bì với mình chứ? Suy nghĩ này tồn tại ở trong lòng Hạ Chi Tinh mười mấy năm, sớm đã cắm rễ. Nhưng Hạ Chân của lúc này, cho dù cô ta là con gái cũng có loại cảm giác choáng váng chói mắt. Trên đầu đội vương miện thủy tinh, trên cổ đeo một sợi dây chuyền kim cương chói mắt, khoác trên mình chiếc váy cưới vân thường, càng khiến cô ta giống với công chúa thật sự. Vạt váy dài quét đất, giống như quý tộc sắp xuất giá. Lúc này, cả căn phòng cực kỳ yên tĩnh. Không ai còn liếc nhìn Hạ Chi Tinh nữa, giống như cô ta bị lãng quên. Tất cả đàn ông đều bị khí chất cao quý xinh đẹp này chinh phục, tất cả các cô gái đều giống như đom đóm tranh nhau đọ sáng cùng trăng, thua chỉ kém em. Đẹp quá! Vương Nhất khen từ tận đáy lòng, Lãnh Nhan ở một bên thậm chí khẽ vỗ tay. Bốp bốp! Lúc đầu, tiếng vỗ tay chỉ có lác đác, nhưng theo sự trôi qua của thời gian, tất cả bạn bè của Hạ Chi Tinh cũng vỗ tay. Sắc mặt của Hạ Chi Tinh cực kỳ vặn vẹo, trong mắt chỉ còn lại ngọn lửa đố kỵ. Cộp, cộp, cộp! Cô ta giẫm đôi cao gót, tức giận đi về phía Vương Nhất, những thứ này đều là anh tặng cô ta. Ánh mắt Vương Nhất lạnh nhạt liếc nhìn cô ta, gật đầu, có vấn đề gì sao? Câu hỏi ngược lại càng khiến Hạ Chi Tinh suýt nữa tức tới ngất đi. Đột nhiên, cô ta nhớ ra cái gì đó, trên mặt không còn tức giận nữa, mà có chút trào phúng nhìn sang Hạ Chân. Tôi hiểu rồi, thật ra số tiền này là cô bỏ ra. Cô cố tình mua những món quà này. Sau đó gọi một nhân vật nhỏ không có tiếng tăm gì tới tặng cho cô, vì để muốn thắng. Cô, anh, các người đều là diễn viên. Hạ Chi Tinh dùng tay chỉ Lãnh Nhan, cao ngạo nói. Lời này vừa dứt, sắc mặt của những người xung quanh hơi thay đổi, Hạ Chân còn không ngừng lắc đầu. Tôi không có, hôm nay tôi cũng không biết anh Vương sẽ tới. Vẻ mặt của Hạ Chi Tinh càng thêm mỉa mai, đồ cô mua chắc chắn là hàng phách, cái này cũng muốn so với tôi ư. Theo cô ta thấy, Hạ Chân vì nhiều năm bị bệnh, về cơ bản không có tiền tiêu vặt gì cả, cho nên tích lũy của cô cũng rất ít, sao có thể thoáng cái lấy ra nhiều tiền như vậy. Trừ hàng phách, cô ta không nghĩ được cái khác. Một bạn nữ không nhìn nữa, không nhịn được mà nói, Chi Tinh, sợi dây chuyền và chiếc váy cưới này đều là hàng thật. Ngay cả cô trước đó cũng nói là thật. Lại có người nói. Hạ Chi Tinh lập tức nổi giận, các người im miệng hết cho tôi. Ánh mắt của cô ta vô cùng u ám, tôi nói là giả thì nó là giả, còn cần các người nói sao? Đùa gì chứ, cô ta đương nhiên biết cái này là thật, nhưng cô ta không vui khi nó mặc trên người Hạ Chân, càng không vui khi một mình Hạ Chân chiếm hết hào quang của cô ta. Các người không tin đúng không? Tôi xé cho các người xem. Hạ Chi Tinh mặt mày mỉa mai đi tới trước mặt Hạ Chân, chuẩn bị xé chiếc váy cưới trên người cô ta. Á, chị làm cái gì? Mặt mày Hạ Chân thay đổi. Vội vàng đưa tay ngăn cản. Tôi cho cô mua đồ giả này. Biểu cảm của Hạ Chi Tinh trở nên dữ tợn, đánh nhau với Hạ Chân. Hạ Chân sức yếu, không phải đối thủ, lập tức bị Hạ Chi Tinh đẩy ngã ra sofa. Xoẹt. Sau một tiếng chói tai vang lên, chiếc váy cưới trên người Hạ Chân bị xé ra một góc. Vẫn may chỉ là góc ở bên tà, không có lộ hàng. Nhưng Hạ Chân vẫn cực kỳ đau lòng. Đây là món quà quý giá đầu tiên trong cuộc đời của cô ta, ấy vậy mà bị hủy rồi. Nghĩ tới đây, hai mắt của cô ta đỏ lên, nước mắt tí tách rơi xuống. Ha ha ha, tôi nói là giả mà, vừa xé thì rách. Hạ Chi Tinh thở phì phò nói, vừa rồi vì xé rách một góc đó đã tiêu tốn rất nhiều sức của cô ta. Nhưng chỉ cần nhìn thấy bộ dạng đau lòng của Hạ Chân thì cô ta cảm thấy rất vui. Vương Nhất không có nhúng tay, chỉ yên lặng nhìn. Nếu anh muốn ra tay, Hạ Chi Tinh căn bản không có cơ hội đụng vào Hạ Chân. Anh không ra tay là muốn Hạ Chân hiểu, khóc lóc không giải quyết được bất cứ vấn đề gì cả. Giống như bây giờ, quần áo trên người bị Hạ Chi Tinh xé, cô ta không đứng lên phản kháng, mà ngồi lau nước mắt. Vì vậy, Vương Nhất không định ra tay, mà dẫn dắt Hạ Chân. Chiếc váy cưới này cô có biết đáng bao nhiêu tiền không? Cô xé hỏng một góc thì phải bồi thường theo giá gốc. Vương Nhất nhìn Hạ Chi Tinh, hờ hững nói. Ha! Hạ Chi Tinh không hề sợ, thậm chí còn cười lạnh một tiếng, chiếc váy cưới này là anh tặng cho cô ta, quà đã tặng giống như nước hắt đi, sao có thể nói giá gốc? Tôi không chỉ muốn xé váy cưới của cô ta,
tôi còn muốn đập sợi dây chuyền kim cương của cô ta. Nói xong, hạ ông ta tiếp tục đi về phía Hạ Chân. Vương Nhất vẫn không nhúc nhích, cũng không tức giận, mà bình tĩnh nhìn Hạ Chân. Tôi tặng cho cô quà sinh nhật quý giá nhất, không phải sợi dây chuyền kim cương này, cũng không phải chiếc váy cưới này, mà là ý nghĩa của cuộc sống trên cõi đời này. Anh hờ hững nói, thế giới này không chỉ có lương thiện, còn có nhiều hơn là sự bắt nạt, chèn ép, tôi có thể dẫn dắt cuộc đời của cô, nhưng lĩnh ngộ như nào phải dựa vào bản thân cô. Lúc này, Hạ Chi Tinh đã đi tới trước mặt Hạ Chân, dùng sức túm lấy sợi dây chuyền kim cương trên cổ của cô ta. Hạ Chân lập tức hoảng, buông tay, đừng giật đứt dây chuyền của tôi. Hạ Chi Tinh cười lạnh nói, cầu xin tôi đi, cô cầu xin tôi thì tôi không giật đứt dây chuyền của cô. Hạ Chân lập tức rơi vào trong trầm mặc. Hạ Chi Tinh nhân cơ hội gào lên, mau cầu xin tôi. Nếu không tôi lột quần áo của cô ra. Nước mắt của Hạ Chân lại rơi ra, khẽ nói một câu, tôi xin chị. Hạ Chi Tinh sững người, không ngờ Hạ Chân nói thật. Ngay sau đó, tay của cô ta bỗng dùng sức. Xoạt! Dây chuyền kim cương trên cổ của Hạ Chân lập tức bị giật đứt. Những viên kim cương li ti rơi hết ra. Thời gian dường như ngưng đọng ở khoảnh khắc này, mắt của Hạ Chân lập tức trợn to, không dám tin mà nhìn những viên kim cương đứt ở trên đất. Những người khác cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, không ai ngờ được, Hạ Chi Tinh lại bắt nạt Hạ Chân như này. Nhưng không có ai đứng ra nói chuyện giúp Hạ Chân. Vương Nhất cũng như vậy, vẫn lạnh nhạt nhìn. Hạ Chân hơi run rẩy. Hạ Chi Tinh cười đầy khinh thường, dáng vẻ này mới là sinh nhật mà cô nên đón, muốn cướp hào quang của tôi, đợi thêm 10 năm nữa đi. Ha ha ha. Hạ Chi Tinh cười lớn rồi xoay người. Hạ Chân vẫn ngồi bất động ở trên đất. Ngay sau đó, cô bỗng đứng dậy, cất bước đi về phía Hạ Chi Tinh. Hửm. Cảm nhận được nguy hiểm, Hạ Chi Tinh vô thức quay đầu. Nhưng chưa kịp nhìn rõ sau lưng có gì, hai mắt của cô ta hoa lên. Sau đó tóc đau nhói. Hạ Chân túm chặt tóc của Hạ Chi Tinh, dùng sức lớn giật đứt mấy sợi tóc. Cô ta giật tóc của Hạ Chi Tinh rồi trực tiếp quăng xuống đất. Xoạt. Bàn thủy tinh vỡ vụn, Hạ Chi Tinh cũng ngã trong đống thủy linh, cứa rách ra. Á! Máu lập tức chảy ra, Hạ Chi Tinh đau tới hét ầm lên. Cả căn phòng yên lặng lạ thường. Một màn này gây tác động mạnh cho mắt của tất cả mọi người. Bọn họ thậm chí có người đã quên hít thở. Trong ấn tượng của bọn họ, Hạ Chân luôn là người yếu ớt lắm bệnh, vâng vâng dạ dạ. Thậm chí bọn họ ngay cả dáng vẻ Hạ Chân tức giận trông như nào cũng không tưởng tượng được. Nhưng Hạ Chân của lúc này hoàn toàn làm thay đổi nhận thức của bọn họ. Vương Nhất lại hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt nở nụ cười hờ hững. Hạ Chân cuối cùng đã bước ra khỏi điểm mấu chốt nhất trong cuộc đời. Đó chính là phẫn nộ. Phẫn nộ khiến người ta can đảm. Phẫn nộ khiến người ta mạnh mẽ. Đây mới là món quà sinh nhật tốt nhất mà Vương Nhất tặng cho Hạ Chân. Á, tóc của tôi. Hạ Chi Tinh nhếch nhác nằm trên đất, kêu la oai oái. Nhìn vết thương rải rác trên cánh tay, trên người, Hạ Chi Tinh vừa sửng sốt vừa tức giận. Cô dám đánh tôi. Hạ Chi Tinh mặt mày tức giận đứng dậy, nhanh chóng đi về phía Hạ Chân. Hạ Chân hoàn hồn lại thì ngây ra trong giây lát, giống như đang kinh ngạc bản thân vậy mà cũng làm ra được chuyện như này. Nhưng nhìn dây chuyền kim cương bị đứt tung trên đất, Hạ Chân lại nổi giận. Tôi biết chị luôn bắt nạt tôi yếu ớt lắm bệnh, thường xuyên lấy tôi ra đùa giỡn, nhưng tôi không quan tâm. Những năm nay tôi chịu đựng đã quen rồi. Nhưng tại sao chị lại muốn hủy hoại đồ mà anh Vương tặng cho tôi? Hạ Chân cũng không hề yếu thú mà đi về phía Hạ Chi Tinh, trong mắt còn có nước mắt, nhưng hơn thế là sự phẫn nộ. Tôi đã nói cầu xin chị rồi, tại sao chị còn muốn giật đứt dây chuyền của tôi? Chị có phải thật sự cảm thấy tôi dễ bắt nạt không? Trong mắt cô ta ẩn hiện ngọn lửa phẫn nộ, nhìn chằm chằm Hạ Chi Tinh, giống như cả thế giới chỉ còn lại cô ta và Hạ Chi Tinh. Hạ Chi Tinh bỗng dừng bước, hơn nữa bắt đầu lùi lại. Cô muốn làm gì? Lúc này, cô ta vậy mà cảm thấy sợ. Chị biết hai món đồ này có ý nghĩa quan trọng với tôi tới nhường nào không? Bây giờ bị chị hủy hoại, chị lấy gì đền tôi? Bán chị đi cũng không đền nổi. Chị Chân, bình tĩnh. Trên trán Hạ Vinh toát mồ hôi lạnh. Bởi vì anh ta bỗng ý thức được. Hạ Chân của trước kia có bệnh tim, chạy mấy bước thì sẽ thở không nổi. Cảm xúc càng không thể dao động kịch liệt. Vậy nên mới có nhiều người bắt nạt cô ta, bởi vì bọn họ biết, bất luận bắt nạt ác cỡ nào,
một kẻ bệnh tật như Hạ Chân cũng không thể phản kháng. Nhưng bây giờ khác rồi, bệnh của cô ta đã khỏi sơ bộ rồi. Ai còn dám tiếp tục bắt nạt cô ta nữa? Tránh ra! Sắc mặt của Hạ Chân vô cùng lạnh lùng. Cuối cùng Hạ Vinh tránh ra, tất cả mọi người đều tránh ra. Hạ Chân đi tới trước mặt Hạ Chi Tinh, tát mạnh một cái. Á! Cái tát này Hạ Chân tát rất mạnh, Hạ Chi Tinh lập tức kêu lên một tiếng. Do chân đi giày cao gót, cô ta không khỏi lùi lại mấy bước. Dẫm vào một mảnh vỡ thủy tinh, lập tức vấp chân, cả người ngã về phía sau. Đằng sau vừa hay là chiếc bánh kem cắt được một nửa. Cẩn thận! Bụp! Cả người Hạ Chi Tinh ngã vào chiếc bánh kem, kem bơ, hoa quả đổ hết lên người của Hạ Chi Tinh. Á! Trên người đều là kem bơ, Hạ Chi Tinh cũng không thể chịu được nữa, phát ra tiếng kêu xé ruột. Hạ Chân vẫn bình tĩnh nhìn, giống như này mới làm giảm cơn giận trong lòng. Nhìn một màn này, người xung quanh đều không khỏi rùng mình. Hạ Chân trước kia ai cũng có thể bắt nạt đã không tồn tại nữa. Xảy ra chuyện gì rồi? Nghe thấy tiếng kêu của Hạ Chi Tinh, đám người Hạ Lãm, Hạ Tuân cũng chạy tới. Tuy nhiên, vừa vào cửa thì bị một màn trước mắt làm cho sốc, Hạ Chi Tinh nên đón sinh nhật cả người đều là bánh kem, ngã ở dưới đất một cách vô cùng nhếch nhác, Hạ Chân vốn nên ngoan ngoãn vâng lời lại nhìn Hạ Chi Tinh với vẻ mặt đầy tức giận. Cho dù là đám người Hạ Lãm cũng có hơi ngây người, không dám tin một màn trước mắt. Mắt thấy Hạ Nham tới, Hạ Chi Tinh cũng không nhìn được nữa, ấm ức khóc thành tiếng, ba, cô ta rất quá đáng, vậy mà dám đánh con. Khóe mắt của Hạ Nham cũng giật mạnh, cục diện hiện nay không phải là con gái của ông ta đang bắt nạt Hạ Chân, mà là Hạ Chân đang bắt nạt con gái của ông ta. Ngay lập tức, sắc mặt của ông ta trở nên vô cùng u ám, tức giận nhìn Hạ Chân, mấy đứa đều là chị em, cháu vậy mà dám ra tay. Sắc mặt của Hạ Chân hơi thay đổi, nhưng vẫn cứng rắn giải thích. Là chị ấy hiếp người quá đáng trước, không những xé rách váy cưới của cháu, còn giật đứt dây chuyền của cháu. Hạ Nham đang muốn quở trách, Vương Nhất nói trước, điểm này tôi có thể chứng minh, chân là tự bảo vệ mình. Nếu các người muốn ra mặt cho cô gái này, tốt nhất hoàn thành một chuyện trước. Không đợi bọn họ lên tiếng, Vương Nhất lại chỉ vào nước mắt thiên sứ đứt làm hai ở dưới đất và chiếc váy cưới vân thường trên người Hạ Chân, cười ha ha nói. Con gái ông xé rách chiếc váy cưới có giá trị khoảng 36 tỷ và dây chuyền nước mắt thiên sứ có giá 15 tỷ, tổng cộng lại 51 tỷ, quẹt thẻ hay tiền mặt. Hạ Nham vừa nghe thì tức tới xanh mặt. Hạ Chi Tinh càng tức giận quát, sợi dây chuyền và chiếc váy này đều là quà sinh nhật anh tặng cho tiện nhân này, sao còn phải đền? Vương Nhất vẫn không tức giận, cười lạnh nhạt nói, đúng là quà tôi tặng cho Chân, nhưng tôi chưa mua, chiếc váy và sợi dây chuyền này đều là nhà bán cầm tới cho Chân thử. Kết quả bị cô xé hỏng giật đứt, không nên đền sao? Cái gì? Lời này vừa dứt, sắc mặt của Hạ Chi Tinh à Hạ Nham đều thay đổi. Anh chơi tôi. Hạ Chi Tinh tức giận nhìn Vương Nhất. Vương Nhất cười lạnh, là do lòng đố kỵ của cô đang tác quái, trông đã xấu thì đừng học theo công chúa người ta mặc váy cưới, người xấu lại thích kiếm chuyện. Anh! Hạ Chi Tinh bị câu này của Vương Nhất làm cho nghẹn họng không nói được lời nào. Lúc này hai người đàn ông ở đằng sau Lãnh Nhan một trước một sau đi lên, trên mặt bọn họ cũng tràn ngập sự tức giận. Tôi là quản lý của tiệm váy cưới Vân Thường. Tôi là quản lý trưởng của tiệm Cartier cao cấp. Mau chóng đền tiền. Trừ 51 tỷ cộng lại từ hai món đồ, còn có phí phục vụ, phí tổn thất tinh thần, tổng cộng là 60 tỷ. Hạ Tuân lập tức lùi lại một bước, khụ khụ, anh cả, chuyện này em không tham gia. Nói xong thì dẫn Hạ Bình đẩy sang một bên. Hạ Lãm cũng lạnh lùng đứng đó, căn bản không có ý ra mặt. Con gái của ông ta bị bắt nạt rất thảm, ông ta cũng biết, nhưng luôn không có cách dừng hiện tượng này. Bây giờ xem ra, cơ bản là không thể rồi. Hạ Chi Tinh mặt mày tức giận, nếu tôi không trả thì sao? Không phải cô ta không muốn trả, mà là cô ta thật sự không có tiền. Mỗi tháng cô ta đều tiêu hết sạch tiền, đâu có tích nhiều tiền như vậy. Hạ Nham cũng như vậy. Hạ Chi Tinh tiêu tiền thoải mái, di chuyển từ ông ta. Hai người trong một lần không lấy ra được 60 tỷ. Nghe tới đây, Vương Nhất đã cười, vậy thì hết cách rồi, câu nói trước đó của Hạ Chi Tinh tôi cảm thấy cũng khá hay, dù bán cô cũng không đền nổi vậy thì bán cô đi. Cái gì? Lời của Vương Nhất đã dọa cho Hạ Chi Tinh biến sắc, gương mặt nhỏ trở nên tái nhợt. Hạ Nham còn tưởng Vương Nhất đang nói đùa, lập tức tức giận quát lên, cậu dám uy hiếp. Vương Nhất sững người, sau đó bật cười,
các người sẽ không cho rằng tôi đang nói đùa với các người chứ? Tôi nghiêm túc đó. Vương Nhất nhìn Hạ Chi Tinh nói đầy nghiêm túc, trước kia cô không phải luôn bắt nạt chân bị bệnh nặng hay sao? Vậy thì tốt, tôi cũng khiến cô trải nghiệm cảm giác mất đi cơ quan nào đó trên người sẽ như thế nào. Vụt! Lời này vừa dứt, sắc mặt của Hạ Nham đã thay đổi, Hạ Chi Tinh thì bị dọa ngã bịch ra đất, vô cùng run rẩy. Vương Nhất chơi thật với bọn họ. Ra tay! Ngay sau đó, ánh mắt của Vương Nhất lạnh đi. Lãnh Nhan ở đằng sau lập tức đi về phía Hạ Chi Tinh. Loại chuyện này cô ta sẽ không đích thân làm, nhưng người nguyện ý làm thì có. Không, cứu mạng. Sắc mặt của Hạ Chi Tinh thay đổi, không thèm nghĩ ngợi mà chạy về sau. Lãnh Nhan thuận tay ném ra một con dao. Bụp! Con dao không sai lệch đâm vào bên cạnh gò má của Hạ Chi Tinh. Lưỡi dao ánh lên hàn quang, phản chiếu gương mặt tái nhợt của cô ta. Bụp! Cô ta bị dọa tới mức ngồi bệt trên đất, dưới người có một mảng vàng khè. Cô ta vậy mà bị dọa đái cả ra. Đừng bắn tôi, đừng bắn tôi không dám nữa, thật sự không dám nữa. Hạ Chi Tinh ôm mặt khóc lóc, thật sự sợ rồi. Ba mau lấy tiền ra, nếu không con thật sự sẽ bị bán đi. Cô ta lại nhìn sang Hạ Nham, giọng điệu gần như van xin. Gò má của Hạ Nham giật mạnh, sau đó nhìn sang Hạ Lãm, em ba, chia lợi nhuận gia tộc của tháng sau anh có thể ứng trước không? Hạ Lãm làm theo việc công. Cái này thì không được, chia lợi nhuận gia tộc phát khi nào thì chia lúc đó, đâu thể ứng trước. Hạ Nham lập tức mặt xám như cho, lại ngoảnh đầu nhìn sang Hạ Chân, Chân, Chi Tinh nói thế nào cũng là chị của cháu tha cho nó một lần đi. Hạ Chi Tinh gật đầu lia lịa, cũng quỳ xuống trước Hạ Chân, Chân, chị biết sai rồi, sau này đổi lại em bắt nạt chị có được không? Chị học tiếng chó sủa. Gâu, gâu, gâu. Hạ Chi Tinh thật sự nằm bò ở trước mặt Hạ Chân. Học tiếng chó sủa. Phì. Nhìn bộ dạng học tiếng chó sủa của Hạ Chi Tinh, Hạ Chân đã cười. Thấy vậy, Hạ Chi Tinh càng ra sức sủa, thậm chí nhấc một chân lên, học cách chó đi tè. Tuy nhiên ngay sau đó, nụ cười trên mặt Hạ Chân lập tức biến mất. Chị đi chết đi. Sắc mặt của Hạ Chi Tinh lập tức cứng đờ, bị dọa tới mức nói không thành lời. Nhìn một màn này, Hạ Nham chỉ có thể nghiến răng, lấy ra giấy tờ đất. Đây là hai căn biệt thự đứng tên của nhà tôi, chắc đủ 60 tỷ rồi. Ông chủ của hai cửa tiệm trực tiếp cầm lấy, không thèm quay đầu mà rời đi. Đi mau, đứa con trời đánh. Hạ Nham đã không còn mặt mũi tiếp tục ở lại đây, dẫn Hạ Chi Tinh rời khỏi biệt thự của nhà họ Hạ. Giao ra giấy tờ đất có nghĩa trước khi bọn họ được chia lợi nhuận gia tộc vào tháng sau, về cơ bản đều phải ở khách sạn. Tất cả các bạn bè của Hạ Chi Tinh không biết tại sao, trong lòng cũng rất bất an. Bởi vì bọn họ trước kia cũng không ít lần bắt nạt Hạ Chân. Khi đang muốn rời đi, Hạ Chân lại gọi bọn họ lại, các người không ở lại đón sinh nhật với tôi sao? Hôm nay cũng là sinh nhật của tôi. Mọi người nghe vậy, trên mặt nặn ra một nụ cười khó coi hơn khóc, ở lại, ở lại. Vương Nhất ở một bên nhìn, cũng hài lòng gật đầu. Anh không chỉ khiến Hạ Chân thoát ra được nút thắt đó, cũng khiến trong lòng cô ta dấy lên một loại dã tâm. Những người khác đón sinh nhật với Hạ Chân lại chạy tới trước mặt Vương Nhất, cảm giác từ tận đáy lòng. Anh Vương, cảm ơn anh. Lúc này, Hạ Chân đã khôi phục nụ cười đơn thuần lương thiện trước đó. Điều này khiến Vương Nhất yên tâm hơn, anh thật sự sợ Hạ Chân sẽ đi theo hướng của Kim Thúy Như. Hạ Chân vẫn là Hạ Chân của trước đây, lương thiện, đơn thuần nhưng phải xem người đó là ai. Nhạc sĩ tới. Đột nhiên. Ngoài cửa truyền tới giọng nói kích động hoảng hốt của quản gia. Cái gì, nhạc sĩ cũng tới rồi. Hạ Lãm vội vàng đi đón. Chỉ thấy nhạc sĩ mặc đồ trắng, phóng thái xuất trần đi tới. Không biết cô nhạc sĩ tới nhà họ Hạ của tôi là có chuyện gì. Hạ Lãm hạ thấp tư thái xuống, ba con Hạ Tuân, Hạ Bình ở đằng sau thì đã trợn mắt há hốc mồm. Nhạc sĩ mỉm cười gật đầu với Vương Nhất và Y Si, coi như chào hỏi. Sau đó cô ta mỉm cười rồi nói, nghe nói hôm nay là sinh nhật của con gái ông, nhạc sĩ tới làm phiền. Không phiền, không phiền. Hạ Lãm đâu thể không hiểu ý của nhạc sĩ, rõ ràng là tới chúc mừng Hạ Chân nên mặt mày đỏ bừng vì kích động. Trên đời này người có thể mời được nhạc sĩ tới chúc mừng sinh nhật, liệu có được mấy người? Hạ Chân nhìn nhạc sĩ, cô ta cũng ngây người. Cô ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ hoàn mỹ như này. Người phụ nữ như này mới là phụ nữ thật sự. Là nhạc sĩ.
thật sự không ngờ có một ngày tôi vậy mà có thể nhìn thấy Nhạc Si ngoài đời thật. Tôi rất thích cô ấy. Những nam nữ ở lại chúc mừng sinh nhật cho Hạ Chân cũng kích động tới mức mặt mày đỏ bừng. Nhạc Si mượn piano của nhà họ Hạ, đàn một bài chúc mừng sinh nhật đơn giản cho Hạ Chân rồi rời đi. Trước khi đi còn khẽ gật đầu với Vương Nhất. Người ở đây lúc này mới biết, Nhạc Si căn bản không phải đến vì nhà họ Hạ, mà là vì Vương Nhất. Lúc này, ánh mắt Hạ Lãm nhìn Vương Nhất càng thêm cung kính. Chỉ có Hạ Bình thì có vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Anh ta có một loại áp lực rất lớn đối với Vương Nhất. Anh Vương, cảm ơn anh. Sau khi kết thúc bữa tiệc sinh nhật, khi Hạ Chân tiễn Vương Nhất ra ngoài thì bày tỏ lời cảm ơn với Vương Nhất. Vương Nhất vui vẻ chấp nhận, tôi nhận lời cảm ơn của cô, Hạ Chân của bây giờ đã không phải là Hạ Chân của trước kia. Hạ Chân lắc đầu, không, vẫn là Hạ Chân của trước kia. Hửm, Vương Nhất nhíu mày. Chỉ thấy Hạ Chân mặt mày nghiêm túc, anh vẫn là đối tượng yêu đương mà tôi muốn theo đuổi, cho dù anh có gia đình cũng như vậy, nhưng tôi sẽ không để anh làm khó. Vương Nhất chợt sững người, dẫn Y Si và Lãnh Nhan nhanh chóng rời đi. Có kết quả chưa? Trên xe, ánh mắt của Vương Nhất trở nên sâu thẳm. Sắc đêm của Giang Thành rực rỡ hơn Thiên An, cũng đen tối hơn. Lãnh Nhan hiểu rõ, chuyện Vương Nhất hỏi là chuyện người đứng sau xí nghiệp bắt cóc Lý Khinh Hồng. Cô ta lắc đầu, vẫn chưa có kết quả, nhưng đã có chút manh mối. Nói, ánh mắt của Vương Nhất đanh lại. Nhà họ Văn, Lãnh Nhan từ từ nói ra. Vương Nhất nghe vậy thì lập tức thay đổi sắc mặt, nhà họ Văn không phải đã diệt vong rồi hay sao? Lãnh Nhan lắc đầu, vẻ mặt có hơi nghiêm trọng, nhà họ Văn quả thật đã diệt vong, nhưng người chết của cả nhà họ Văn chỉ có Văn Nam Thành và Văn Thái mà thôi, những dư đảng khác của nhà họ Văn vẫn mai danh ẩn tích sống ở trong Giang Thành. Lãnh Nhan khựng lại rồi lại nói, thiếu chủ có nhớ một người không? Em trai của Văn Thái, Văn Đào. Văn Đào. Nghe thấy Lãnh Nhan nói ra người này, ánh mắt của Vương Nhất cũng đanh lại. Anh nhớ cái tên này. Cậu chủ thứ hai của nhà họ Văn. Văn Thái là đứa con do Văn Bội Cầm và người yêu thật sự của bà ta sinh ra. Mà Văn Đào lại là đứa con do Văn Nam Thành cưỡng ép để Văn Bội Cầm mang thai, coi như là người thừa kế chính thống của nhà họ Văn. Giữa hai người vì vị trí gia chủ sau này mà từng xảy ra đấu đá. Nhưng cuối cùng lại là Văn Thái là con riêng mà giành được chiến thắng, Văn Đào thất bại trong tiếc hận. Thắng làm vua thua làm giặc, đối với kẻ thua, Văn Thái không có lòng thương tiếc, cho dù đối phương là em trai của anh ta. Anh ta đánh gãy một chân của Văn Đào, đuổi Văn Đào ra khỏi nhà họ Văn. Văn Đào luôn ôm hận trong lòng, cho tới khi Lý Mộng Đình sắp gả cho Văn Thái, anh ta mới xuất hiện, muốn lợi dụng cách chiếm đoạt Lý Mộng Đình để trả thù Văn Thái. Sau đó nhà họ Văn diệt vong, anh ta cũng không có ở hiện trường. Vương Nhất đã rất lâu không nghe thấy tin tức của Văn Đào. Cô nghi ngờ là cậu ta sao? Lãnh Nhan lắc đầu, hiện nay còn chưa bất cứ bằng chứng nào chỉ chắc chắn là do Văn Đào, nhưng điều có thể khẳng định là do dư đảng của nhà họ Văn làm. Đây là tài liệu chi tiết hiện nay về các dư đảng còn lại của nhà họ Văn. Lãnh Nhan đưa cho một bản báo cáo. Vương Nhất nghiêm túc xem. Kết quả phát hiện, phần lớn mọi người đều rời khỏi Giang Thành, có người định cư ở khu vực thành phố G và những thành phố khác, chỉ có một mình Văn Đào vẫn ở Giang Thành. Hơn nữa, không lâu trước đó từng xuất hiện ở Thiên An. Vương Nhất gặp bản báo cáo thông tin này lại, những tư liệu này chỉ có thể xác định Văn Đào bị tình nghi rất lớn, không thể hoàn toàn chắc chắn là anh ta, gọi người tiếp tục điều tra. Ở Giang Thành chơi hai ngày thì Lý Khinh Hồng mang Vương Tử Lam về Thiên An. Trước khi rời đi, Vương Nhất đặc biệt dặn dò Lý Khinh Hồng, anh không ở bên cạnh, phải chú ý an toàn. Vì để bảo vệ Lý Khinh Hồng, Vương Nhất còn đặc biệt để Thiết Diện và Hồng Phật ở lại Thiên An, ngoài ra có Hiệp hội Võ Đạo ở Thiên An do Diệp Kình Hiên cầm đầu. Nhưng cho dù là như vậy, anh vẫn cảm thấy bất an trong lòng. Lý Khinh Hồng lại mỉm cười, anh cũng vậy. Cô bổ một quả táo, cắt vỏ táo thành dải dài, nhìn vỏ táo này đi, nếu anh làm chuyện có lỗi với em thì em sẽ cắt bỏ giống như cắt vỏ táo này. Vương Nhất giờ khóc giờ cười, cô vẫn nhớ chuyện của Khương Nhã Mi. Xong việc. Vương Nhất lại đặt một phòng cho Khương Nhã Mi, không hề ở cùng nhau. Dõi theo hai mẹ con Lý Khinh Hồng rời đi, Vương Nhất và Phương Huệ, Lý Mộng Đình đi tới chi nhánh ở Giang Thành. Phía trụ sở chính, Lục Tiếp phái nhóm cốt can tới, hỗ trợ cho chi nhánh ở Giang Thành đang phát triển. Cộng thêm sự hỗ trợ của tập đoàn Cự Phong,
chi nhánh ở Giang Thành ngay từ đầu đã vượt xa xí nghiệp bản địa khác của Giang Thành. Khi Khương Nhã Mi muốn rời đi, tiếp tục đi tìm kiếm Tiêu Minh, lại bị Vương Nhất cản lại. Cô ở đây đi, chuyện của Tiêu Minh tôi cũng sẽ đi tìm. Vẻ mặt của Vương Nhất rất nghiêm túc. Anh sợ Khương Nhã Mi lại gặp phải người của Võng Lượng. Hơn nữa người của tổ chức bọn họ rất có khả năng không phải con người. Vương Nhất, tôi có thể xin nghỉ vài ngày không? Tôi muốn đi thăm mẹ nuôi của tôi. Lý Mộng Đình báo cáo với Vương Nhất. Cô ta đến Giang Thành, nguyên nhân rất lớn là vì Văn Bội Cầm mà tới. Nhưng sau khi tới Giang Thành, cô ta luôn vì nguyên nhân công việc không có thời gian đi thăm Văn Bội Cầm, trong lòng rất là áy náy. Lẽ thường tình của con người, Vương Nhất trực tiếp đồng ý, lát nữa tôi đi cùng với cô, tôi cũng muốn đi thăm bà ta. Anh vẫn nhớ chuyện của Văn Đào, nếu Văn Đào luôn ở Giang Thành, nhất định sẽ đi tìm Văn Bội Cầm. Dù sao Văn Bội Cầm là mẹ của Văn Đào. Tuy Lý Mộng Đình ngạc nhiên, nhưng không từ chối. Mua ít đồ viếng thăm, Vương Nhất và Lý Mộng Đình đi thẳng tới bệnh viện nơi mà Văn Bội Cầm làm việc, lại biết được bà ta hôm nay không trực ban. May mà hỏi được địa chỉ. Sau khi nhà họ Văn diệt vong, Văn Bội Cầm đã quyên góp toàn bộ tài sản của nhà họ Văn cho để làm từ thiện. Bản thân cũng không sống ở biệt thự, mà chuyển tới căn nhà cũ trước kia. Ngõ Tiết Gia. Đây là nhà cũ của Văn Bội Cầm, ở Giang Thành coi như là ngôi làng trong thành phố. Căn nhà không tệ lắm, nhưng đều do nhân công xây dựng, không thể so sánh với những căn nhà trong trung tâm thành phố. Mẹ! Lý Mộng Đình ấn chuông cửa, là con, Mộng Đình. Tới rồi! Bên trong truyền tới tiếng ho của Văn Bội Cầm. Mộng Đình, cậu Vương, hai người sao lại tới đây? Nhìn thấy Vương Nhất và Lý Mộng Đình, Văn Bội Cầm rõ ràng rất vui. Lập tức mời bọn họ đi vào. Một khoảng thời gian không gặp, Vương Nhất lại phát hiện, cơ thể của Văn Bội Cầm trở nên không tốt lắm, cứ ho suốt. Mẹ, mẹ cảm sao? Mặt mày Lý Mộng Đình lo lắng hỏi. Văn Bội Cầm cũng không nói gì, chỉ là mỉm cười, bệnh tuổi già thôi. Lý Mộng Đình cũng không cố hỏi, đưa đồ bổ đã mua cho bà ta, mẹ, sức khỏe của mẹ không tốt, ăn nhiều những đồ bổ này ạ. Văn Bội Cầm mỉm cười, con đến thì đến thôi. Mua những đồ bổ đắt tiền như này làm gì? Ai tới rồi? Đột nhiên, một người đàn ông chống gậy đi ra. Nhìn thấy người này, Vương Nhất và Lý Mộng Đình đều rất kinh ngạc. Văn Đào. Người đi ra vậy mà là Văn Đào, người mà Vương Nhất luôn lưu tâm mấy ngày nay. Là các người. Nhìn thấy Vương Nhất và Lý Mộng Đình, Văn Đào cũng rất kinh ngạc, rõ ràng không ngờ bọn họ lại tới. Anh ở đây làm cái gì? Bởi vì chuyện ở quán ba lần trước. Lý Mộng Đình có ấn tượng rất không tốt với Văn Đào. Văn Bội Cầm vội vàng đi tới hòa giải, Mộng Đình, Đào là con trai của mẹ, sau khi nhà họ Văn diệt vong thì nó sống cùng với mẹ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sống cùng nhau. Nghe vậy, Lý Mộng Đình trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt cảnh giác. Mắt của Vương Nhất cũng hơi nheo lại, đánh giá Văn Đào. Hai đứa con trai do Văn Bội Cầm sinh ra đều là nhân vật nguy hiểm có tâm lý vặn vẹo. Văn Đào cười hờ hững, tôi biết hai người không thích tôi cũng rất ghét hai người, nhưng đó đều là chuyện của trước kia. Nhà họ Văn đã diệt vong, tôi không còn là cậu chủ của nhà họ Văn nữa, mẹ tôi cũng không còn là chủ mẫu của nhà họ Văn, chỉ là một gia đình bình thường mà thôi. Lời của Văn Đào khiến Vương Nhất và Lý Mộng Đình rất kinh ngạc. Đây là cải tà quy chính rồi sao? Văn Đào lại nhìn sang Lý Mộng Đình, nếu cô còn vì chuyện ở quán ba mà ghi hận tôi có thể xin lỗi cô. Xin lỗi. Văn Đào cúi người trước Lý Mộng Đình. Không, không cần, anh mau đứng dậy. Lý Mộng Đình rất không thích ứng được, vội vàng bảo Văn Đào đứng lên. Nhìn thấy một màn này, Văn Bội Cầm rất vui, vội vàng bảo bọn họ ngồi xuống. Mấy đứa ngồi xuống đi, cơm sắp xong rồi. Mẹ, con tới giúp mẹ. Văn Đào dường như không muốn ở chung với bọn họ, cũng chống gậy, khập khiễng đi vào phòng bếp. Lý Mộng Đình đứng ở đó giống như gặp ma, một lúc sau thì quay đầu liếc nhìn Vương Nhất, anh ta thật sự thay đổi rồi sao? Cô ta rất khó hình dung Văn Đào của bây giờ và Văn Đào ở quán ba vào buổi tối hôm nay thành một người. Chắc vậy. Vương Nhất mỉm cười uống một ngụm nước. Khi quay đầu nhìn bóng lưng của Văn Đào ở trong bếp thì lại nheo mắt lại. Anh cảm thấy sự việc không đơn giản như thế. Rất nhanh, đồ ăn đã nấu xong. Bốn người vào bàn. Wow, thơm quá. Thẩm Mộng Đình ngửi một hơi, vui vẻ nói. Trên bàn bày kín đồ ăn gia đình,
màu sắc rực rỡ, trông sạch sẽ hơn quán ăn bên ngoài. Văn Bội Cầm mỉm cười rồi nói, những món này đều do Đào nấu. Vậy nên Vương Nhất và Lý Mộng Đình càng thêm kinh ngạc nhìn Văn Đào, không ngờ anh ta còn nấu ăn giỏi. Lần này, Lý Mộng Đình cuối cùng cũng tin Văn Đào đã thay đổi, mỉm cười nói, thật không ngờ anh nấu ăn ngon như vậy. Văn Đào lạnh nhạt nói, lúc nhỏ ba tôi đối với mẹ tôi không tốt, một ngày ba bữa của tôi đều tự mình giải quyết. Thật đáng thương. Lý Mộng Đình thương tiếc nói, nhưng rất nhanh đã mỉm cười, dù sao bây giờ nhà họ Văn đã diệt vong, cũng không có ai làm những chuyện quá đáng đó nữa. Chuyện cũ của nhà họ Văn, bất luận là đối với Văn Bội Cầm, hay là Văn Đào cũng không phải hồi ức tốt đẹp, hai người cũng không cần khổ sở nữa. Văn Bội Cầm rất nhanh lại hỏi tới Lý Mộng Đình, Mộng Đình à, sao lại rảnh rỗi tới Giang Thành vậy? Do công việc yêu cầu, tập đoàn Lệ Tinh đang mở chi nhánh ở Giang Thành nên con phải qua đây. Lý Mộng Đình mỉm cười rồi nói, lần này chắc sẽ ở đây rất lâu. Đó là chuyện tốt. Văn Bội Cầm và Lý Mộng Đình nói chuyện. Văn Đào nghe thấy Lý Mộng Đình cũng sẽ ở lại đây lâu, trong mắt phụt qua một tia tàn ác. Vương Nhất bắt được rõ ràng, đôi mắt cũng hơi nheo lại. Mộng Đình à, hôm nay con tới vừa hay, lát nữa người nhà của mẹ cũng sẽ tới, cũng có dẫn con của bọn họ tới, vừa hay giới thiệu con cho bọn họ. Văn Bội Cầm cười nói. Người nhà sao? Vương Nhất và Lý Mộng Đình đều ngây người. Trong mắt Lý Mộng Đình lại xẹt qua một tia kháng cự. Cô ta sao nghe không ra lời này của Văn Bội Cầm là gì cơ chứ? Đây là tìm bạn trai cho Lý Mộng Đình. Cô ta cười miễn cưỡng nói, mẹ, con không cần bạn trai. Người cô ta thích ở ngay bên cạnh cô ta. Vương Nhất lại chú ý được, khi nhắc tới người nhà của Văn Bội Cầm, Văn Đào cười không giấu vết. Tinh tinh. Vào lúc này, có tiếng gõ cửa. Văn Bội Cầm để đũa xuống, tới rồi, mẹ đi mở cửa. Rất nhanh Vương Nhất nhìn thấu hai nam hai nữ đi vào. Người trẻ hơn là một nam một nữ, hai người còn lại thì tuổi tác tương đương với Văn Bội Cầm, nhưng trông già hơn. Giới thiệu một chút, bọn họ là anh cả, chị hai của mẹ và con của bọn họ. Đây là con trai của em, Văn Đào, nó là con gái nuôi của em, Lý Mộng Đình, vị này coi như là anh trai của Lý Mộng Đình, Vương. Văn Bội Cầm còn chưa giới thiệu xong Vương Nhất, chị hai của bà ta, Tiết Lan mất kiên nhẫn cắt ngang lời của bà ta. Tiết Bội Cầm, cô giả ngốc với chúng tôi có đúng không, thật sự cho rằng chúng tôi tới nhà cô là để làm khách à? Tiền đâu, chúng tôi cầm tiền sẽ rời đi. Tiết Lan vừa mở miệng thì đòi tiền, khiến Văn Bội Cầm trực tiếp ngây người. Vương Nhất kinh ngạc liếc nhìn Văn Bội Cầm. Văn Bội Cầm vốn không phải họ Văn, mà là họ khác, sau khi gả vào nhà họ Văn, bị cưỡng ép đổi thành họ Văn. Bà ta vốn họ Tiết, tên là Tiết Bội Cầm. Đúng thế, Bội Cầm, trước kia gả vào hào môn một chút chỗ tốt cũng không nhớ chúng tôi, bây giờ sa sút rồi thì muốn quay về gia tộc, chúng tôi thu giữ cô đã đủ nhân từ rồi, đừng giả bộ ngu ngơ để lừa chúng tôi. 150 triệu tiền thuê nhà, mau giao ra. Anh cả của bà ta, Tiết Nguyên cũng đòi tiền Văn Bội Cầm. Văn Bội Cầm mặt mày khó xử. Tiền thuê nhà có thể để thư thư thêm mấy ngày nữa không? 150 triệu em thật sự không lấy ra được. Lý Mộng Đình đã nổi điên rồi, đè thấp giọng, cái căn nhà rách nát này mà 150 triệu một tháng, bọn họ sao không đi cướp ngân hàng? Vương Nhất lại ra hiệu cô ta đừng nói chuyện, yên lặng quan sát. Cái gì, còn thư thư? Tiết Lan nổi giận, đang muốn chỉ vào Văn Bội Cầm mà mắng. Người thanh niên đeo kính ở một bên lại chợt xua tay, mẹ! Nói thế nào cũng là dì hai của chúng ta, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói, vừa hay bụng con cũng hơi đói. Đúng, đúng, ăn cơm trước đã. Văn Bội Cầm cảm kích liếc nhìn anh ta, lại không phát hiện ánh mắt của anh ta luôn đặt trên người Lý Mộng Đình, nhìn tới mức khiến Lý Mộng Đình cả người không được tự nhiên. Vậy chúng ta ăn cơm trước. Cô gái nhỏ tuổi nhất cũng nhìn chiếc đồng hồ nổi tiếng trên cổ tay Vương Nhất, nói. Tiết Lan và Tiết Nguyên biết. Con trai và con gái của bọn họ nhìn chúng Lý Mộng Đình và Vương Nhất, lúc này cũng nói, được, vậy thì ăn cơm trước đã. Bọn họ lần lượt ngồi vào chỗ, con trai của Tiết Lan, Mạnh Khôi ngồi ở bên cạnh Lý Mộng Đình, con gái của Tiết Nguyên, Tiết Cẩm Tiên ngồi ở bên cạnh Vương Nhất. Chào cô, tôi tên Mạnh Khôi, trước đây đi du học ở nước ngoài, vừa trở về tháng trước. Mạnh Khôi vô tình tiết lộ thân phận vừa trở về từ nước ngoài của anh ta và đưa tay một cách nho nhã về phía Lý Mộng Đình. Chào anh. Lý Mộng Đình mặt không cảm xúc đáp lại một câu. Điều này khiến trong lòng Mạnh Khôi rất tức giận.
Ở một bên khác, Tiết Cẩm Tiên cũng chịu buồn bực ở chỗ Vương Nhất. Tiết Cẩm Tiên đề nghị muốn xem thử đồng hồ trên cổ tay Vương Nhất, lại bị Vương Nhất từ chối. Mạnh Khôi lập tức thu lại lời nói khách sáo, trực tiếp đánh giá vóc dáng của Lý Mộng Đình, gương mặt và vóc dáng được 7 điểm, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, xứng với tôi. Tiết Cẩm Tiên thì trợn ngược mắt, không phải chỉ là một cái đồng hồ lởm rồi sao, ngoài cái đồng hồ này còn có cái gì chứ? Bày đặt, Lý Mộng Đình cũng bị tức điên rồi. Một kẻ được cái mã trở về từ nước ngoài lại dám chỉ tay múa chân với cô ta. Cô ta đã từ chối mấy người trở về từ nước ngoài rồi đó. Lập tức vỗ bàn đứng dậy, cực phẩm ở đâu ra thế, cũng không soi gương xem mình trông như nào. Tiết Lan và Tiết Nguyên lập tức trợn to mắt, Bội Cầm à, hai người trẻ tuổi mà cô dẫn tới hình như không hiểu phép lịch sự, như này làm sao xứng với con của chúng tôi. Tôi xứng cái đầu các người, cút ra ngoài mau, mẹ nuôi tôi không hoan nghênh các người. Lý Mộng Đình muốn đuổi người. Tiết Lan và Tiết Nguyên càng tức giận, nhìn sang Văn Bội Cầm, hai người này không phải người cô sắp xếp xem mắt cho con của nhà chúng tôi để nịnh nọt nhà chúng tôi sao? Sao lại không biết điều như vậy? Văn Bội Cầm vội vàng giải thích, anh chị hiểu lầm rồi, bọn họ là tới thăm em, không phải đối tượng xem mắt mà em sắp xếp cho con của anh chị. Vừa nghe thấy câu này, Vương Nhất và Lý Mộng Đình lập tức cạn lời. Bọn họ cảm thấy cũng tốt hơn một chút. Vừa nghe không phải đối tượng xem mắt, mặt mày của Tiết Lan và Tiết Nguyên lập tức lạnh đi. Bội Cầm à, không phải người làm anh chị này không coi cô là em gái, vốn định nể tình cô sắp xếp đối tượng xem mắt cho con nhà chúng tôi, giảm một nửa tiền thuê nhà cho các người, nếu đã như vậy thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. 150 triệu tiền thuê nhà, không thể thiếu một xu, mau giao ra đây. Tiết Lan và Tiết Nguyên bắt ép. Sắc mặt của Văn Bội Cầm cực kỳ khó coi, có thể bớt một chút không, 150 triệu cũng đủ thuê một căn chung cư 100 m² ở trong trung tâm thành phố rồi. Cái gì, cô còn chê nhà của chúng tôi tồi tàn. Vậy cô có giỏi thì đừng ở đây, không trả tiền thì mau chóng cút cho tôi. Tiết Lan nói xong thì muốn đuổi đám người Văn Bội Cầm. Vương Nhất và Lý Mộng Đình coi như đã hiểu rồi. Sau khi nhà họ Văn diệt vong, Văn Bội Cầm sống không tốt. Về tới nhà họ Tiết, vốn tưởng đoàn viên với người nhà, không ngờ lại bị bài xích ra khỏi cửa nhà. Ngay cả căn nhà cũ cũng là nhà họ Tiết cho Văn Bội Cầm thuê. Căn bản không coi bà ta là người nhà, mà một khách thuê nhà, không bằng khách thuê bình thường. Bọn họ cố ý làm khó Văn Bội Cầm, cố ý nâng cao tiền thuê nhà tới 150 triệu một tháng. 150 triệu một tháng, các người sao không đi ăn cướp? Lý Mộng Đình nổi giận tại chỗ, tức giận nhìn Tiết Lan và Tiết Nguyên. Nếu là 15 triệu một tháng thì cô ta trả thay cho Văn Bội Cầm. Nhưng 150 triệu thì có hơi quá đáng. Mạnh Khôi cũng đứng dậy, lạnh lùng nhìn Lý Mộng Đình, nếu cô không phải đối tượng xem mắt mà dì hai sắp xếp cho tôi, ở đây không có lượt cô nói chuyện, im mồm cho tôi. Anh nói cái gì, có tin tôi không khách sáo với anh không? Thẩm Mộng Đình có dáng vẻ muốn động thủ, Vương Nhất vội vàng ngăn cô ta lại. Anh không ra mặt trả số tiền này thay cho Văn Bội Cầm, mà nhìn sang Văn Đào vẫn ngồi đó uống canh. Đào, con về phòng trước đi. Văn Bội Cầm bỗng nói với Văn Đào. Văn Đào thật sự đi vào phòng mà không ngoảnh đầu. Điều này khiến Vương Nhất càng lưu tâm hơn. 150 triệu, một đồng cũng không thể thiếu. Tiết Cẩm Tiên nhìn Văn Bội Cầm nói. Văn Bội Cầm mặt mày khó coi, nhưng em thật sự không lấy ra được 150 triệu. Vậy nhà các người ra ngoài đường ngủ. Tiết Nguyên trực tiếp gọi điện thoại. Lập tức có mấy người đàn ông cao to bắt đầu chuyển đồ trong nhà đi. Trên quần áo của bọn họ viết 4 chữ đồ cần chuyển đi. Không cần nghi ngờ gì nữa, đám người Tiết Nguyên trực tiếp gọi công ty chuyển nhà tới. Các người làm cái gì? Dừng tay. Sắc mặt của Lý Mộng Đình thay đổi, lập tức đi tới ngăn cản. Nhưng một cô gái như cô ta, sức đâu có lớn, rất nhanh đã bị đẩy ngã ra đất. Cô ta bò dậy muốn tiếp tục ngăn cản, Mạnh Khôi cười ha hả nói, cô tên Lý Mộng Đình đúng chứ, tôi thấy cô nhận dì hai là mẹ nuôi, cũng là tới vì di sản của nhà họ Văn đúng không? Di sản của nhà họ Văn. Lý Mộng Đình chợt sững người. Mắt của Vương Nhất cũng hơi nheo lại. Anh không ngăn cản là vì căn nhà ở đây trở thành tòa nhà sắp sụp đổ, anh hoàn toàn có thể sắp xếp một căn chung cư ở trung tâm thành phố cho Văn Bội Cầm. Nhưng không ngờ lại moi ra được một manh mối lớn như này. Mẹ kiếp đừng diễn với tôi, tiện nhân thấy tiền sáng mắt như cô tôi thấy nhiều rồi.
Mạnh Khôi nhìn Lý Mộng Đình với vẻ mặt khinh thường, dì hai tôi gả vào nhà họ Văn, vèo một cái trở thành chủ mẫu của nhà họ Văn, chắc chắn biết di sản của nhà họ Văn ở đâu, ngoài lý do này cô tiếp cận dì hai tôi vì cái gì nữa. Mạnh Khôi nói xong, Tiết Nguyên, Tiết Lan và Tiết Cẩm Tiên đều nhìn cô ta với nụ cười lạnh. Lý Mộng Đình trợn to mắt, các người đang nói cái gì, nhà họ Văn đã diệt vong, tiền bạc của nhà họ Văn, mẹ nuôi cũng đã quyên góp cho tổ chức từ thiện hết, di sản của nhà họ Văn ở đâu ra nữa. Nhà họ Văn đã diệt vong, nhưng Văn Nam Thành vẫn giấu một món di sản, cụ thể ở đâu chỉ có dì hai và Văn Thái biết. Mạnh Khôi giải thích xong lại nhìn sang Văn Bội Cầm, dì hai, dì không thể không có lương tâm như vậy được, nhà họ Tiết nuôi dì lâu như vậy, dì vừa gả vào hào môn thì quên chúng cháu cũng thôi đi, di sản của nhà họ Văn này dì không thể nuốt riêng được. Giọng điệu của Tiết Lan ôn hòa hơn, Bội Cầm, nâng tiền thuê phòng lên 150 triệu một tháng, thật ra là do bất lực, cô gả vào nhà họ Văn, không có kéo chúng tôi thì nói mà nghe được sao. Vẫn nên lấy ra đi. Người nhà của bà ta một lòng muốn chèn ép bà ta, khiến vẻ mặt Văn Bội Cầm tràn ngập sự đau khổ. Bà ta rơi nước mắt nói, cái này đều là giả, em không biết nhà họ Văn có di sản gì, Nam Thành cũng chưa từng nói cho em nó nằm ở đâu. Không, ông ta chắc chắn từng nói với cô, chỉ là cô không để trong lòng. Tiết Nguyên mặt mày tức giận túm lấy vai của Văn Bội Cầm, lay mạnh, cô mau nhớ lại. Anh dừng tay. Văn Bội Cầm giãy thoát, mặt mày đầy nước mắt. Em thật sự không nhớ. Anh chỉ là muốn ép chết em sao? Khuyên nhủ không có tác dụng, Tiết Nguyên, Tiết Lan sớm đã có vẻ mặt lạnh lẽo. Nếu đã như vậy thì đừng trách chúng tôi đuổi cô ta ra ngoài. Chuyển hết đồ đạc, người của công ty chuyển nhà lại lôi Văn Bội Cầm ra ngoài. Dừng tay. Lý Mộng Đình bỗng hét lên một tiếng. Cả căn nhà rơi vào yên tĩnh. Hai mắt của cô ta đỏ ngầu nhìn những người của nhà họ Tiết, tức giận nói. Các người không phải muốn đòi tiền hay sao, tôi cho. Mạnh Khôi mặt mày mỉa mai, cô có tiền sao? Lý Mộng Đình cười lạnh móc ra một cái thẻ ném xuống đất, trong thẻ có 300 triệu, tôi trả 2 tháng tiền thuê nhà, được rồi chứ. Lý Mộng Đình ở Thiên An hoặc ít hoặc nhiều cũng coi là một cô chủ nhỏ, chút tiền này vẫn trả được. Chỉ là bỏ ra trong ấm ức. Mạnh Khôi lập tức nhìn Lý Mộng Đình với vẻ mặt đầy kinh ngạc, không ngờ cô ta thật sự lấy ra được nhiều tiền như vậy. Sau khi trả tiền xong, người của công ty chuyển nhà lại chuyển đồ đạc về chỗ cũ. Đám người Tiết Lan và Tiết Nguyên cũng rất nhanh đã rời đi. Trước khi đi, bọn họ hằn học cảnh cáo Văn Bội Cầm. 2 tháng sau chúng tôi sẽ lại tới lúc đó tiền thuê nhà tăng lên 300 triệu một tháng, không trả thì các người vẫn phải cút. Văn Bội Cầm mất hết hồn vía ngồi trên sofa, Lý Mộng Đình vẫn ở trong cơn giận dữ. Vương Nhất vẫn nhìn với ánh mắt sâu thẳm. Cuối cùng ánh mắt dùng ở trên cửa phòng của Văn Đào. Mẹ, mẹ yên tâm đi, chỗ ở của mẹ con sẽ giúp mẹ giải quyết. Lý Mộng Đình đi tới an ủi, con sẽ mua cho mẹ một căn nhà ở Giang Thành, sau này mẹ ở đó. Nước mắt của Văn Bội Cầm lập tức trào ra, lắc đầu, Mộng Đình, mẹ không thể tiếp tục liên lụy con và cậu Vương mau rời đi. Lý Mộng Đình cũng lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, mẹ, nếu không có mẹ và Vương Nhất, bây giờ con đã gả vào nhà họ Văn. Con sẽ bị bạo hành gia đình, bị đánh cho cả người đầy thương tích, là hai người đã cứu con. Vương Nhất con không báo đáp được, mẹ thì con có thể báo đáp. Ăn xong cơm, Vương Nhất định rời đi. Lý Mộng Đình lắc đầu, Vương Nhất, anh đi trước, tôi sợ mấy ngày tới bọn họ vẫn sẽ tới quấy nhiễu mẹ, mấy ngày nay tôi ở đây. Vương Nhất cũng không nói gì, chỉ nói một câu mọi chuyện hãy cẩn thận thì rời đi. Trong phòng của Văn Đào, thấy Vương Nhất rời đi. Văn Đào gọi một cuộc điện thoại. Khôi à, chuyện di sản của nhà họ Văn chúng ta phải tính kế lâu dài, mẹ tôi trong một chốc một lát cũng không nhớ ra, phải làm chút chuyện gì đó kích thích thần kinh của mẹ tôi. Cậu có cách gì hay? Trong điện thoại truyền ra giọng nói của Mạnh Khôi. Văn Đào nhìn thấy Lý Mộng Đình ở bên cạnh Văn Bội Cầm ở trong phòng khách, nói, anh không phải nhìn chúng Lý Mộng Đình đó sao? Trước đây tôi cũng nhìn chúng, mấy ngày tới cô ta sẽ ở nhà của chúng tôi. Chúng ta xử lý cô ta trước. Nghe vậy, Mạnh Khôi cũng cười u ám, Đào à, cậu vẫn không chết tâm, nhớ mong người phụ nữ trước kia của anh cậu. Lý Mộng Đình không biết kế hoạch của Văn Đào và Mạnh Khôi, mỗi ngày sống cuộc sống chỉ có 2 việc. Ngõ Tiết ra cách xa tòa nhà Cự Phong, Lý Mộng Đình phải dậy sớm 1 tiếng mới có thể tới đúng giờ. Phương Huệ giao cho Lý Mộng Đình một bản danh sách các xí nghiệp. Đây là danh sách các xí nghiệp lớn tới cửa tìm kiếm hợp tác. Buổi chiều cô gặp mặt bọn họ,
khảo sát những xí nghiệp nào thích hợp, xí nghiệp nào không phù hợp. Được. Lý Mộng Đình cầm bản danh sách rồi đi tới phòng đàm phán. Lại phát hiện trong phòng đã có một người đàn ông chờ sẵn. Anh ta mặc chiếc sơ mi hoa, hai cúc trên cùng để mở, thấp thoáng có thể thấy khuôn ngực, trên mặt còn nở nụ cười tà mị có sức sát thương rất lớn với các cô gái, không phải Lục Kiệu thì là ai? Lục Kiệu, anh ở đây làm gì? Lý Mộng Đình lập tức thay đổi sắc mặt, không nhịn được mà lùi lại một bước. Khi đang gọi bảo vệ, Lục Kiệu lại mỉm cười, xem ra cô Lý không có lòng làm việc với tôi, ngay cả đối tác hợp tác tới cửa hợp tác cũng muốn đuổi đi. Đối tác hợp tác? Nghe vậy, Lý Mộng Đình lập tức thay đổi sắc mặt, tìm kiếm trong bản danh sách chi tiết. Quả nhiên tìm được tập đoàn Triều Dương dưới trướng nhà họ Lục. Lý Mộng Đình không thèm nghĩ ngợi, mặt mày không cảm xúc từ chối thẳng, tập đoàn Lệ Tinh chúng tôi không hợp với các người, anh bị loại. Lục Kiệu sớm đã biết là vậy, anh ta mỉm cười đưa một bản văn kiện, xem thử cái này. Lý Mộng Đình cầm lấy xem, lập tức thay đổi sắc mặt. Cô Lý chắc không biết nhỉ, nhà họ Lục tôi đã nương nhờ anh Vương. Nếu đã là người mình, hợp tác với nhau, cùng nhau kiếm lợi, không quá đáng chứ. Đây là thành ý của nhà họ Lục tôi. Trên văn kiện viết, nguyện ý nhượng 20% cổ phần để mở vốn cho chi nhánh của tập đoàn Lệ Tinh ở Giang Thành. Lý Mộng Đình không thể từ chối, chỉ đành đánh dấu chọn ở đằng sau nhà họ Lục. Nụ cười trên mặt Lục Kiệu càng sâu, cô Lý, hợp tác vui vẻ. Nói xong thì rời khỏi phòng đàm phán. Đi ra bên ngoài tập đoàn Cự Phong, anh ta gọi điện thoại cho ông nội Lục Viên của mình. Ông nội, đã lấy được hợp tác của chi nhánh Lệ Tinh một cách rất thuận lợi. Rất tốt. Trong điện thoại truyền ra giọng nói kích động của Lục Viên, bước tiếp theo là mở ra thị trường ở Thiên An, ngày mai cháu tới Thiên An một chuyến, lấy được hợp tác của những gia tộc thần Phúc Vương nhất, giá trị hợp tác của bọn họ có lợi nhuận hơn cổ phần của tập đoàn Triều Dương. Vâng, ông nội. Trong mắt Lục Kiệu cũng có dã tâm ngưng tụ. Nếu anh ta có thể nuốt được những xí nghiệp gia tộc thần Phúc Vương nhất, vậy thì thực lực của nhà họ Lục sẽ mạnh hơn trước. Đến lúc đó, là lúc nhà họ Lục cắn trả Vương nhất. Reng reng reng. Rất nhanh, anh ta lại nhận được một cuộc gọi lạ. Alo, ai đó? Lục Kiệu nhíu mày, hỏi. Cậu cả Lục, còn nhớ tôi không? Trong điện thoại truyền tới tiếng cười phóng khoáng của một người đàn ông. Lông mày của Lục Kiệu càng nhíu chặt, cảm thấy giọng nói này quen tai, nhưng không nhớ ra là ai. Người đàn ông lại nói, cho một gợi ý, nhà họ Văn. Lúc này Lục Kiệu đã biết, cậu là Văn Đào. Không sai. Văn Đào cười nói, tôi có một hợp tác, muốn mời cậu Lục cùng nhau hoàn thành. Hợp tác gì? Lục Kiệu hỏi. Văn Đào nói ra kế hoạch trong lòng. Lục Kiệu nghe xong, trên mặt cũng nở nụ cười, được, nhưng nói trước, chuyện này tôi sẽ không ra mặt, nếu thành thì tôi gia nhập với các cậu, như thế nào? Được. Văn Đào đáp ứng một cách thoải mái, tôi đợi ngày nhà họ Lục trở thành đệ nhất hào môn của Giang Thành. Lục Kiệu cũng cười vẽ ước mơ, nếu thật sự có ngày này. Nhà họ Lục tôi sẽ không bạc đãi cậu, nhà họ Văn vẫn còn. Lý Mộng Đình giao văn kiện của nhà họ Lục cho Vương Nhất. Vương Nhất xem, không có đánh giá gì cả, chỉ cười nói, đàm phán với các công ty cả buổi sáng, cô đi nghỉ ngơi một lát đi. Lý Mộng Đình rời đi, trên mặt Vương Nhất lúc này nở nụ cười hờ hững. Nhà họ Lục cuối cùng cũng bắt đầu hành động rồi. Họ nghĩ anh không phát giác ư. Anh gọi điện thoại cho Tăng Quốc Vinh ở Tiết Thiên An. Mấy ngày nữa nhà họ Lục sẽ có người tới hợp tác, ông thông báo cho nhà họ Tôn, nhà họ Lương, nhà họ Diệp, nhà họ Đồng, đừng từ chối hợp tác của nhà họ Lục nhưng phải nâng cao mức hợp tác. Ừ, lợi dụng thì dùng nhà họ Lục là xí nghiệp nơi khác là được. Tăng Quốc Vinh lập tức kinh ngạc, cậu Vương, như này không phải phân biệt khu vực sao? Vương Nhất mỉm cười, bọn họ ở Giang Thành, mà chúng ta ở Thiên An, nguy hiểm hợp tác sẽ rất cao, bọn họ không bỏ được máu thì phải làm sao? Tăng Quốc Vinh cũng đã cười, ha ha, không hổ là cậu Vương. Danh sách các xí nghiệp mà Phương Huệ cho Lý Mộng Đình có 40,50 nhà. Sau khi Lý Mộng Đình sàng lọc nhanh từng nhà thì khoanh vùng chính xác được mười mấy công ty, sau đó gặp mặt từng công ty. Cho công ty tiếp theo vào. Lý Mộng Đình nói với cấp dưới. Rất nhanh, một nam một nữ đi vào. Trên mặt hai người mang theo sự kích động. Nhưng vừa nhìn thấy Lý Mộng Đình thì sắc mặt của bọn họ đã thay đổi. Sao lại là cô? Là các người. Lý Mộng Đình cũng kinh ngạc thì thấy đôi nam nữ trẻ tuổi này. Không hổ là oan nhà ngõ hẹp,
người tới bàn bạc hợp tác lại là Mạnh Khôi và Tiết Cẩm Tiên từng gặp trước đó. Khóe miệng của Lý Mộng Đình hơi nhếch lên, nở nụ cười trào phúng. Các người đại diện cho xưởng chế tạo Tiết Dung. Là chúng tôi, làm sao? Thấy nụ cười lạnh trên mặt Lý Mộng Đình, Mạnh Khôi và Tiết Cẩm Tiên đều có vẻ mặt rất khó coi. Lúc đó khi gặp mặt, Mạnh Khôi còn cho rằng Lý Mộng Đình cùng lắm là lãnh đạo bù nhìn cấp cao, không ngờ lại là người đại diện của tập đoàn Lệ Tinh. Chẳng trách có thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Không sao cả, thông báo cho công ty tiếp theo chuẩn bị đi vào. Lý Mộng Đình cười như không cười nói. Câu trước là nói cho Mạnh Khôi và Tiết Cẩm Tiên, câu sau là nói với cấp dưới. Mạnh Khôi lập tức thay đổi sắc mặt, đợi đã, phương án của chúng tôi còn chưa nộp, sao lại tới công ty tiếp theo? Lý Mộng Đình uống một ngụm cà phê, phương án không cần nộp, bởi vì các người đã bị loại, tập đoàn Lệ Tinh của chúng tôi từ chối hợp tác với xí nghiệp có nhân phẩm không tốt. Mạnh Khôi và Tiết Cẩm Tiên đâu thể không nhìn ra Lý Mộng Đình đang lấy việc công báo thủ riêng, ánh mắt lập tức trở nên u ám. Lý Mộng Đình, cô đừng hiếp người quá đáng, đừng tưởng cô đại diện cho tập đoàn Lệ Tinh thì có thể ức hiếp chúng tôi. Tôi bắt nạt các người đấy thì sao nào? Lý Mộng Đình để ly chiếc ly xuống, bỗng hắt cà phê vào văn kiện ở trên tay Mạnh Khôi Tiết Cẩm Tiên. Ngay lập tức văn kiện bị cà phê làm ướt, màu sắc cũng biến thành màu tối. Văn kiện của các người đã ướt rồi, không nhìn rõ chữ, cầm ra ngoài đi. Lý Mộng Đình xua tay đuổi giống như đuổi ruồi. Gương mặt của Mạnh Khôi lập tức đỏ bừng, tiện nhân, cô tìm chết. Tiết Cẩm Tiên đã chuẩn bị ra tay rồi. Tuy nhiên Lý Mộng Đình đã gọi bảo vệ tới. Bụp, một nhóm bảo vệ xông vào, đuổi Mạnh Khôi Tiết Cẩm Tiên ra ngoài. Mạnh Khôi và Tiết Cẩm Tiên gần như là bị ném ra khỏi tòa nhà Cực Phong. Anh ta dùng tay lau vết máu ở khóe miệng, vết thương trên mặt vẫn đang nhâm nhầm đau. Tiện nhân đáng chết. Tiết Cẩm Tiên cũng có ánh mắt vô cùng oán độc. Mạnh Khôi cản Tiết Cẩm Tiên lại, Cẩm Tiên, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Cô ta là quản lý cấp cao của tập đoàn Lệ Tinh, cứng đối cứng, chúng ta không phải đối thủ. Vậy phải làm sao, nuốt không cục tức này sao? Biểu cảm của Tiết Cẩm Tiên cực kỳ phẫn nộ. Không vội, dù sao cô ta sắp trở thành nô lệ của anh rồi. Trên mặt Mạnh Khôi nở nụ cười lạnh, đôi mắt lạnh lẽo, gọi vào một số điện thoại. Rất nhanh đã truyền tới giọng nói phẫn nộ của Văn Đào. Tôi không nói không có chuyện gì thì đừng liên quan tới tôi hay sao? Bị người khác phát hiện thì làm sao? Mạnh Khôi lập tức cười nịnh nọt, cậu Văn, chuyện này buộc phải nói với cậu. Anh ta nói thông tin Lý Mộng Đình là người đại diện đàm phán của tập đoàn Lệ Tinh cho Văn Đào. Văn Đào nghe xong thì cũng kinh ngạc, cái gì? Chức vụ của cô ta cao vậy sao? Mạnh Khôi lại hỏi, cậu Văn, kế hoạch cậu nói trước đó còn thực hiện không? Văn Đào lập tức rơi vào trong trầm mặc. Vốn anh ta tính kế Lý Mộng Đình chỉ là vì muốn ca một trên thích ký ức của mẹ anh ta, để mẹ anh ta nói ra di sản của nhà họ Văn giấu ở đâu. Nhưng bây giờ sau khi biết Lý Mộng Đình là người đại diện hợp tác của tập đoàn Lệ Tinh thì anh ta lại có hơi do dự. Một khi sự việc bại lộ, cái chờ đợi anh ta là cái chết thật sự. Bởi vì sau lưng Lý Mộng Đình là Vương Nhất mạnh mẽ hơn. Cậu Văn, tiện nhân đó thật sự quá ngông cuồng, vậy mà cầm cà phê hất vào phương án hợp tác của chúng tôi. Buộc phải cho cô ta biết mặt. Lúc này Mạnh Khôi lại nói, buộc phải ra tay nhân khoảng thời gian này khi cô ta sống ở nhà dì hai, nếu không thì rất khó ra tay. Câu nói này đã nói động tới Văn Đào. Anh ta lại cân nhắc một trận, khẽ nghiến răng, nói, được, ra tay trong hôm nay và ngày mai, đợi xong việc, tôi thông báo cho anh tới là được. Được. Mạnh Khôi li 3 mét môi, ánh mắt cực kỳ nóng rực. Văn Đào lại nhắc nhở, đừng quên mang máy quay, tôi muốn để tất cả mọi người biết được sự ti tiện của người phụ nữ đó. Giao báo cáo cho Vương Nhất thì Lý Mộng Đình tan làm, lái xe trở về nhà của Văn Bội Cầm. Lúc này, Văn Bội Cầm cũng tan làm về tới nhà. Mẹ, con đã mua hoa quả. Lý Mộng Đình mỉm cười để hoa quả đã mua ở dưới sàn. Văn Bội Cầm đang nấu cơm, con ngồi một lát, sắp có cơm rồi. Lý Mộng Đình phát hiện Văn Đào cũng tập tễnh giúp Văn Bội Cầm nấu cơm nên đứng dậy định giúp đỡ. Nhưng bị Văn Đào đuổi ra ngoài, cô là khách, đâu thể để khách nấu cơm được. Lý Mộng Đình cũng không miễn cưỡng, đợi ở bên ngoài. Rất nhanh thì cơm đã xong, món ăn rất phong phú. Lý Mộng Đình vào bàn ăn một miếng, gật đầu, nhìn sang Văn Đào, ngon, sau này anh dạy tôi đi. Sau khi phát hiện Văn Đào cải tà quy chính, Lý Mộng Đình cũng thấy anh ta không khó coi nữa.
Văn Đào mỉm cười, được, sau này dạy cô. Lý Mộng Đình lại nhìn sang Văn Bội Cầm, mẹ, mẹ không muốn tìm một người ở bên mẹ nữa sao? Văn Bội Cầm sững người, sau đó mỉm cười lắc đầu, mẹ dù muốn tìm cũng không ai muốn. Thứ nhất là Văn Bội Cầm đã lớn tuổi, thứ hai là người chồng ban đầu của bà ta, Văn Nam Thành chết rồi, nói ra không dễ nghe, thứ ba còn có một đứa con trai là Văn Đào. Ai sẽ muốn chứ? Lý Mộng Đình suy nghĩ, đột nhiên nói, bây giờ ba con cũng độc thân, con cảm thấy hai người khá xứng đôi, nếu em thật sự trở thành mẹ con sẽ rất vui. Lý Mộng Đình mặt mày nghiêm túc. Cô ta không nói đùa. Mẹ của cô ta, Châu Mỹ Ngọc đã làm chuyện quá đáng như vậy, về sau chắc sẽ phải sống ở trong tù. Trong khoảng thời gian này cô ta cũng từng tới thăm Châu Mỹ Ngọc mấy lần, nói nếu như biểu hiện tốt, có thể được giảm án, phóng thích trước hạn. Tuy nhiên trong lòng Châu Mỹ Ngọc vẫn tràn ngập oán hận đối với Vương Nhất và Lý Khinh Hồng. Thậm chí cũng hận đứa con gái ruột như cô ta. Khuyên mấy lần không có tác dụng, Lý Mộng Đình cũng đã từ bỏ. Nhưng không có mẹ, trong lòng Lý Mộng Đình cũng trống trải. Nếu Lý Thiên Dương và Văn Bội Cầm có thể ở bên nhau, vừa hay bù đắp chỗ thiếu hụt của Châu Mỹ Ngọc. Văn Bội Cầm vẫn lắc đầu từ chối, không được. Lý Mộng Đình để bát đũa xuống, mẹ, ba con rất tốt, con cảm thấy có thể tìm cơ hội tiếp xúc thử, nếu hợp thì ghép thành gia đình. Trong mắt Lý Mộng Đình tràn ngập sự cầu xin. Văn Bội Cầm không chống đỡ được, chỉ đành mỉm cười đồng ý, được, có cơ hội thì gặp. Lý Mộng Đình lại nhìn sang Văn Đào, mẹ anh và ba tôi gặp nhau, sau này ghép lại thành gia đình, tôi gọi anh là anh trai, anh không có ý kiến chứ. Văn Đào nhíu mày, vừa muốn từ chối, nhưng vừa nghĩ tới hiện nay phải thuận theo ý của cô ta nên cũng mỉm cười đồng ý. Tốt quá rồi. Lý Mộng Đình cảm động tới hai mắt hơi đỏ. Phá lệ ăn hai bát cơm. Sau khi ăn cơm xong thì Lý Mộng Đình nói tin này cho Vương Nhất. Vương Nhất cũng bày tỏ sự tán thành, được, nếu dì Văn có thể ghép thành gia đình với ba, đến lúc đó tổ chức một đám cưới lớn đầy phong quang. Tôi cũng nghĩ như vậy. Lý Mộng Đình cười rồi gật đầu. Còn muốn nói gì thì bỗng nhiên cảm thấy đầu rất choáng, ngay cả điện thoại cũng rơi cộp xuống đất cũng không phát hiện. Vương Nhất ở đầu dây bên kia cảm thấy không đúng, sắc mặt lập tức thay đổi. Gọi mấy tiếng, Mộng Đình. Mộng Đình. Văn Đào đi tới, cúp máy, sau đó ném điện thoại của Lý Mộng Đình vào trong nước. Anh. Tuy đầu óc vừa đau vừa choáng nhưng Lý Mộng Đình lúc này vẫn chưa ngất. Nhìn thấy một màn này, cô ta muốn nói gì đó nhưng hai mắt tối đen, ngất đi. Văn Đào lại liếc nhìn Văn Bội Cầm cũng ngất đi, anh ta bỏ thuốc mê liều nặng ở trong đồ ăn. Sau khi chắc chắn hai người hoàn toàn ngất đi, anh ta gọi điện thoại cho Mạnh Khôi. Alo, có thể tới rồi. Tôi cũng đã tới cửa rồi. Trong điện thoại truyền tới tiếng của Mạnh Khôi. Nói xong thì cửa vang lên. Văn Đào đi mở cửa, Mạnh Khôi và Tiết Cẩm Tiên đã đi tới. Thấy Lý Mộng Đình ngất ở sofa, hai người lập tức có vẻ mặt dữ tợn. FCK, cô không phải rất kiêu ngạo sao? Kiêu ngạo nữa đi xem nào. Tiện nhân, dám sỉ nhục chúng tôi, bây giờ rơi vào trong tay tôi, xem tôi xử lý cô như nào. Tiết Cẩm Tiên thậm chí tát mạnh một cái vào mặt Lý Mộng Đình. Bốp một cái, trực tiếp tát chảy máu. Được rồi, mau chóng ra tay. Văn Đào chống gậy tới đi, kìm bọn bọn lại, lần này không tiện ở lâu, trước khi Lý Mộng Đình ngất đi là đang nói chuyện điện thoại với Vương Nhất, bây giờ anh ta có thể đã phát giác, mang bọn họ rời đi. Mạnh Khôi vác Văn Bội Cầm, Tiết Cẩm Tiên cũng cõng Lý Mộng Đình, cùng nhau lên xe của Mạnh Khôi. Công cụ mang đủ rồi chứ? Văn Đào lại hỏi. Mạnh Khôi cười rồi khởi động xe, đương nhiên mang rồi, lát nữa chụp ảnh. Vương Nhất phát giác được điều không đúng, lập tức hành động, chạy tới nhà của Văn Bội Cầm. Đồng thời gọi Lãnh Nhan tới. Nửa tiếng sau, hai người trước sau đi tới nhà của Văn Bội Cầm. Bụp bụp bụp. Vương Nhất dùng sức gõ cửa, nhưng trong nhà không có ai mở cửa. Bụp. Ngay sau đó, ông ta nhấc chân đáp mạnh. Cửa lớn lập tức vỡ tan. Mộng Đình, dì Văn. Sau khi vào cửa, Vương Nhất gọi to, nhưng không nhận được bất cứ sự đáp lại nào. Thiếu chủ, nhìn bên này. Giọng nói của Lãnh Nhan truyền ra từ nhà vệ sinh. Vương Nhất đi vào xem, chỉ thấy bồn cầu xả nước không ngừng có xoáy nước. Hai chiếc điện thoại không ngừng xoay vòng ở bên trong. Là điện thoại của Lý Mộng Đình và Văn Bội Cầm. Không tốt, xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt của Vương Nhất lập tức trở nên vô cùng u ám. Bên trong còn vụt qua tia sát ý lạnh lẽo.
trước đó anh cảm thấy Văn Đào cải tài quy chính quá kỳ quặc, sớm đã có nghi ngờ với anh ta. Không ngờ anh ta lại ra tay nhanh như vậy. Reng reng reng. Đột nhiên, điện thoại của Vương Nhất đổ chuông. Là một số điện thoại lạ. Anh còn tưởng là hung thủ bắt cóc Lý Mộng Đình và Văn Bội Cầm, lập tức nghe máy. Tuy nhiên trong điện thoại lại truyền tới một giọng nói bình tĩnh đầy quen thuộc. Vương Nhất, tôi là Hồ Vĩnh Như. Có chuyện gì sao? Giọng điệu của Vương Nhất có hơi lạnh nhạt. Hồ Vĩnh Như cũng nghe ra Vương Nhất đang sắp nổi giận, cũng không có chọc giận Vương Nhất nữa, trực tiếp nói ra lời muốn nói. Liên quan tới chuyện đàn chị Khinh Hồng gặp phải, đã có tin tức. Là ai? Ánh mắt của Vương Nhất chợt tối đi. Hồ Vĩnh Như từ từ nói ra một cái tên quen thuộc. Văn Đào. Lời này vừa dứt, khí thế toàn thân của Vương Nhất không theo khống chế mà bùng phát, một cỗ sát khí dày đặc chấn động cả căn phòng. Dù là Lãnh Nhan cũng vô thức lùi lại một bước. Hồ Vĩnh Như tiếp tục nói, tôi đã sử dụng một vài mối quan hệ ở phía trên và tài nguyên, tìm được file gốc quay từ máy quay, tôi bây giờ gửi vào điện thoại của anh. Rất nhanh thì trong điện thoại của Vương Nhất nhận được một video. Anh mở ra xem. Trên ban công, một bóng dáng khập khiễng tiếp xúc với hai người đàn ông, cho hai người một cái túi đen. Không cần hỏi, bên trong nhất định đựng đầy tiền mặt. Hồ Vĩnh Như hờ hững nói, dựa theo phán đoán của tôi, mục đích của Văn Đào không phải trả thù đàn chị Khinh Hồng, mà là trả thù anh. Người thân là điểm yếu của anh. Vương Nhất trầm mặc một lúc, sau đó lên tiếng, cảm ơn. Tôi nợ cô một ân tình. Sau đó cúp máy. Anh quay đầu nhìn sang Lãnh Nhan, thông báo cho Hồ Hoàng Việt, nhà họ Hạ, nhà họ Lục, sử dụng mọi tài nguyên và kênh thông tin trong tay, tìm kiếm tung tích của Văn Đào, tôi muốn định vị của bọn họ. Rõ. Tình hình cấp bách, Lãnh Nhan lập tức ra lệnh. Sau đó, Vương Nhất lo lắng chờ đợi. Anh không có nói tin này cho đám người Phương Huệ, tránh gây hoảng loạn. Nhưng trôi qua rất lâu, vẫn không có bất cứ kết quả nào. Lúc này, Lãnh Nhan đi tới, thiếu chủ, 10 phút trước ở dãy núi Giang Nguyên nhận được tín hiệu của một chiếc xe hơi lái vào sâu trong dãy núi, nhưng rất nhanh thì biến mất, chắc là đám người Văn Đào. Vương Nhất lập tức phản ứng lại, đối phương nhất định thường xuyên đổi xe để tránh điều tra. Anh trầm mặc một lúc, lại nói, không đúng, đây là giả. Reng reng reng. Đột nhiên, điện thoại của Vương Nhất lại đổ chuông, lại là một dãy số điện thoại lạ. Vương Nhất mặt mày u ám nghe máy, alo. Vương Nhất sao? Trong điện thoại truyền tới tiếng cười ha hả của Văn Đào. Vương Nhất trực tiếp nói, Văn Đào, tôi biết mục đích cuối cùng của cậu là tôi, cho nên những người khác là vô tội, cậu thả Mộng Đình và dì Văn ra. Cho dù gặp phải tình huống như này, anh cũng không mất đi sự bình tĩnh. Văn Đào lại mỉm cười, Vương Nhất à, tôi mạo hiểm bị phát hiện để làm chuyện này, ngụy trang lâu như vậy, không phải là để đánh gục anh hay sao? Nhìn thấy anh lo lắng, nhìn thấy anh đau khổ thì tôi rất thoải mái. Đi tra định vị điện thoại. Vương Nhất nói với Lãnh Nhan. Văn Đào tiếp tục cười nói, không cần tốn công phí sức, tôi dùng điện thoại công cộng, không truy vết được tôi đâu. Vương Nhất trầm mặc một lát, hỏi, cậu muốn gì? Văn Đào nói rồi, tôi muốn anh đau khổ. Nhà họ Văn vì anh mà vong, tôi muốn trả thù anh mà thôi. Vương Nhất vẫn sửng sững, không chỉ vậy. Cậu còn muốn di sản của nhà họ Văn, đúng không? Văn Đào trầm mặc một lúc, giọng điệu trở nên lạnh nhạt không ít, không sai, di sản của nhà họ Văn mới là cái tôi muốn. Thả bọn họ ra, tôi nói cho cậu. Vương Nhất bình tĩnh nói. Đầu bên kia trầm mặc một lúc, đột nhiên truyền tới giọng nói u ám của Văn Đào. Vương Nhất, anh bớt lừa tôi, di sản của nhà họ Văn chỉ có mẹ tôi biết, chỉ là mẹ tôi quên mà thôi. Tôi bắt Lý Mộng Đình chỉ để ca một trên thích ký ức của mẹ tôi mà thôi. Văn Đào nói, đương nhiên, tôi cũng sẽ ca một trên thích anh, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Tút tút tút, nói xong thì cúp máy. Vương Nhất mặt mày u ám, nói với Lãnh Nhan, tiếp tục tìm kiếm, bọn họ rất có khả năng sẽ bị giết. Lãnh Nhan vội vàng xuống tầng. Khoảng 30 phút sau, điện thoại của Vương Nhất lại đổ chuông. Lần này là một dãy số điện thoại lạ. Hơn nữa là video cô. Vương Nhất biết, vẫn là Văn Đào, anh nghe máy không chút do dự. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là nhà kho bỏ hoang u ám ẩm ướt. Nơi này không có ánh nắng mặt trời, chỗ nào cũng u ám. Gương mặt của Văn Đào hiện ra, anh ta mỉm cười với Vương Nhất, như thế nào, chỗ này của tôi không tệ nhỉ.
Vương Nhất xa sầm mặt mày không nói chuyện. Bởi vì anh nhìn thấy Văn Bội Cầm ở đằng sau. Lúc này Văn Bội Cầm đã tỉnh, đang bị trói ngược ở trên ghế. Miệng của bà ta dán băng dính, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và tuyệt vọng, nước mắt rơi lã chã. Bà ta không ngờ con trai của bà ta vậy mà sẽ làm ra loại chuyện bắt cóc mẹ. Đồng thời, Vương Nhất còn phát hiện bên cạnh Văn Đào còn có hai người đứng cạnh. Trên mặt đều đội mũ trùm màu đen, nhưng từ vóc dáng, Vương Nhất vẫn nhìn ra là một nam một nữ. Văn Đào, cậu thật là bị điên rồi, vậy mà bắt cóc mẹ ruột của cậu. Trong mắt Vương Nhất giấy lên lửa giận. Văn Đào ngồi nhãn dỗi ở trên chiếc ghế, cười ha hả nói, tuy bà ấy sinh ra tôi, nhưng tôi chưa từng cho rằng bà ấy là mẹ tôi. Bởi vì bà ấy, tôi trước kia mới phải chịu nhiều sỉ nhục như thế, bà ấy chỉ là một món đồ chơi của ba tôi, một nô lệ. Một người phụ nữ có thân phận thấp hèn, chẳng qua có chút nhan sắc, làm sao xứng làm mẹ của tôi. Trên mặt Văn Đào tràn ngập sự khinh thường và khinh miệt, Văn Bội Cầm ở đằng sau nghe thấy những lời này, khóc sưng cả mặt. Khựng lại một chút, Văn Đào lại cười, Vương Nhất, anh không phải nói tôi bị điên sao? Vậy tôi làm chút chuyện điên hơn. Anh ta chĩa camera về phía chiếc giường bên cạnh. Bên trên có một cô gái trẻ trung xóa tóc, áo sơ mi không chỉnh tề. Chính là Lý Mộng Đình. Tay chân của cô ta cũng cố định ở bốn góc, trên miệng cũng dán băng dính. Lúc này, cô ta lờ đờ tỉnh lại, nhìn thấy hoàn cảnh của mình, lập tức ánh mắt trở nên cực kỳ sợ hãi. Cô ta ra sức giãy giụa, nhưng căn bản không giãy thoát được khỏi xích sắt ở trên tay chân. Văn Đào đã cười. Vương Nhất, lát nữa anh không được tắt video cô, tôi muốn cho anh nhìn thấy cái gì mới là điên. Nói xong câu đó, Văn Đào lập tức đi về phía Lý Mộng Đình. Đồng thời nhìn sang Tiết Khôi đang ở bên cạnh, bắt đầu đi. Ha ha, được. Tiết Khôi xoa xoa hai tay, nhìn về phía Lý Mộng Đình với đôi mắt rực lửa. Ngay cả Tiết Cẩm Tiên ở bên cạnh cũng lạnh lùng nhìn sang. Tuy nhiên, cả hai người đều đang đeo mặt nạ đen trên đầu nên Vương Nhất tạm thời không nhận ra bọn họ là ai. Nhìn thấy Văn Đào và Tiết Khôi một trái một phải đi về phía mình, ánh mắt của Lý Mộng Đình trở nên cực kỳ hoảng sợ, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào. Văn Bội Cầm ở bên cạnh càng giãy giụa kịch liệt hơn, dùng sức lắc đầu nguầy nguậy. Bà ta muốn ngăn cản con trai mình làm ra những chuyện heo chó cũng không bằng đối với Lý Mộng Đình. Nhìn thấy cảnh này, biểu cảm trên gương mặt của Vương Nhất vô cùng lạnh lùng, trong mắt lại lóe lên sát khí dày đặc. Văn Đào, anh muốn làm gì? Giọng nói của anh cực kỳ trầm thấp. Văn Đào nhìn vào ống kính mỉm cười, hai nam một nữ, còn có thể làm gì nữa? Vương Nhất, anh không được phép cúp máy, nếu không tôi sẽ lập tức di ba tê chết cô ta. Vương Nhất hít sâu một hơi. Cố gắng kìm nén cơn lửa giận trong lòng, nói, mục tiêu của anh là tôi, anh cứ việc nhắm về phía tôi đi, đừng liên lụy người vô tội. Vẻ mặt Văn Đào lập tức trở nên khinh thường, nhắm đến anh. Anh cho rằng tôi ngu đến vậy sao? Hiện tại toàn bộ Thiên An đều là của anh, hơn một nửa giang sơn của ba gia tộc lớn ở Giang Thành cũng đều nghe lệnh anh. Nếu tôi nhắm đến anh thì chẳng phải tự tìm đường chết à? Tôi chỉ có thể xuống tay với những người bên cạnh anh. Vốn dĩ người nằm ở đây phải là vợ anh, Lý Khinh Hồng, còn có con gái của anh nữa. Thật đáng tiếc đã bị anh cứu được, không còn cách nào khác, tôi đành phải rút lui và xuống tay với Lý Mộng Đình thôi. Văn Đào nhìn Vương Nhất, trong mắt mang theo sự châm chọc, nhắc mới nhớ, chẳng phải trước đây cô ta luôn khinh thường anh sao? Thậm chí vì tiền mà không tiếc dâng hiến lần đầu tiên cho anh trai tốt của tôi, anh hoàn toàn có thể mặc kệ sống chết, thưởng thức trò hề của cô ta. Tại sao lại tức giận như vậy? Nghe Văn Đào nhắc đến những chuyện trước kia, vẻ mặt của Lý Mộng Đình vô cùng đau khổ, nước mắt chảy ràn rụa trên khuôn mặt như nước lũ vỡ đê. Cô ta cũng nhìn về phía ống kính, lắc đầu nguầy nguậy, trong miệng liên tục phát ra những tiếng ô ô. Ý bảo Vương Nhất không cần lo cho mình. Nhìn miếng băng keo dán trên miệng Lý Mộng Đình, Văn Đào bật cười, ồ, đúng rồi, suýt chút nữa đã quên, lúc này làm sao có thể bịt miệng của cô ta được chứ? Phải để cô ta lên tiếng mới đúng. Nói xong, Văn Đào xé băng keo dán trên mặt Lý Mộng Đình xuống. Lý Mộng Đình lập tức nhìn về phía ống kính, Vương Nhất, đừng lo cho em, mau chóng tìm được bọn họ rồi băm thây thành ngàn mảnh đi. Bốp! Kết quả vừa nói xong, Tiết Cẩm Tiên đã tát cô ta một cái thật mạnh. Con đàn bà khốn khiếp, câm miệng. Vương Nhất vừa nghe thấy giọng nói của Tiết Cẩm Tiên thì lập tức nhận ra hai người đeo mặt nạ kia là ai.
sắc mặt anh trở nên vô cùng u ám, Tiết Khôi, Tiết Cẩm Tiên, các người không sợ liên lụy đến nhà họ Tiết sao? Thấy Vương Nhất nhận ra mình, sắc mặt của Tiết Cẩm Tiên và Tiết Khôi cũng hơi thay đổi, dứt khoát tháo khăn trùm đầu xuống. Bọn họ hung dữ nói, nhà họ Tiết của tôi hiện tại đang được thế lực của nhà họ Văn âm thầm che chở, anh còn muốn uy hiếp chúng tôi sao? Sắc mặt Vương Nhất âm trầm đến mức có thể vắt ra nước. Mặc dù nhà họ Văn đã diệt vong nhưng cũng chỉ có hai người Văn Cung Hiển và Văn Thái đã chết, những người khác vẫn đang sống rất tốt. Ngay cả lực lượng bảo vệ của nhà họ Văn vẫn đang tồn tại. Có thể thấy nhà họ Tiết đã sớm cấu kết với tàn dư của nhà họ Văn, vẫn luôn chờ đợi cơ hội để trả thù. Lúc trước, Vương Nhất không đuổi cùng giết tận nhà họ Văn vì trừ lại thể diện cho Văn Bội Cầm, cho nên anh đã thả cho họ một con đường sống. Hiện tại xem ra lại là một tai họa. Thông báo cho nhà họ Hạ dẫn người đến tiêu diệt nhà họ Tiết và tàn dư của nhà họ Văn, tuyệt đối không để sót bất cứ ai. Giọng nói của Vương Nhất vô cùng lạnh lùng, tựa như đã mất sạch nhân tính. Vâng, Lãnh Nhan nhận lệnh, sau đó lập tức gọi điện cho Hạ Lãm. Ở bên kia, Văn Đào, Tiết Khôi, Tiết Cẩm Tiên đều ngẩn người, nhất thời có chút hoảng loạn. Nhưng ngay sau đó, bọn họ lại bật cười thật lớn. Vương Nhất, anh không cần phô trương thanh thế đâu. Văn Đào nhìn Vương Nhất cười nói, nếu tôi đã hạ quyết tâm chuyện này thì tôi nhất định sẽ xử lý tốt hậu sự. Những người còn lại của nhà họ Văn đều đã trốn hết rồi, người nhà họ Tiết cũng vậy. Chờ cho đến khi mọi chuyện êm xuôi mới trở lại, anh dựa vào cái gì để tiêu diệt chúng tôi? Người đáng chết nhất chính là anh. Văn Đào ngông cuồng bật cười. Lúc này, Tiết Khôi và Tiết Cẩm Tiên cũng bước đến cạnh Lý Mộng Đình, không ngừng tát mạnh vào mặt cô ta. Con đàn bà đê tiện, vốn dĩ nhìn thấy cô đẹp nên muốn chơi đùa với cô một lát, không ngờ cô lại cao ngạo đến vậy. Chờ lát nữa sẽ cho cô biết sự lợi hại của chúng tôi. Lý Mộng Đình bị đánh nên liên tục thét chói tai. Được rồi, đã nói nhiều như vậy, màn kịch chính cũng nên bắt đầu rồi. Nhớ lời tôi nói, tuyệt đối đừng ngắt video, nếu không cô ta sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Văn Đào bật cười, bắt đầu cố định camera, nhắm thẳng vào Lý Mộng Đình. Đột nhiên, anh ta nhìn về phía Văn Bội Cầm đang tràn ngập đau đớn. Văn Đào lại bước đến, nghiêm túc nói, chỉ cần bà nói cho tôi biết gia sản của nhà họ Văn ở đâu thì tôi sẽ bỏ qua cho người đàn bà này. Văn Bội Cầm không nói nên lời, chỉ có thể âm thầm rơi lệ. Văn Đào đợi một lúc lâu, khi thấy Văn Bội Cầm vẫn không nghĩ ra thì lập tức nhìn về phía Tiết Khôi. Bắt đầu đi. Dừng tay. Đồng tử của Vương Nhất co rụt lại, vội vàng hét bảo dừng lại. Nhưng mà mọi chuyện vẫn quá muộn màng. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết đau đớn của Lý Mộng Đình phát ra từ trong điện thoại di động. Khóe mắt Vương Nhất muốn nứt ra, hai mắt trở nên đỏ tươi. Không biết đã qua bao lâu, Văn Đào và Tiết Khôi lại bước đến trước ống kính. Lý Mộng Đình với mái tóc rối bù nằm ở một bên, dường như đã ngất xỉu. Khắp người đều phủ đầy vết thương, toàn thân giống như bị co rút, không ngừng run rẩy. Văn Đào bật cười thành tiếng, đây chỉ là vòng đầu tiên thôi. Nếu như mẹ tôi vẫn không nhớ được gia sản của nhà họ Văn ở đâu thì có lẽ cô ta sẽ chết ngay tại đây. Vương Nhất trầm giọng nói, Văn Đào, xem như tôi cầu xin anh. Hãy buông tha cho cô ấy đi, cô ấy vô tội mà. Văn Đào tỏ vẻ rất ngạc nhiên, anh vừa nói cái gì? Lặp lại một lần nữa. Vương Nhất không chút do dự lặp lại, tôi cầu xin anh. Ha ha ha. Văn Đào điên cuồng cười không ngừng, Vương Nhất à Vương Nhất, anh cũng có ngày phải hạ mình nhỏ giọng cầu xin tôi. Nếu anh đã cầu xin tôi như vậy thì làm sao tôi có thể dễ dàng thỏa mãn anh được? Tôi muốn anh tận mắt nhìn thấy em gái của mình chết trước mặt anh. Lấy dây nịt ra đến đây. Trong mắt Văn Đào thoáng lóe lên một tia hung dữ. Tiết Khôi cầm một sợi dây nịt ra đến, Tiết Cẩm Tiên lại xách theo một xô nước lạnh và tạt lên người Lý Mộng Đình. Rào. Một xô nước lạnh được dội xuống, trong nháy mắt Lý Mộng Đình lại tỉnh dậy, nằm co quắp trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy vì lạnh. Dừng tay. Vương Nhất cũng không thể chịu nổi nữa, anh giống lên một cách điên cuồng. Rầm. Đúng lúc này, Lãnh Nhan vội vội vàng vàng chạy vào, đã tìm được nhà họ Tiết và tàn dư của nhà họ Văn. Giết sạch toàn bộ. Vương Nhất khàn giọng nói. Vương Nhất theo bản năng nói xong, lập tức sửa lại lời nói, giết sạch toàn bộ tàn dư của nhà họ Văn, nhà họ Tiết thì giữ lại mạng của vài người. Lãnh Nhan chuyển lời tới Hạ Lãm. Ở bên kia điện thoại, ba người Văn Đào, Tiết Khôi, Tiết Cẩm Tiên nghe vậy thì cực kỳ kinh hoàng.
Văn Đào cảm thấy bất an, vội vàng gọi điện thoại cho những người còn lại của nhà họ Văn, kết quả mọi người vẫn đang yên ổn. Trong mắt Văn Đào chợt lóe lên một tia hung ác, vẻ mặt càng thêm dữ tợn. Vương Nhất, đến lúc này rồi mà anh còn dám lừa gạt tôi, người của nhà họ Văn đều đang sống tốt. Mạnh Khôi cũng gọi điện thoại đi, giọng nói của Tiết Nguyên nhanh chóng vang lên. Tiết Khôi cũng thở phào nhẹ nhõm, con mẹ nó, tiếp tục đi. Anh ta quyết định trút hết mọi giận dữ trong lòng lên người Lý Mộng Đình. Lúc này, Tiết Cẩm Tiên cũng bước tới, ánh mắt háo hức nói, anh cũng đã đánh nhiều như vậy rồi, để em cũng thử xem. Được. Tiết Cẩm Tiên cầm dây nịt ra lên, đi về phía Lý Mộng Đình với nụ cười giễu cợt trên môi. Lý Mộng Đình sợ tới mức không ngừng lùi về phía sau, cuối cùng thu mình vào một góc tường, vẻ mặt cực kỳ kinh hãi. Chờ đã. Văn Đào đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó cũng bước đến trước mặt Lý Mộng Đình, để cô ta nhìn thấy mặt của Vương Nhất trong video. Mộng Đình, vừa rồi cô nói Vương Nhất không cần lo cho cô, có phải thật không? Tôi sẽ cho cô thêm một cơ hội nữa, rốt cuộc có muốn anh ta quan tâm cô không? Nhìn Vương Nhất đang ở gần trong gang tấc trên màn hình, ánh mắt của Lý Mộng Đình lập tức trở nên đờ đẫn. Sau một hồi im lặng, cô ta vẫn không nhịn được mà rơi lệ. Xin lỗi, Vương Nhất, em không chịu nổi nữa, anh mau tới cứu em. Ha ha ha. Câu nói của Lý Mộng Đình khiến Văn Đào bật cười thành tiếng. Thấy chưa, khi đối mặt với sợ hãi, không người nào có thể chịu đựng một mình cả. Trước đây, khi tôi một mình đối mặt với sợ hãi, có ai đã từng giúp tôi chứ? Biểu tình của Văn Đào đột nhiên trở nên dữ tợn, anh ta nhìn về phía Vương Nhất, nhìn về phía Lý Mộng Đình, thậm chí nhìn cả Văn Bội Cầm. Gương mặt của Vương Nhất vẫn không chút thay đổi, nói, người đánh gãy chân của anh là anh trai ngoài giá thú tên Văn Thái kia, không phải chúng tôi. Tôi biết là do Văn Thái. Văn Đào gầm lên, nhưng hiện tại anh ta đã chết, tôi cũng muốn người khác thử nếm trải qua cảm giác như vậy. Vẻ mặt Vương Nhất lạnh lùng, xem ra anh đã hết cứu chữa được rồi. Văn Đào không quan tâm, anh ta vẫn nhìn Văn Bội Cầm ở bên cạnh, mẹ yêu quý của tôi, mẹ đã nhớ ra chưa? Gia sản của nhà họ Văn đến tột cùng đang ở đâu? Lúc này, biểu tình trên khuôn mặt của Văn Bội Cầm đã trở nên đờ đẫn, nước mắt khô cạn, trong mắt căn bản không còn tiêu cự. Văn Đào cười nói, nếu đã như vậy thì cứ tiếp tục đi. Văn Đào tránh sang một bên, trên mặt Tiết Cẩm Tiên nở một nụ cười dữ tợn, chuẩn bị quất dây nịt ra xuống. Nhưng ngay sau đó, Vương Nhất lại đột nhiên lên tiếng, sao bây giờ các người không thử gọi điện thoại qua xem người nhà của các người còn ở đó hay không? Hả? Lúc này, Văn Đào mới kinh ngạc phát hiện ra Vương Nhất đã không còn ở trong khách sạn mà đang ở trong xe, dường như đang muốn đi đâu đó. Sắc mặt Văn Đào đột nhiên cứng đờ, vội vàng gọi điện thoại. Nhưng lần này chỉ nghe thấy tiếng bíp bíp của chế độ chờ. Văn Đào cúp máy, tiếp tục gọi lại. Vẫn không có người nào nhấc máy. Bùm! Nhất thời, đầu óc Văn Đào như muốn nổ tung, sắc mặt trở nên tái nhợt. Anh ta trừng mắt nhìn Vương Nhất. Anh đã làm gì người nhà họ Văn của tôi? Trên mặt Vương Nhất mỉm cười lạnh lùng, anh đoán xem. Trong lòng Tiết Khôi cảm thấy hốt hoảng, cũng bắt đầu gọi điện thoại đi. Vậy mà lại có người bắt máy, nhưng những gì truyền đến tai anh ta chỉ là một tràng tiếng kêu la thảm thiết và những tiếng súng trầm thấp. Đùng đùng, thình thịch, cũng có một vài tiếng kêu thảm thiết rồi đột nhiên im bặt. Ông nội, ba, mẹ, mọi người bị sao vậy? Tiết Khôi và Tiết Cẩm Tiên tái mặt vì hoảng sợ, vội vàng hét lên. Nhưng không có người nào đáp lại họ. Vương Nhất. Vào giờ khắc này, Văn Đào, Tiết Khôi và Tiết Cẩm Tiên đều nhìn Vương Nhất với vẻ mặt đầy căm hận. Vương Nhất cũng không đáp lại bọn họ mà chỉ nhìn về phía trước. Rầm. Bọn họ nghe được tiếng đóng cửa xe. Ngay sau đó, giọng nói cung kính của Hạ Lãm vang lên. Ngài Vương, dựa theo sự phân phó của ngài. Tất cả tàn dư của nhà họ Văn đều đã chết hết. Mọi người trong nhà họ Tiết đã bị chế phục, nhưng chúng tôi chưa xuống tay. Vương Nhất gật đầu, được. Nghe cuộc đối thoại lần này, cho dù là Văn Đào hay Tiết Khôi, Tiết Cẩm Tiên đều ngẩn cả người. Sau đó, Vương Nhất liếc nhìn ống kính, tôi đã nói nếu các người dám bắt dì Văn và Mộng Đình thì tôi nhất định sẽ bắt cả nhà các người phải chôn cùng. Nói xong, anh xoay ống kính lại, phơi bày hiện trường trước mặt cho Văn Đào thấy. Chỉ nhìn thoáng qua, đôi mắt Văn Đào lập tức đỏ lên. Vương Nhất. Ngay sau đó, anh ta phát ra tiếng gầm thét giận dữ. Vương Nhất cười nhạt, tiếp tục chuyển ống kính quay về phía người của nhà họ Tiết.
Ba! Ba! Tiết Khôi và Tiết Cẩm Tiên đồng thời hét lớn. Trong máy quay, Tiết Nguyên và Tiết Lan đang quỳ trên mặt đất, khuôn mặt tràn ngập sự kinh hoàng. Con trai, con đang ở đâu, mau tới cứu ba. Nếu con không đến thì chúng ta sẽ chết đó. Tiết Nguyên và Tiết Lan liên tục cầu xin. Tiết Khôi và Tiết Cẩm Tiên nhất thời hoảng sợ, nhìn về phía Vương Nhất đầy hung dữ, mau thả ba mẹ của tôi ra. Vương Nhất thản nhiên nói, bây giờ đã biết sai rồi sao? Đã quá muộn. Sắc mặt của Tiết Khôi và Tiết Cẩm Tiên đột nhiên xám xịt như cho tàn. Vương Nhất lại nói, đương nhiên, chỉ cần các người nói rõ vị trí hiện tại thì tôi có thể cân nhắc thả bọn họ đi. Tôi nói, đừng làm tổn thương ba mẹ tôi. Tiết Cẩm Tiên là người đầu tiên biết sợ hãi, vội vàng cầu xin tha thứ. Vừa dứt lời, Tiết Cẩm Tiên đã bị Văn Đào dùng gậy đánh ngã xuống đất. Mày dám nói. Anh ta nhìn Tiết Cẩm Tiên với vẻ mặt dữ tợn. Cậu Văn, chúng ta cũng chỉ là một gia tộc nhỏ, không thể không có ba mẹ. Tiết Cẩm Tiên bật khóc thành tiếng. Tiết Khôi cũng hơi do dự, đúng vậy, cậu Văn. Được rồi, vậy các người nói đi. Văn Đào lại ngồi xuống chiếc ghế mây một lần nữa. Cảm ơn cậu Văn. Khuôn mặt Tiết Cẩm Tiên tràn đầy sự cảm kích, sau đó nói, ở núi Giang Nguyên. Đoàng. Còn chưa nói hết câu thì Tiết Cẩm Tiên đã không còn nói được nữa. Bên trong nhà kho trống rỗng đột nhiên vang lên một tiếng súng đinh tai nhức óc. Hai mắt Tiết Cẩm Tiên trở nên đờ đẫn, mềm nhũn ngã xuống. A! À, nhìn thấy Tiết Cẩm Tiên chết thảm, sắc mặt Lý Mộng Đình và Tiết Khôi càng thêm tái nhợt vì sợ hãi. Vương Nhất cũng không ngờ Văn Đào thật sự sẽ nổ súng bắn chết Tiết Cẩm Tiên, anh cũng hơi sửng sốt. Văn Bội Cầm càng trợn to hai mắt, nhìn cảnh tượng này mà không thể tin được. Còn muốn nói nữa không? Văn Đào liếc nhìn Lý Mộng Đình và Tiết Khôi một cách vô cảm. Tiết Khôi lập tức im bặt không dám nói. Cảnh tượng nổ súng thật sự đã ca một trên thích Văn Bội Cầm. Đồng tử của bà ta đột ngột co lại. Rồi sau đó, trong miệng bà ta vùng vẫy kịch liệt tiếng R3N gì ư ư phát ra không ngừng từ miệng bà ta. Văn Đào dường như cảm nhận được điều gì đó, anh ta xé miếng băng dán trên miệng bà ta, mẹ nhớ ra rồi sao? Mẹ nhớ ra rồi. Văn Bội Cầm vội vàng nói, gia sản của nhà họ Văn ở trên núi Giang Nguyên. Câu nói của Văn Bội Cầm khiến Văn Đào lập tức ngẩn người. Núi Giang Nguyên, chẳng phải đang ở gần đây sao? Ánh mắt của Vương Nhất cũng nghiêm lại. Tài sản của nhà họ Văn là thứ mà Văn Đào, Tiết Khôi cùng với toàn bộ nhà họ Tiết đang âm mưu muốn chiếm được. Nhưng anh ta có thể chắc chắn rằng bất cứ tài sản nào của nhà họ Văn cũng đều đã bị Văn Bội Cầm quyên cho cơ quan từ thiện. Cho nên, tài sản này không phải là tiền. Chỉ là ngay cả Văn Đào hay nhà họ Tiết dường như cũng đều không biết bí mật này. Văn Đào kịp thời phản ứng lại, đột nhiên nổi giận đùng đùng, bà đừng hòng gạt tôi. Văn Bội Cầm nôn nóng, mẹ không gạt con. Văn Đào, như vậy không phải chuyện tốt gì cả, con mau chóng thu tay lại và đi tự thú đi. Tự thú cái rắm. Văn Đào dán lại băng keo lên miệng Văn Bội Cầm. Đồng thời liếc nhìn Vương Nhất, anh cũng may mắn lắm, kịch hay sẽ hạ màn tại đây, nếu có năng lực thì cứ đến bắt tôi đi. Nói xong, anh ta lập tức cúp điện thoại. Núi Giang Nguyên. Vương Nhất suy tư một lúc lâu. Địa chỉ mà Tiết Cẩm Tiên nói ra mặc dù có chút mơ hồ. Nhưng từ đoạn video vừa rồi, Vương Nhất đã biết được bọn họ đang ở trong một nhà kho chứa khí thải. Rất dễ tìm thấy nhà kho khí thải ở gần núi Giang Nguyên. Anh lập tức nói với Lãnh Nhan, đừng để ý đến nhà họ Tiết nữa, cứ để bọn họ lưu lạc đầu đường đi, không cần phải đuổi cùng giết tận, chúng ta đi tới núi Giang Nguyên. Ở bên kia, Văn Đào chống gậy đứng dậy, dặn dò Tiết Khôi, giấu hai người bọn họ vào trong xe, sau đó anh đi cùng tôi đến núi Giang Nguyên tìm gia sản. Tiết Khôi còn đang suy nghĩ về người nhà mình, cậu Văn, ba mẹ tôi vẫn đang gặp nguy hiểm. Văn Đào vỗ vỗ một cái, đã là lúc nào rồi mà anh còn lo lắng chuyện không đâu. Nơi này không tiện ở lâu, rời khỏi đây cùng tôi. Thấy Tiết Khôi không chịu nhúc nhích, trong mắt Văn Đào thoáng lóe lên một tia sắc bén, nhưng anh ta vẫn nói, Khôi, anh nghĩ xem, nếu như anh lấy được gia sản của nhà họ Văn thì anh muốn thế nào mà chẳng được. Còn cần gì dựa vào ba mẹ mình nữa. Tiết Khôi hơi bị thuyết phục. Văn Đào nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, hơn nữa bây giờ anh muốn rút lui cũng đã quá muộn rồi. Anh và tôi chính là đồng phạm, một khi mọi chuyện bại lộ thì anh cũng chỉ có thể ngồi chờ vào tù thôi. Bây giờ chỉ còn cách gia sản của nhà họ Văn một bước nữa. Rút lui hay tiến lên tùy thuộc vào sự lựa chọn của anh.
Tiết Khôi nghe vậy thì trên mặt cũng lộ vẻ khó xử, được rồi, tôi sẽ làm. Nói xong, anh ta giặt Lý Mộng Đình vào hàng ghế sau của xe, vì cần phải hỏi Văn Bội Cầm địa chỉ cụ thể ở núi Giang Nguyên nên họ sắp xếp bà ta ngồi ở ghế phó lái. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Văn Đào thoáng hiện lên một tia sắc lạnh. Ngu xuẩn! Tôi mới là người thừa kế chính thống của gia sản nhà họ Văn, tôi còn cần phải chia cho anh sao? Văn Đào âm thầm lấy một khẩu súng lục ra và nạp đạn vào nó. 10 phút sau khi họ rời đi, Vương Nhất và Lãnh Nhan cũng chạy đến kho hàng bỏ hoang. Nhìn thấy bên trong không một bóng người, Vương Nhất thở dài nói, vẫn đến trễ một bước. Đi núi Giang Nguyên. Vương Nhất lại nói với Lãnh Nhan. Hai người lái xe lên đường núi. Vì không muốn bứt dây động rừng, Vương Nhất và Lãnh Nhan lái xe đến giữa sườn núi rồi chọn cách đi bộ lên trên. Cùng lúc đó, Văn Đào, Tiết Khôi và Văn Bội Cầm cũng đã đến đỉnh núi Giang Nguyên. Văn Đào chống gậy nên đi lại khó khăn trên con đường núi gập ghềnh hiểm trở. Hai tay Văn Bội Cầm cũng bị trói, tốc độ của ba người rất chậm. Vương Nhất và Lãnh Nhan dễ dàng theo dõi. Tuy nhiên bọn họ cũng không lộ diện. Họ cũng muốn biết cái gọi là gia sản của nhà họ Văn là gì. Vị trí chính xác ở đâu? Văn Đào hung dữ nhìn Văn Bội Cầm hỏi. Văn Bội Cầm dường như không thể nhớ rõ nên vẫn luôn cau mày. Văn Đào cảm thấy hơi mơ hồ, càng ngày càng hoảng loạn, nói chuyện đi, không lẽ bà đang đùa với tôi sao? Văn Bội Cầm lắc đầu, chính là ở chỗ này, ở gần đây thôi. Văn Đào nửa tin nửa ngờ nhìn Văn Bội Cầm, nhưng chuyện đã tới nước này, anh ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Anh ta liếc nhìn Tiết Khôi, Tiết Khôi đành phải cầm sẻng lên và bắt đầu xúc đất. Văn Đào đứng một bên quan sát, đồng thời nói với Văn Bội Cầm, nếu như không có ở đây thì tôi sẽ chôn sống bà đấy. Văn Bội Cầm sợ tới mức không dám nói lời nào, chỉ đành ngã ngồi dưới gốc cây. Không biết vì sao khi nhìn thấy Tiết Khôi xúc đất, trái tim của Văn Đào lại đập mạnh thình thịch. Không có cách nào để ngừng nỗi hoảng sợ lại. Núi Giang Nguyên được xem là một trong những danh lam thắng cảnh ở Giang Thành, thỉnh thoảng sẽ có người đam mê leo núi đến leo núi, nếu như bị bắt gặp thì chẳng phải sẽ bại lộ sao. Văn Đào chỉ muốn lấy được gia sản nhà họ Văn, không muốn lấy mạng ai cả. Nhanh lên, Văn Đào lên tiếng thúc giục. Tiết Khôi đã đào rất chăm chỉ. Có nhiều hố sâu nhanh chóng bị anh ta đào ra. Nhưng vẫn không thấy dấu vết của gia sản nhà họ Văn đâu. Văn Đào tức giận bước đến trước mặt Văn Bội Cầm, bà đang cố tình gạt tôi đúng không? Nơi này không có bất kỳ thứ gì cả. Văn Bội Cầm lắc đầu nói, chính là chỗ này, cứ tiếp tục đào là được. Đó là một chiếc hộp gỗ nhỏ. Lúc còn trẻ, khi Cung Hiển vừa mới sáng lập nhà họ Văn đồng thời cũng là một tín đồ sùng đạo, cho nên ông ấy đã bỏ ra rất nhiều tiền để thỉnh một đạo sĩ. Văn Bội Cầm nói ra bí mật thứ nhất của nhà họ Văn, mẹ không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ biết rằng nơi chôn giấu này đã tồn tại cả một thế hệ. Văn Đào đành phải để cho Tiết Khôi tiếp tục đào. Tiết Khôi cảm thấy rất mệt mỏi, khi đang định nghỉ ngơi thì cái sẻng trong tay đập vào thứ gì đó và phát ra tiếng động như mọi người mong muốn. Mặc dù rất nhỏ, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy. Văn Đào và Văn Bội Cầm cũng bước tới. Vương Nhất và Lãnh Nhan cũng ngẩng đầu nhìn lên. Tiết Khôi giống như được bơm máu gà, dùng sức đào mạnh, ngay sau đó, anh ta đã đào được một chiếc hộp gỗ phủ đầy bụi bẩn. Văn Bội Cầm kích động nói, đúng rồi, chính là cái này. Trên mặt Văn Đào hiện lên một nụ cười tươi như chút được gánh nặng. Tiết Khôi càng thêm phấn kích mà tự lẩm bẩm, hộp gỗ này sẽ chứa cái gì đây? Sổ tiết kiệm, cổ phần của nhà họ Văn. Đoàng. Đột nhiên, tiếng súng vang lên. Lần này, Văn Đào đã lắp thêm bộ giảm thanh. Sau đầu của Tiết Khôi bị thủng một lỗ máu, mềm nhũn ngã xuống. Văn Đào cất khẩu súng lục đi, bật cười lạnh lùng, vất vả cho anh rồi, đã đào nhiều cái hố như vậy, đúng lúc có thể chôn anh xuống đó. Nói xong, Văn Đào đẩy thi thể của Tiết Khôi xuống hố sâu và bắt đầu chôn cất. Văn Bội Cầm ở bên cạnh vô cùng sợ hãi. Cố gắng hết sức để bịt miệng mình lại, ngăn cản tiếng hét của bản thân. Sau khi chôn xong, anh ta hứng thú vội vàng mở hộp gỗ kia ra. Nhưng sau khi mở nó ra, anh ta lập tức trợn tròn hai mắt. Không phải sổ tiết kiệm hay hợp đồng cổ phần công ty. Chỉ có một tờ giấy. Văn Đào mở ra xem, sau đó đặt mông sụi lơ trên mặt đất. Cái này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khuôn mặt của Văn Đào trở nên nhăn nhó. Giống lên đầy giận dữ với Văn Bội Cầm. Chỉ thấy tờ giấy trong tay anh ta viết ba câu nói.
tất cả đều là lời tiên đoán dành cho nhà họ Văn. Điều thứ nhất, song long hí châu. Dự đoán Văn Cung Hiển sẽ có hai đứa con trai trong tương lai. Điều thứ hai, hai hổ tranh chấp. Biểu thị hai đứa con trai của Văn Cung Hiển sẽ chém giết lẫn nhau. Điều thứ ba, họa phúc tương y. Chỉ ra rằng sau này nhà họ Văn nếu không một bước lên trời thì sẽ rơi xuống địa ngục. Vẻ mặt Văn Bội Cầm bình tĩnh, ba lời tiên đoán này chính là ba lời khuyên nhủ mà đạo sĩ kia đã dành tặng cho ba con, cũng chính là gia sản quý giá nhất của nhà họ Văn. Nghe Văn Bội Cầm nói thế, Văn Đào lập tức sững người và nhìn bà ta với ánh mắt đầy nghi hoặc. Bà, nói cái gì? Đây chính là di sản của nhà họ Văn sao? Một tiếng rầm vang lên, Văn Đào vứt chiếc hộ gỗ trong tay xuống rồi tiến dần về phía Văn Bội Cầm. Khuôn mặt anh ta đờ đẫn, gần như gớm ghiếc khiến Văn Bội Cầm sợ hãi. Bà ta vừa lùi về sau vừa nói, con không nghe nhầm đâu, đây chính là di sản của nhà họ Văn. Đây là ba cuộn giấy ghi chép lại những thăng trầm huy hoàng của nhà họ Văn, chẳng lẽ không đáng được trân quý sao? Nhưng vô dụng. Vẻ mặt Văn Đào hơi dữ tợn, thậm chí có chút sát khí, đây không phải là gia sản nhà họ Văn mà tôi muốn. Bỗng nhiên, Văn Bội Cầm khóc lớn, trên mặt bà ta đầy nước mắt, Văn Đào, con tỉnh đi, nhà họ Văn đã diệt vong, toàn bộ tiền tài đều quyên cho các tổ chức từ thiện rồi, căn bản không có di sản của nhà họ Văn gì cả. Cái mà con cho là di sản của nhà họ Văn, với cha con, Văn Nam Thành mà nói chỉ là sự giàu có thôi. Không, bà lừa tôi, nhất định là bà đang lừa tôi. Di sản của nhà họ Văn chắc chắn đang được giấu ở nơi khác, bà chỉ không muốn nói cho tôi biết thôi đúng không? Đồ tiện nhân này. Vẻ mặt của Văn Đào bỗng chốc trở nên gớm ghiếc, anh ta vung tay tóm chặt lấy cổ Văn Bội Cầm. Mau nói cho tôi di sản thật sự của nhà họ Văn đang ở đâu. Nếu không tôi sẽ giết bà. Văn Bội Cầm dùng sức nắm lấy cánh tay của Văn Đào, bà không ngừng lắc đầu, khó khăn phun ra một câu. Điên rồi, con đúng là, điên rồi. Không nói phải không, vậy thì bà đi chết đi. Văn Đào siết chặt hai tay, lực giãy giụa của Văn Bội Cầm lập tức giảm xuống. Bà ta nhìn Văn Đào với ánh mắt kinh hoàng và tuyệt vọng. Người đích thân giết bà ta lại là con ruột của bà. Bốp! Bỗng nhiên, một hòn đá bắn tới đập thẳng vào cơ thể Văn Đào. Máu tươi tuôn ra, cả người Văn Đào run lên rồi ngã ra sau. Văn Bội Cầm cũng được giải thoát. Ai, ai ở đó? Văn Đào khó khăn bò dậy, anh ta hung tợn nhìn xung quanh. Ở cách đó không xa, một nam một nữ xuất hiện. Sau khi nhìn ra khuôn mặt của họ, Văn Đào lập tức biến sắc. Vương Nhất! Văn Đào không hiểu, sao Vương Nhất có thể đuổi kịp đến đây? Hơn nữa có vẻ họ đã bám theo bọn hắn từ rất lâu rồi. Thấy tôi thì ngạc nhiên lắm sao? Vương Nhất bình thản nói, tay anh còn đang nghịch mấy viên đá. Phút phút, lời vừa dứt, mấy viên đá liền bê ắn ra. Tốc độ nhanh như chớp, trong phút chốc bắn lên vai trái, vai phải và đầu gối trên cái chân lành lặn còn lại của anh ta. A, à, cơn đau dữ dội khiến anh ta đau đớn kêu lên. Văn Bội Cầm chứng kiến tất cả, tuy đau lòng nhưng bà ta vẫn không cầu xin Vương Nhất tha cho Văn Đào. Vừa rồi anh ta đã định di ba tê chết mẹ mình đấy. Nếu tính cả cái chân đã bị Văn Thái đánh gãy từ nhiều năm trước thì toàn bộ tứ chi của Văn Đào đã bị hủy, anh ta nằm sóng xoài trên mặt đất như một phế nhân. Đau lắm sao? Vương Nhất tiến đến trước mắt Văn Đào, trịch thượng nhìn anh ta. Từ khi anh quyết định cấu kết với nhà họ Tiết, bắt cóc dì Văn và Mộng Đình thì đời anh đã xác định rồi. Ánh mắt của Vương Nhất rất bình thản, như đang nói về một chuyện bình thường vậy. Tuy tứ chi đã bị hủy nhưng Văn Đào vẫn nở một nụ cười vặn vẹo, anh ta nhìn chằm chằm Vương Nhất, Vương Nhất, sao anh cứ chắn đường tôi hết lần này tới lần khác vậy? Nếu người khác cũng đối xử với tôi như thế thì chẳng lẽ tôi không được phép báo thù sao? Vương Nhất lắc đầu, không phải là tôi đang cản đường anh, mà là anh không tự buông tha cho bản thân. Còn về cái gọi là di sản của nhà họ Văn, tôi lại nghĩ nó khá có giá trị đấy chứ. Vương Nhất cầm tờ giấy lên, anh đọc nội dung bên trên rồi cười. Dự đoán quả nhiên không sai, đặc biệt là tờ cuối cùng. Nhà họ Văn vốn đã có cơ hội một bước lên trời, nhưng đáng tiếc, vì sự ngu ngốc của bản thân mà lãng phí cơ hội. Văn Bội Cầm đứng cạnh nghe thế liền biết rằng Vương Nhất đang nói tới hôn sự của Văn Thái và Lý Mộng Đình. Cuộc hôn nhân của họ là nguyên nhân dẫn tới sự diệt vong của nhà họ Văn. Vốn dĩ, khi Lý Mộng Đình gả vào nhà họ Văn, Vương Nhất đã định ra tay giúp nhà họ Văn quật khởi. Kết quả là Lý Mộng Đình lại bị Văn Thái bạo lực gia đình.
nhà họ Văn chỉ muốn lợi dụng Lý Mộng Đình để tiến vào thị trường Thiên An thôi. Đây là chuyện khiến Vương Nhất không thể nhịn nổi. Vì vậy, nhà họ Văn đã diệt vong. Nhìn như Vương Nhất là thủ phạm, nhưng thực chất bọn họ mới là người tự tay hủy hết tất cả. Tuy Văn Đào biết chuyện này nhưng anh ta không bình luận. Anh ta biết việc sai lầm nhất mà người anh trai ngoài giá thú kia đã làm chính là cưới Lý Mộng Đình. Chủ đề cũng dừng ở đây. Văn Đào run run nói, bây giờ cả tay chân của tôi đều bị anh hủy rồi, anh còn định làm gì nữa? Giết tôi, tha cho tôi. Vương Nhất nhàn nhạt nói, tôi đã tha cho nhà họ Văn vô số lần rồi, nhưng chính các người không biết quý trọng và cứ đối địch với tôi nên mới có kết cục thế này. Anh nhất định phải chết. Nghe thế, Văn Bội Cầm đứng cạnh trầm mặc xoay người đi. Dù Văn Đào là kẻ đã muốn giết mẹ mình nhưng Văn Bội Cầm vẫn không nỡ nhìn con trai mình bị giết. Lúc này, Văn Đào lại bật cười, giết tôi thì có tác dụng gì chứ? Dù sao đến cuối cùng, anh cũng phải xuống địa ngục với tôi thôi. Không chỉ anh, mà cả vợ anh, con gái anh, và tất cả những người liên quan tới anh đều phải xuống địa ngục cùng tôi. Tôi đi trước thì có hại gì chứ? Ha 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 ha. Cuối cùng, Văn Đào điên cuồng cười lớn. Ánh mắt Vương Nhất lóe lên. Anh có ý gì? Loại nụ cười điên cuồng này quả thực khiến Vương Nhất cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Văn Đào nhìn Vương Nhất và cười lạnh. Vương Nhất ơi Vương Nhất à, anh tưởng hiện giờ anh đã an toàn rồi sao? Anh vĩnh viễn không biết ai mới là kẻ thù thực sự của anh và người đó đáng sợ tới mức nào đâu. Nói vậy thì anh biết sao? Ánh mắt Vương Nhất lóe lên một tia hàn ý. Không chỉ Văn Đào nói điều này, quản gia nhà họ Đồng cũng từng nói những câu tương tự. Phục khích hơn 30 năm mà vẫn chỉ là một quân cờ. Đằng sau vẫn còn một thiên la địa võng, chỉ là Vương Nhất vẫn chưa phát hiện ra thôi. Nói cho anh thì sao? Trên mặt Văn Đào lộ ra chút giễu cợt. Anh ta phải khiến Vương Nhất biết kẻ địch của mình mạnh đến mức nào. Kẻ thù của anh là... Văn Đào sắp mới miệng nói ra rồi. Phút. Bỗng nhiên, một tiếng xé gió vang lên từ cách đó không xa. Dù là Vương Nhất hay Lãnh Nhan đều biến sắc. Vì bọn họ cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại. Ít nhất thì Lãnh Nhan phải vật vã một thời gian. Vương Nhất tựa hồ nghĩ ra gì đó, anh vội nói với Lãnh Nhan, nhanh bảo vệ hắn ta. Nhưng đã quá muộn. Bốp. Một hòn đá bắn lên đầu Văn Đào, anh ta chết ngay tại chỗ. Bùm. Ngay sau đó, cả người Vương Nhất toát ra một cổ sát khí cực độ. Anh tức giận quay người. Xuyên qua những bóng cây, anh nhìn thấy một bóng đen đang lạnh lùng đứng đó. Vương Nhất chỉ mới nhìn vào đôi mắt kia một cái mà cả người liền cảm thấy lạnh toát. Đó là một đôi mắt thế nào? Đầy tử khí. Như thể mọi thất tình lục dục đều bị hủy. Lãnh Nhan cũng phát hiện ra người đó, cô ta hét lên theo bản năng, thiếu chủ cẩn thận. Ngay sau đó, cô ta biến mất tại chỗ. Đừng đuổi theo. Vương Nhất vừa hét lên thì Lãnh Nhan đã đuổi theo. Bóng người đó cũng lập tức biến mất. Chết tiệt. Vương Nhất nghiến răng rồi quay đầu nói với Văn Bội Cầm, dì Văn, phiền dì cứu Mộng Đình ra, tôi sẽ quay về ngay. Văn Bội Cầm kinh ngạc rất đầu, bà ta không để ý tới cái chết của Văn Đào nữa mà nhanh chóng chạy xuống núi. Lúc này, sâu trong núi Giang Nguyên, hai bóng người đang truy đuổi với tốc độ cực nhanh. Tốc độ của Lãnh Nhan đã đến cực điểm nhưng vẫn không thể đuổi kịp bóng người kia. Bỗng nhiên, bóng người kia không chạy nữa mà lạnh lùng quay đầu nhìn cô. Trong phút chốc, Lãnh Nhan giật mình, cô ta không dám lơ là mà siết chặt con dao trong tay. Rồi sau đó, cô ta dùng toàn bộ sức lực đâm về phía bóng người kia. Nhưng bóng đen đang mặc một chiếc áo choàng đen kia chỉ cần vươn tay đã búng được vào con dao găm của Lãnh Nhan. Keng! Ngón tay và dao găm va chạm. Hai người tiếp xúc mới nhau, bỗng nhiên, từ điểm giao nhiên của hai người, một cơn gió mạnh nổi lên từ tứ phía. Dao găm của Lãnh Nhan cũng gãy nát. Lúc này, sắc mặt Lãnh Nhan cũng trắng bệch. Vừa nãy, cô ta đã dùng toàn lực để công kích, thế mà đối phương chỉ cần dùng một ngón tay đã có thể hóa giải được đòn công của cô ta. Chứng tỏ thực lực của đối phương hơn cô ta rất nhiều. Anh rốt cuộc là ai? Nhưng Lãnh Nhan nhanh chóng bình tĩnh lại, cô ta lạnh lùng hỏi. Bóng đen không đáp, chỉ nhún một cái, cả người lập tức xuất hiện trên đầu Lãnh Nhan. Phụt phụt phụt, chiếc áo choàng trên lưng anh ta trải rộng ra trông giống như một con rơi đen tối và hung dữ đang dang rộng đôi cánh. Hai mắt Lãnh Nhan bỗng co lại, cô ta kinh ngạc kêu lên, là anh. Dáng vẻ này, cô ta quá quen rồi. Lúc trước, tại đại viện của nhà họ Tống,
khi cô ta định giết Lý Tinh Sở thì hắn ta lại được một người đàn ông y hệt thế này cứu sống. Đó chính là người đàn ông trước mặt. Người đàn ông rơi đã xuất hiện trên đầu cô ta, đôi mắt lạnh lùng kia nhìn chằm chằm vào cô. Dưới ánh mắt như vậy, thế mà Lãnh Nhan lại không thể bùng lên đấu trí. Thực lực của hai người quá khác biệt. Nhưng cô ta không thể ngồi yên trước tình huống này. Lãnh Nhan nghiến răng, cô ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng nắm đấm. Người rơi biến nắm tay thành móng vuốt rồi tóm lấy Lãnh Nhan. Xoẹt! Lưng Lãnh Nhan bị tóm lấy, áo khoác da bó sát màu đen biến thành từng mảnh văng tung tóe khắp bầu trời. Sau lưng Lãnh Nhan cũng biến thành bộ dạng huyết nhục mơ hồ, máu tươi tuôn ra như suối. Cô ta ngã khỏi cây và đập mạnh xuống đất. Người rơi cũng từ trên cao rơi xuống, xuất hiện bên cạnh Lãnh Nhan và lạnh lùng nhìn cô. Ánh mắt Lãnh Nhan kinh hãi tới cực điểm, cô ta không ngừng kéo cơ thể trọng thương của mình về phía sau. Trừ thiếu chủ ra, cô ta chưa từng gặp phải kẻ địch mạnh như vậy. Thử đọc truyện không quảng cáo tại Trùng Chu Yên, VN. Cô ta căn bản không có dũng khí để tiến lên đấu lần nữa. Lúc trước ở đại viện nhà họ Tống, một mặt thì người đó muốn dẫn Lý Tinh Sở, một mặt khác thì hắn ta muốn đi nên không đánh nghiêm túc. Hoặc lần này cũng không đánh nghiêm túc. Người rơi chỉ đánh một đòn đã có thể khiến Lãnh Nhan bỏ mạng. Nhưng anh ta lại không làm thế mà chỉ lạnh lùng nhìn Lãnh Nhan, sau đó rời đi. Ánh mắt cuối cùng khiến Lãnh Nhan cảm thấy rất kỳ lạ, như thể đang nhìn đồng loại. Lãnh Nhan! Lúc này, tiếng của Vương Nhất bỗng vang lên từ đằng sau. Vương Nhất chạy tới, nhìn thấy Lãnh Nhan đang không ngừng chảy máu, anh lập tức biến sắc. Cô sao thế? Vương Nhất quỳ xuống. Lãnh Nhan nghiến răng nói, thiếu chủ, người này chính là người đàn ông rơi mà chúng ta từng gặp ở đại viện nhà họ Kim, hắn rất mạnh. Vương Nhất lắc đầu, trước hết đừng nói chuyện này, chúng ta đi trước đã. Anh đỡ Lãnh Nhan dậy rồi liếc nhìn miệng vết thương trên lưng Lãnh Nhan. Bỗng hai mắt anh hơi lóe lên. Máu của Lãnh Nhan tuy đỏ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện màu máu hơn đỏ trầm. Lúc trước, khi Khương Nhã Mi bị bác U Hồn tấn công, máu chảy thành dòng. Màu máu cũng đỏ trầm thế này, nhưng chỉ không nhạt như Lãnh Nhan. Cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất, Lãnh Nhan tò mò hỏi, thiếu chủ sao thế ạ? Không có gì. Vương Nhất thu lại ánh mắt rồi nhàn nhạt nói. Vương Nhất đưa Lãnh Nhan xuống núi. Lúc Sơ Na Phi, Văn Bội Cầm đã cứu Lý Mộng Đình ra, hai người đang ôm nhau khóc. Nhìn thấy Vương Nhất, Lý Mộng Đình liền khóc sưng cả mắt. Vương Nhất, xin lỗi. Cô ta liên tục xin lỗi. Vương Nhất lắc đầu, có gì mà xin lỗi, mấy ngày này cô đừng đi làm nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hai tiếng bị bắt tới nhà kho bỏ hoang này là thời khắc đen tối nhất cuộc đời Lý Mộng Đình. Lý Mộng Đình cắn môi, cô ta lấy hết dũng khí nói với Vương Nhất. Anh hiểu nhầm rồi, tôi nói xin lỗi nghĩa là tôi đã không còn trong sạch nữa. Vương Nhất sững người, lúc này anh mới phát hiện Lý Mộng Đình đã khóc rất dữ, đến bây giờ mắt cô ta vẫn còn vương ánh lệ. Đặc biệt là khi nghĩ tới toàn bộ quá trình đều bị Vương Nhất chứng kiến, Lý Mộng Đình chỉ muốn chết đi. Vương Nhất bình tĩnh nói một câu, không sao. Thái độ bình thản như thế càng khiến Lý Mộng Đình muốn khóc hơn. Nhưng nghĩ lại, lần đầu của cô ta đã trao cho Văn Thái từ lâu rồi. Lúc đó đã cô ta không còn trong sạch, so với bây giờ thì khác gì chứ? Nghĩ thế, Lý Mộng Đình chỉ thầm thở dài. Về sau, mỗi khi đối mặt với Vương Nhất, cô ta càng thấy mình kém cỏi hơn. Sau khi đưa Lãnh Nhan về chỗ của cô ta để nghỉ ngơi, Vương Nhất liền rời đi. Anh vốn định giúp Lãnh Nhan băng bó như lại bị cô ta từ chối. Tối hôm đó, Vương Nhất gọi điện cho Hồng Phật. Thiếu chủ, từ giọng nói âm trầm của Vương Nhất. Hồng Phất có thể cảm nhận được tâm trạng của anh không tốt lắm. Vương Nhất nhàn nhạt hỏi, cô xuất thân từ tổ chức sát thủ nhỉ, những sát thủ trong tổ chức có những đặc điểm gì? Nhắc tới tổ chức sát thủ, có vẻ Hồng Phất hơi sợ hãi nhưng vẫn nhớ lại, U Hồn là một tổ chức khoa học thần bí, nhưng dưới trướng của nó lại có rất nhiều tổ chức sát thủ. Tôi và chị Lãnh Nhan đến từ cùng một tổ chức sát thủ. Nếu nói về đặc điểm của bọn họ thì rất nhiều sát thủ đã tiếp nhận thí nghiệm cải tạo để trở nên mạnh hơn. Thí nghiệm cải tạo. Nghe thế, Vương Nhất lập tức sững người rồi hỏi tiếp, nghĩa là sao? Loại tin tức kiểu này, dù là cơ quan tình báo quốc gia cũng khó mà tra ra được. Chỉ có những thành viên thật sự trong tổ chức mới biết. Hồng Phất tiếp tục nói, U Hồn cũng tính là kim chủ của rất nhiều tổ chức sát thủ. Tôi cũng không rõ lắm nhưng bọn họ đã tồn tại từ rất lâu rồi.
Vương Nhất lập tức hiểu ra. Thí nghiệm khoa học luôn cần rất nhiều tiền. Cũng có nghĩ, cái tổ chức u hồn mà anh hiểu chỉ là một góc của tảng băng. Cũng vì có tiền nên mới có thể thu nạp nhiều loại tổ chức sát thủ. Vương Nhất bỗng hỏi, vậy những sát thủ từng bị cải tạo có gì khác với người bình thường? Hồng Phất nghĩ một lúc rồi nói, nhìn chung vẫn là người, nhưng trong cơ thể bọn họ được trộn lẫn rất nhiều nguyên tố kim loại vi lượng nên màu máu có thể xem như hơi có màu gì xét, nhưng tôi cũng chưa từng tiếp nhận thí nghiệm cải tạo, thật sự rất đáng sợ. Sau khi cúp máy, Vương Nhất trầm mặc hồi lâu. Lãnh Nhan đã từng tiếp nhận cải tạo sao? Những ngày tiếp theo yên ả trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Vương Nhất lại hỏi Hồng Phất về chuyện của tổ chức sát thủ, cuối cùng trong đầu anh cũng đã hình thành ra một chuỗi sát suất sát thủ chủ yếu. Đầu tiên, họ chọn ra những đứa trẻ đủ tiêu chuẩn và đào tạo từ khi còn nhỏ. Đến khi chúng có thể tự mình nhận nhiệm vụ sẽ được đưa vào danh sách trong kho dữ liệu. Đẳng cấp thấp nhất của sát thủ là D, cao nhất là S. Cần phải chấp hành từng nhiệm vụ một để thăng cấp. Những cỗ máy giết người như Lãnh Nhan chỉ là thiếu số. Phần lớn sát thủ thăng được 2 cấp đã không tệ rồi. Mỗi sát thủ đều mơ ước được trở nên mạnh hơn. Họ tiếp nhận cải tạo, tuy hơi hại cơ thể nhưng sẽ mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Hồng Phất cũng nhắc tới một cụm từ. Người cải tạo. Họ chính là kết tinh của thí nghiệm khoa học của U Hồn. Phần lớn đều thất bại, nhưng cũng có những sản phẩm thành công. Sau khi thành công, U Hồn sẽ cấy một quả bom chip vào não của người cải tạo. Có 2 điều kiện để bom phát nổ. Một là tiết lộ bí mật của tổ chức. Hai là chết. Vương Nhất đã từng gặp 2 tên sát thủ. Sau khi chết, quả bom chip trong đầu họ liền phát nổ. Nếu ai không biết thì có khả năng sẽ bị kéo chết theo. Nghe tới đây, Vương Nhất càng chắc chắn rằng Lãnh Nhan đã từng tiếp nhận cải tạo. Nói thế nghĩa là có khả năng trong đầu cô ta cũng bị cấy bom chip. Sắc mặt Vương Nhất bỗng trở nên nghiêm trọng. Nếu thế thì phiền rồi. Sau khi biết tất cả mọi chuyện, thậm chí Vương Nhất còn nghi ngờ rằng, đến một ngày nào đó, Lãnh Nhan sẽ phản bội anh. Không được, phải tranh thủ thời gian tra thân phận của Lãnh Nhan. Vương Nhất tự nhủ, ủng hộ chính chủ vào ngay trơm duyệt, VN. Lãnh Nhan đã theo anh nhiều năm như vậy, anh chưa một lần nghi ngờ cô ta. Nhưng anh cũng không biết quá nhiều thông tin về Lãnh Nhan. Anh chỉ biết cô ta từng là sát thủ dưới trướng U Hồn và từng là sát thủ số một thế giới thôi. Ngay lúc này, Lý Mộng Đình bỗng gọi điện thoại tới. Vương Nhất, anh mau tới đây đi, ba tới rồi. Giọng Lý Mộng Đình hơi gấp gáp, còn có chút ngại ngùng. Ba tới rồi sao? Vương Nhất lập tức ngừng suy nghĩ về Lãnh Nhan mà vội vàng quay về chỗ của Lý Mộng Đình. Sau khi Văn Đào chết, Lý Mộng Đình liền đón Văn Bội Cầm về khách sạn của cô ta. Vương Nhất vừa bước vào thì thấy Lý Thiên Dương ngồi đối diện với Văn Bội Cầm, Văn Bội Cầm đang ngại ngùng nhìn ông ta. Ba. Vương Nhất cảm thấy sai sai nên lập tức lên tiếng. Vương Nhất vừa tới, bầu không khí ngượng ngùng liền biến mất. Lý Thiên Dương cười cười đứng dậy, Tiểu Nhất tới rồi à? Sao ba lại tới đây? Vương Nhất hỏi. Lý Mộng Đình thấp giọng nói bên tai Vương Nhất, hôm qua tôi nói với ba chuyện tái tổ chức gia đình, ba rất kích động. Hôm nay liền lấy danh nghĩa tới thăm tôi để đến đây, còn không thèm đi làm nữa. Sao Vương Nhất không hiểu ý của Lý Thiên Dương được? Anh cười cười, ba, dù ba có nhớ con gái thì cũng không thể cúp làm chứ. Lý Thiên Dương phất tay, ba đã giao hết việc công ty cho cấp dưới rồi, hôm này vừa hay có thể sang đây một chuyện. Nói xong, ông ta tiếp tục nhìn về phía Văn Bội Cầm, bà Văn, bà rất giống một người mà tôi từng thích. Hả? Những lời đường đột của Lý Thiên Dương khiến Văn Bội Cầm ngây người, hai má của bà đỏ lên. Vương Nhất và Lý Mộng Đình cũng trợn tròn mắt, không ngờ Lý Thiên Dương lại thẳng thắn như vậy. Ba kiềm chế chút đi. Lý Mộng Đình chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Ngược lại, Vương Nhất thì cười ha ha. Khí chất ôn nhu như nước của Văn Bội Cầm quả thật rất giống vợ trước của Lý Thiên Dương, cũng chính là mẹ ruột của Lý Khinh Hồng, Lý Hạ Lan. Văn Bội Cầm hoàn hồn, bà ta cười ngược, ông Lý, thật ra tôi không phải mang họ Văn, tôi họ Tiết. Ra là bà Tiết. Lý Thiên Dương tự nhiên sửa lại cách xưng hô. Thấy bầu không khí đã bình thường, Vương Nhất liền kéo Lý Mộng Đình ra ngoài. Để hai người lớn bọn họ tự xử đi, duyên đến thì sao cũng được. Vương Nhất và Lý Mộng Đình đều đến bộ phận trung tâm. Vừa vào văn phòng, Vương Nhất liền nhận được điện thoại từ Lý Khinh Hồng. Giọng của cô rất nghiêm túc.
Gần đây Giang Thành không còn yên bình nữa, có rất nhiều thế lực bên ngoài tiến vào Giang Thành, anh chú ý an toàn đấy. Vương Nhất nhìn chồng báo cáo dày cộp trên bàn, toàn bộ đều là về những thế lực ngoại bang tới Giang Thành. Đến cả Thiên An, nơi Lý Khinh Hồng đang ở cũng có thế lực bên ngoài xâm nhập chứ đừng nói chi là Giang Thành. Anh cười cười, anh mạnh thế này mà em còn lo sao, ngược lại em mới là người cần chú ý an toàn đấy. Lòng Lý Khinh Hồng liền trở nên ấm áp, nhưng cô vẫn nói, vì anh rất mạnh nên mới dễ dàng bị người khác tấn công. Được, anh sẽ cẩn thận. Vương Nhất chỉ có thể đồng ý. Lý Khinh Hồng lại nói, khả năng cao là các thế lực bên Yên Kinh cũng sẽ đến Giang Thành. Nghe thế, hai mắt Vương Nhất bỗng sáng lên. Vương tộc Yên Kinh sao? Trong 9 đại vương tộc ở Yên Kinh, Vương Nhất đã gặp nhà họ Lâm, nhà họ Tần, nhà họ Đường rồi, anh rất mong được gặp 6 nhà còn lại đấy. Đồng thời anh cũng hiểu tại sao lại phát sinh tình huống thế này. Đại hội Bắc Cảnh sắp bắt đầu rồi. 3 đại cảnh Nam, Đông, Tây đều phái cao thủ tới đâu. Đây không chỉ là một cơ hội với Giang Thành mà vương tộc ở Yên Kinh cũng sẽ không bỏ qua một cơ hội phát triển gia tộc như vậy. Lúc trước Tần Nam của nhà họ Tần đã nói, nhà họ Tần và chúa tể Tây Cảnh, Mục Lang từng có giao tình. Không chừng, lần này đích thân Mục Lang sẽ tới đại hội Bắc Cảnh. Vương Nhất nở nụ cười lạnh. Gặp lại người quen cũ đúng là khiến người ta phấn khích mà. Trước tình cảnh như thế, tam đại hào môn của Giang Thành sẽ thay đổi như thế nào đây, đúng là khiến người khác mong chờ. Đương nhiên, còn có u hồn ẩn mình trong bóng tối cũng sẽ hành động gì đó. Và, Tiêu Minh, Giang Thành trong tương lai sẽ rất náo nhiệt đây. Giang Thành trong tương lai cũng sẽ gặp nhiều sóng gió. Loạn thế, xuất anh hùng. Cùng lúc này, tại sân bay quốc tế Giang Thành, một chiếc máy bay đang từ từ hạ cánh. Nhưng khiến người ta ngạc nhiên đó là cả máy bay chỉ có 2 vị khách. Một chủ nhân và một tùy tùng. Hiển nhiên là có người đã bao máy bay. Trong lối VIP, một người phụ nữ cổ điển có nhan sắc tuyệt trần cùng với một ông lão mặc đồ thời Đường chậm chậm bước ra. Người phụ nữ mặc một bộ sườn xám màu tím nhạt, dưới chân mang một đôi giày cao gót cao khoảng 7 cm. Nó không chỉ khiến cô ta cao hơn rất nhiều mà còn tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô ta. Nhìn từ xa, cô ta trông như một cô gái bước ra từ bước hỏa cung đình. Xinh đẹp, động lòng, khiến lòng người say đắm. Trời Giang Thành xanh hơn Thiên An. Bỗng nhiên cô ta dừng lại rồi nhìn lên trời cảm thán. Trên mặt cô ta là một nụ cười khó giải thích. Cô chủ, trời Yên Kinh cũng không kém gì. Ông lão cũng dừng lại và cười. Người phụ nữ mỉm cười lắc đầu. Bác Diệp, bác không hiểu tâm trạng lúc này của cháu rồi. Không phải vì vật, mà là vì người. Bác Diệp cười hỏi, Giang Thành có cố nhân của cô chủ sao? Không tính là cố nhân, là kẻ thù. Người phụ nữ nhìn về phía đằng xa, cô ta mỉm cười rạng rỡ, Vương Nhất, Diệp Thúy Như này tới rồi. Sau khi Kim Thúy Như. Không, bây giờ nên nói là sau khi Diệp Thúy Như nói ra cái tên. Vương Nhất, trong đôi mắt già nua của ông lão phía sau lập tức lóe lên một tia sáng. Trên khuôn mặt vốn như giếng cạn không sóng cũng hiện lên một chút kinh ngạc. Tất nhiên ông ta đã từng nghe qua cái tên này. Còn không chỉ một lần. Anh đã từng suýt chút nữa trở thành chồng của cô chủ. Ngồi không có được cô chủ quốc sắc thiên hương như vậy mà lại còn chạy trốn khỏi hôn lễ của mình trong đêm đại hôn, khiến cô chủ mang tiếng bị tân lang vứt bỏ, quả thực là đại nghịch bất đạo. Tuy nhiên, cô chủ dường như lại rất trung tình với chàng trai trẻ tên Vương Nhất này. Giống như tình yêu, nhưng là hận thù nhiều hơn. Oán hận anh, lần nào cũng mềm lòng. Đây có lẽ là tình yêu của cô chủ, yêu hận đan xen, viết ra bài hát ly biệt. Ông lão thở dài trong lòng, nhìn Diệp Thúy Như vẫn đang giữ nụ cười trên khuôn mặt với ánh mắt phức tạp. Cô chủ, như vậy thật sự đáng sao? Tráng niên tài tuấn trong thiên hạ nhiều như vậy, cô chủ hà cớ gì cứ để tâm đến cậu ta? Nếu không phải vì người đó sớm đã trở thành con rể của Lý Thị, Diệp Vô Lệ tôi đã sớm tìm đến Lý Thị, bắt sống về thay cô chủ rồi. Diệp Thúy Như cười nhẹ, bác Diệp, đừng trách cháu nói thẳng, tráng niên tài tuấn trong thiên hạ, người có thể so sánh với anh ta không quá hai bàn tay, người có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cháu lại càng giảm đi một nửa. Nếu đã không thể khiến anh ta yêu cháu, vậy thì hãy khiến anh ta hận cháu, còn hơn hai người quên đi nhau trong giang hồ. Hơn nữa. Bác Diệp, bác không phải đối thủ của anh ta. Nghe thấy vậy, vẻ mặt của Diệp Vô Lệ trở nên bình thản hơn, hừ mạnh một tiếng. Không phải đối thủ sao?
thân là cường giả top 5 của vương tộc Yên Đô, Diệp Vô Lệ có ngạo khí của riêng mình. Không đánh giá cao bản thân, càng không xem thường đối thủ, đó là quy tắc hành sự của ông ta. Việc Vương Nhất có thể được cô chủ nhìn chúng, chứng tỏ bản thân anh cũng đủ ưu tú. Trong 9 đại vương tộc Yên Đô, một mình Vương Nhất chiêu chọc 3 gia tộc Lý Thị, Vương Thị và Thái Thị mà vẫn sống yên ổn, đủ để chứng minh sức mạnh của anh. Chỉ với phần khí thế này, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Yến Kinh, có mấy người trẻ tuổi có được chứ? Vương Nhất, thật sự muốn cùng cậu so tài một phen, xem ai mạnh ai yếu. Diệp Vô Lệ tự lẩm bẩm trong lòng. Bác Diệp, đi thôi, người đón chúng ta tới rồi. Diệp Thúy Như chỉ vào một nhóm người phía trước và cười nói. Biểu cảm trên mặt Diệp Vô Lệ trở nên nghiêm nghị hơn một chút. Cô chủ vừa mới trở về Diệp Thị. Trong chuyến đi Giang Thành lần này, cô chủ đã gánh vác rất nhiều, tất cả mọi người trong nhà đều đợi xem trò cười của cô chủ. Không thành công thì thành nhân. Phía trước có rất nhiều người đang đứng đón ở cửa. Có rất nhiều ông trùm kinh doanh lớn đến cửa tìm kiếm sự hợp tác. Có những người nổi tiếng trong thể chế muốn mượn sức ảnh hưởng của Diệp Thị để lên một tầng cao mới. Tuy nhiên, người có sức ảnh hưởng lớn nhất vẫn là hai phe cánh lớn. Tổng phụ trách thương hội Giang Bình, Nhậm Gia Luân. Cùng với hội trưởng Hiệp hội Võ đạo Giang Thành, Hồng Giác Hải. Hai phe cánh lớn này chiếm mất nửa Giang Sơn trong số những người chào đón. Căn bản không ai dám cướp việc chào đón trước bọn họ. Cô chủ Diệp, Diệp quản gia. Nhậm Gia Luân và Hồng Giác Hải đích thân đón máy bay với nụ cười ấm áp trên mặt. Diệp Vô Lệ lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một cái, lãnh đạm nói, cao thủ võ đạo đại diện nhà họ Diệp tôi tham gia đại hội Bắc Cảnh. Hồng Giác Hải mỉm cười, chỉ vào phía sau người và nói, đều đã sắp xếp xong rồi, hai vị xem qua. Diệp Thúy Như và Diệp Vô Lệ cũng nhìn qua theo. Phía sau Hồng Giác Hải, từng thành viên của hiệp hội tỏa ra khí tức mạnh mẽ đứng thành hai hàng, khí thế phi phàm. Hồng Giác Hải cười tự hào, đây đều là những tinh anh trong hiệp hội võ đạo của tôi. Lấy một chọi 100, không thành vấn đề, cô chủ Diệp, cô thấy thế nào? Diệp Vô Lệ thầm gật đầu. Mặc dù Yến Kinh là thủ đô của nước Hát, nhưng thực lực tổng thể của Yến Kinh và những thành phố khác đang không ngừng bị thu hẹp. Diệp Vô Lệ nói, có những cao thủ này, Diệp Thị tôi nhất định có thể làm nên chuyện ở Đại hội Bắc Cảnh. Nhậm Gia Luân cũng nói, cô chủ Diệp nhìn chúng ai, chi phí mời bọn họ lên vũ đài do tôi trả. Nghe thấy vậy, Hồng Giác Hải vui mừng trong lòng. Vừa định nói, Diệp Thúy Như lại lắc lắc đầu với vẻ đầy thất vọng. Chất lượng không được. Ồ, lời này vừa được nói ra, không chỉ Diệp Vô Lệ sững sờ trong giây lát. Mà Nhậm Gia Luân và Hồng Giác Hải cũng thay đổi sắc mặt. Nụ cười trên mặt Hồng Giác Hải lập tức đông cứng lại, hiện ra một chút tức giận theo bản năng. Nhưng nghĩ đến sức mạnh của Diệp Vô Lệ, cùng với thân phận tôn quý kia của Diệp Thúy Như, ông ta chỉ đành kìm nén xuống. Kiên trì đến cùng mà hỏi, cô chủ Diệp quyết định những người nào không được, chúng tôi đổi, hiệp hội võ đạo Giang Thành cái khác thì không có chứ người thì đông. Lời này vừa được nói ra, ở phía sau cho dù là những ông trùm kinh doanh hay là những người nổi tiếng trong thể chế đều ném ra ánh nhìn ngưỡng mộ. Người có đủ tự tin để nói những lời này chỉ có Hiệp hội Võ đạo Giang Thành và Thương hội Giang Bình nhỉ. Diệp Vô Lệ cũng gật đầu, nói, cô chủ, cô tới chọn người, mục đích của Diệp thì chúng ta chính là đứng nhất đại hội Bắc Phực, trực tiếp lấy được danh hiệu Bắc Cảnh Long Thủ Hộ Giả. Vốn dĩ lần này người đại diện Diệp thì tham gia đại hội Bắc Cảnh không phải là Diệp Thúy Như mà là một người tên là Diệp Ân Thi. Cô ta là chị họ của Diệp Thúy Như, rất bài xích đối với vị thiên kim cô chủ vừa mới trở về gia tộc này. Diệp Thúy Như một mình trấn áp toàn hiện trường, nói ra lời nói hùng hồn, sẽ thay Diệp Thị đoạt được vị trí thứ nhất đại hội Bắc Cảnh. Thận trọng cẩn thận một chút, là việc mà Diệp Thị nên làm. Nào ngờ Diệp Thúy Như lại lắc lắc đầu, bác bỏ toàn bộ. Tất cả đều không được. Lần này, không chỉ có Hồng Giác Hải tức giận, mà ngay cả những cường giả tinh anh kia cũng đều tức giận rồi. Cho dù cô từ Yến Kinh đến cũng không thể coi thường người khác như vậy được. Hơn nữa, cô chỉ là một công chúa lưu lạc vừa mới trở về Diệp Thị. Trước đây chỉ là một thiên kim của nhà họ Kim nhỏ nhoi ở Thiên An. Nhìn thấy vẻ mặt của những người này, khóe miệng Diệp Thúy Như nhếch lên cười nhạt, sao, các người không phục. Tự cho rằng mình rất mạnh. Hồng Giác Hải nén giận nói, Hồng Mỗ không dám, Hồng Mỗ chỉ muốn mời cô chủ Diệp nói rõ, trong lòng cô, người gọi là cường giả được định nghĩa như thế nào. Nghĩa là nếu cô không ưa thì tự cô đi mà tìm.
Thật không ngờ, Diệp Thúy Như lại mỉm cười, nói với Hồng Giác Hải, được thôi, người của Hiệp hội Võ Đạo các ông có thể về nhà rồi, tôi không ưng người nào cả. Câu nói này vừa được nói ra, ngay cả Diệp Vô Lệ cũng cảm nhận được áp lực. Quá ngông cuồng rồi. Các cậu chủ và cô chủ nhà họ Diệp đều không ngông cuồng như vậy. Hồng Giác Hải hơi sững sờ, lập tức nổi giận nói, nếu cô chủ Diệp đã không ưng bọn tôi, tự nhiên sẽ có người ưng, thế nhưng, Hồng Mỗ cũng rất tò mò, cô chủ Diệp sẽ tìm loại người nào để thay Diệp thì các cô tham gia thi đấu. Diệp Thúy Như gật đầu, được, các ông cứ theo tôi, đưa tôi đến tòa nhà Cự Phong, tập đoàn Lệ Tinh chi nhánh Giang Thành. Nhậm Gia Luân ở một bên sửng sốt, nghĩ đến chuyện mấy ngày trước hai thành viên cấp dưới của ông ta phát sinh xung đột với người của tập đoàn Lệ Tinh. Nhưng ông ta không nói gì, cùng mấy người Diệp Thúy Như đến tập đoàn Lệ Tinh. Lúc này Vương Nhất đang phê duyệt văn kiện. Lý Mộng Đình bước vào, Vương Tổng, có khách muốn gặp. Vương Nhất cau mày, hôm nay tôi không sắp xếp gặp gỡ khách hàng mà. Lý Mộng Đình nói, là một người phụ nữ tên Diệp Thúy Như muốn gặp. Diệp Thúy Như. Vương Nhất sững sờ một lúc, trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng. Trực tiếp từ chối, không gặp. Lý Mộng Đình bấm điện thoại và thông báo cho quầy lễ tân ở cửa rằng không gặp. Không lâu sau, Lý Mộng Đình lại bước vào. Lần này, sắc mặt có chút không tự nhiên. Vương Tổng, cô Diệp Thúy Như kia nói, cô ta vốn tên là Kim Thúy Như. Kim Thúy Như. Nghe vậy, trên khuôn mặt Vương Nhất cũng mang theo vẻ kinh ngạc nồng đậm. Anh biết rằng Kim Thúy Như không phải người nhà họ Kim mà là một đứa trẻ mồ côi được nhà họ Kim nhận nuôi. Cô ta thật sự mang họ gì, anh cũng không biết. Không ngờ rằng là họ Diệp. Vương Nhất chỉ có thể nói, để cô ta vào đi. Vương Nhất yên lặng chờ đợi trong văn phòng, rất nhanh, cánh cửa mở ra. Diệp Thúy Như mặc một bộ sườn xám màu tím, bước vào một cách nho nhã đoan trang. Theo sau là một ông lão và hai người đàn ông trung niên. Một mặc trang phục thời đường màu đen, một mặc âu phục. Vương Nhất, chúng ta lại gặp mặt rồi. Diệp Thúy Như ngồi xuống trước mặt Vương Nhất một cách rất tự nhiên, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười phức tạp mà vui vẻ. Kim Thúy Như, kể từ lúc tạm biệt ở hậu viện nhà họ Kim cũng đã được một khoảng thời gian rồi. Lúc này lặp lại, ánh mắt Vương Nhất lại có chút sững sờ. Lý Mộng Đình đứng bên cạnh cũng đầy vẻ kinh ngạc nhìn Kim Thúy Như. Vẻ ngoài của cô ta không thay đổi. Trên người cô ta vẫn mặc bộ sườn xám tôn dáng màu tím đặc trưng kia. Nhưng Vương Nhất lại cảm thấy rằng trên người cô ta đã có sự biến hóa kinh thiên động địa. Trên người cô ta có thêm loại khí chất trước đây chưa từng có. Quý khí. Quý khí toát ra từ khắp người, giống như công chúa của một nước, xinh đẹp nhất thiên hạ. Ánh mắt Vương Nhất lại nhìn về phía ông lão tóc trắng phía sau. Thực ra, vào khoảnh khắc ông lão kia bước vào, Vương Nhất đã cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ, trong lòng nhận định ông ta là một cao thủ. Có thể được một cường giả cấp đỉnh như vậy bảo vệ, thân phận của Kim Thúy Như chắc chắn rất cao quý. Tương tự, Diệp Vô Lệ cũng cảnh giác nhìn Vương Nhất. Từ trên người thanh niên này, ông ta cũng cảm nhận được một loại mênh mông như biển rộng sao trời, không khỏi nhích người một chút về phía Kim Thúy Như để bảo vệ. Kim Thúy Như nhẹ nhàng cười, tôi đã không còn là Kim Thúy Như nữa, tôi họ Diệp. Đến từ Diệp Thị, Vương tộc Yên Đô. Sắc mặt Vương Nhất nghiêm nghị. Vương tộc Yên Đô, Diệp Thị. Anh lại nghe thấy một vương tộc có họ Diệp. Chỉ nghe thấy Diệp Thúy Như cười khúc khích, nhưng, nếu là anh, tiếp tục gọi tôi là Kim Thúy Như cũng không sao, tôi thuận theo. Vẫn nên gọi cô là Diệp Thúy Như đi. Vương Nhất lập tức phủ quyết. Từ giờ phút này trở đi, anh đã hiểu. Kim Thúy Như trong quá khứ đã chết rồi. Người ngồi trước mặt anh bây giờ là một thể xác mới. Cô tìm tôi có chuyện gì sao? Vương Nhất có chút cảnh giác mà hỏi. Dù anh đã thân cư cao vị nhưng mỗi lần đối mặt với người phụ nữ này, anh đều không dám lơ là. Đây là một người phụ nữ có thể khiến công ty của Lý Khinh Hồng sụp đổ chỉ với dăm ba câu. Rất nguy hiểm. Diệp Thúy Như khẽ cười, anh xem anh kìa, vẫn cảnh giác với tôi như vậy, yên tâm đi, chuyện lần trước tôi sẽ không làm lần thứ hai đâu. Diệp Thúy Như vẫn muốn nói chút chuyện xưa với Vương Nhất, nhưng Nhậm Gia Luân phía sau đã nhìn Vương Nhất với vẻ kinh ngạc. Đây chính là chủ nhân thật sự của tập đoàn Cự Phong, vậy mà còn là người đứng đầu tập đoàn Lệ Tinh chi nhánh Giang Thành. Hồng Giác Hải càng không thể nhịn được nữa, cắt ngang chuyện cũ của Vương Nhất và Diệp Thúy Như, ông ta không nhịn được mà cười giễu cợt, nói, cô chủ Diệp, đây chính là cao thủ mà cô tìm. Tôi muốn biết,
anh ta có thể dùng tay không giết được một con gà không? Trong giọng điệu mang theo sự giễu cợt không chút che đậy. Ánh mắt càng thêm khinh thường mà nhìn Vương Nhất. Diệp Vô Lệ không nói gì. Hồng Giác Hải chưa luyện ra nội kình, căn bản không hiểu thế giới trong giang hồ là như thế nào. Lúc này, Vương Nhất căn bản chưa giải phóng ra khí thế, vì vậy trong mắt Hồng Giác Hải, Vương Nhất chính là một người bình thường. Ánh mắt Diệp Thúy như hơi lạnh lùng, nhìn về phía Hồng Giác Hải, anh ta chính là người tôi tìm, sao, ông có ý kiến sao? Hồng Giác Hải mỉm cười, người mà cô chủ Diệp chọn, làm sao tôi dám có ý kiến? Không hổ là cô chủ Diệp, người được chọn chúng quả nhiên, mạnh mẽ, mọi người nói có phải không? Hồng Giác Hải lại nhìn về phía những tinh anh phía sau lưng ông ta, cười lớn nói. Ha ha ha! Lập tức, các cao thủ của Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành đều cười rộ lên. Cô chủ Diệp có con mắt độc đáo, vô cùng vượt xa người thường. Tôi chúc cô chủ Diệp thắng ngay từ trận đầu, dũng cảm tranh đấu đến cùng ở Đại hội Bắc Cảnh, ha ha ha! Anh ta có cầm nổi dao không? Đã từng giết người chưa? Những lời chế giễu khắp trời ùn ùn kéo đến với Diệp Thúy Như. Mặc dù sắc mặt Diệp Thúy Như tái xanh nhưng vẫn không phản bác, chỉ nhìn thẳng vào Vương Nhất. Anh sẽ giúp tôi, đúng không? Mặc dù Vương Nhất không biết Diệp Thúy Như đến tìm anh có chuyện gì, nhưng từ trong lời đối thoại của Hồng Giác Hải, anh vẫn lờ mờ đoán ra được một chút. Cô muốn tôi đại diện cho Diệp Thị cô tham gia Đại hội Bắc Cảnh. Diệp Thúy Như trịnh trọng gật đầu, một mình anh, hơn hẳn tất cả bọn họ. Lời này vừa được nói ra, đám người Hồng Giác Hải càng cười vui vẻ. Vương Nhất cũng cười. Anh đã đoán trước được hình thức tổ chức của các đại gia tộc ở Đại hội Bắc Cảnh lần này như thế nào rồi. Các hào môn bản địa Giang Thành đều có cao thủ của riêng họ nên không hoang mang. Một số gia tộc nhỏ, muốn trổ hết tài năng thì phải bỏ một số tiền lớn mời cao thủ về. Về phần chín đại vương tộc của Yến Kinh đều không muốn phái cường giả của gia tộc mình đi tham gia, một khi xảy ra thương vong chính là tổn thất cực lớn. Vì vậy, bọn họ sẽ thuê các cường giả bên ngoài thay bọn họ xuất trận. Ai giành được vị trí đầu tiên là có thể có được danh hiệu Bắc Cảnh thủ hộ giả, che chở một phương. Sau khi Bắc Cảnh thủ hộ được định đoạt, tứ đại cảnh Đông, Nam, Tây, Bắc sẽ tiến hành đối đầu tiếp, người thắng sẽ có được danh hiệu Long Chủ. Thế nhưng, cái gọi là Đại hội Bắc Cảnh này, rất nhiều gia tộc lại xem đây như là một cơ hội tốt để bay vọt lên trời, nhưng trong mắt Vương Nhất, đây không khác gì là một trò chơi của trẻ con. Anh chính là Long Chủ. Nào có chuyện Long Chủ đi tham gia loại chuyện này. Xin lỗi, tôi không hứng thú. Vương Nhất khéo léo từ chối, cô tìm người khác đi. Ha ha ha. Vương Nhất vừa từ chối, đám người Hồng Giác Hải lại phát ra tiếng cười chói tai. Cô chủ Diệp, không dễ gì mới ưng ý được một cao thủ, mà lại bị từ chối rồi, thân phận cô chủ nhà họ Diệp của cô thật không dễ dùng. Anh ta là sợ chết, có điều lại rất thông minh, không nhảy vào vùng nước đục này. Diệp Thúy Như vẫn ngồi trước mặt Vương Nhất, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Tuy nhiên, Vương Nhất nhìn thấy móng tay của cô ta đã cắm sâu vào da thịt. Trầm mặc một hồi, anh nhìn Diệp Vô Lệ một cái, vị tiền bối bên cạnh cô đây là một cao thủ, sao cô không để ông ấy thay cô tham gia thi đấu? Diệp Thúy Như nghiến răng nói, người trong nhà hạ lệnh cho tôi, không được mời cao thủ của Diệp Thị xuất trận. Lúc này Vương Nhất mới hiểu được thì ra Diệp Thúy Như trở về gia tộc đã bị gạt bỏ. Lúc này, Hồng Giác Hải đi tới và nói với Diệp Thúy Như, cô chủ Diệp, trước đó cô đã phớt lờ chúng tôi, hiện tại muốn quay lại nhưng cô không thể với được rồi. Diệp Thúy Như đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Vương Nhất lại đột nhiên gọi cô ta lại, đợi đã. Diệp Thúy Như quay lại nhìn anh, chờ anh nói. Chỉ thấy ánh mắt của Vương Nhất nhìn về phía Hồng Giác Hải, chậm rãi nói. Cho dù tôi không tham gia loại trò chơi trẻ con này nhưng dựa vào những con mèo con chó đẳng cấp thấp như các ông, căn bản không thắng nổi. Diệp Thúy Như cũng không nói sai, các ông dựa vào đâu mà cười cô ta. Giọng điệu Vương Nhất bình tĩnh nhưng lại giống như sấm rền, ầm ầm vang dội bên tai mọi người. Nhậm Gia Luân sững sờ. Hồng Giác Hải sững sờ. Tất cả các cao thủ của Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành đều sững sờ. Ngay cả Diệp Thúy Như cũng nhìn Vương Nhất với vẻ mặt phức tạp. Cho dù bọn họ là kẻ thù của nhau, cho dù cô ta hết lần này đến lần khác chạm vào giới hạn của anh. Nhưng chỉ cần cô ta gặp khó khăn, Vương Nhất sẽ giúp đỡ. Bởi vì tâm ý của hai người bọn họ là tương thông. Chỉ có đối phương mới có thể làm tổn thương đối phương. Những người khác, không được. Sau khi im lặng một hồi,
Trên khuôn mặt của Hồng Giác Hải cùng với tất cả các thành viên của Hiệp hội Võ Đạo đều hiện lên vẻ tức giận. Bọn họ đã bị xúc phạm. Cậu là cái thá gì, dám nói bọn tôi là con chó con mèo. Chúng tôi là con chó con mèo vậy cậu là thứ gì? Loài run rế dưới đất, sinh vật phù du dưới nước. Thằng nhãi ngu dốt, nói năng ngông cuồng. Tất cả các thành viên của Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành đều nhao nhao mắng chửi, trên mặt ai nấy đều mang theo vẻ tức giận. Hồng Giác Hải không muốn bỏ qua cho Vương Nhất chút nào, thật là to gan, vậy mà lại dám nói Đại hội Bắc Cảnh Thần Thánh là trò chơi của trẻ con, cậu đây là bất kính với Tây Cảnh Chi Chủ, Mục Lang Đại Nhân. Nghe thấy lời nói của Vương Nhất, ngay cả Diệp Vô Lệ phía sau Diệp Thúy Như cũng lắc đầu. Sự đánh giá về Vương Nhất trong lòng cũng giảm xuống không ít. Ông ta rất thất vọng. Vậy mà cô chủ lại ưa được người đàn ông nói năng lung tung như vậy. Thật là một trò hề. Diệp Vô Lệ biết rằng, dựa vào câu nói này của Vương Nhất, có thể quy chụp cho anh là coi thường võ giả thiên hạ cũng không quá đáng. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Nhậm Gia Luân cũng lộ ra nụ cười nhạt. Thật trùng hợp, ông ta cũng có chút chuyện muốn tính sổ với Vương Nhất. Nếu Vương Nhất trở thành võ giả đại diện cho Diệp Thị, ông ta thật sự không tiện ra mặt. Nhưng bây giờ thì khác, có sự chống lưng của Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành, Diệp Thúy Như đã thất thế, chỉ là con hổ giấy, sao có thể giữ được Vương Nhất? Các vị có điều không biết, người này không chỉ đắc tội với hội trưởng Hồng của Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành mà ngay cả thương hội Giang Bình của tôi, cậu ta cũng không xem ra gì. Nhậm Gia Luân chỉ vào Vương Nhất, cười nhạt và nói. Hả? Sao cậu ta không xem hội trưởng Nhậm ra gì? Trên mặt Hồng Giác Hải có vẻ kinh ngạc, nhưng cười trên nỗi đau của người khác lại nhiều hơn. Hiệp hội võ đạo của ông ta và thương hội Giang Bình cùng nhau gây áp lực, anh căn bản không chống lại nổi và sẽ phải trả giá cho việc ăn nói lung tung của mình. Nhậm Gia Luân cười nhạt, nói, thương hội Giang Bình của tôi có ý tốt giúp đỡ tập đoàn Cự Phong của cậu ta, không ngờ cậu ta lại không biết tốt xấu. Không chỉ bảo thuộc hạ Hồ Hoàng Việt đá hội viên của thương hội Giang Bình tôi ra khỏi ban đồng sự mà còn hại tôi bị thiệt hại mất hai hội viên là Bạch Đức Long và Từ Lộc, chúng ta nợ cũ thù mới cùng tính một lượt đi. Cái gì, to gan như vậy? Trong mắt của Hồng Giác Hải đầy sự ngạc nhiên, không nhịn được mà nhìn Vương Nhất thêm vài lần. Đắc tội với thương hội Giang Bình mà tập đoàn Cự Phong và tập đoàn Lệ Tinh chi nhánh Giang Thành dưới tên anh lại không bị phá sản. Đây là kỳ tích mà. Đột nhiên. Hồng Giác Hải lại nhớ ra điều gì đó, hỏi, Hồ Hoàng Việt không phải là người của nhà họ Hồ ở Giang Thành sao? Nhậm Gia Luân gật đầu, không sai, nhưng ông ta chỉ là quân cờ của nhà họ Hồ, tiểu tử này tên là Vương Nhất, tôi đã điều tra lý lịch của cậu ta, chỉ là một đứa con nuôi của một gia tộc nhỏ đẳng cấp thấp ở Thiên An, nhưng lại có quan hệ tốt với Hồ Hoàng Việt. Dựa vào mối quan hệ của Hồ Hoàng Việt, cậu ta quen biết được La Chí Viễn, tổng phụ trách thương hội Hồng Ưng. Tập đoàn Cự Phong cũng là dựa vào cục diện mà Hồ Hoàng Việt sắp xếp mới ngồi vững được vị trí chủ tịch. Về phần chi nhánh của tập đoàn Lệ Tinh tại Giang Thành, đó là bởi vì vợ cậu ta là chủ tịch tập đoàn Lệ Tinh, Lý Khinh Hồng. Trong đây có quan hệ gì, chắc hẳn mọi người đều biết. Nghe thấy những lời của Nhậm Gia Luân, Hồng Giác Hải và tất cả các thành viên của Hiệp hội Võ Đạo đều rất ngạc nhiên. Hóa ra, cậu ta căn bản không có năng lực gì. Tất cả đều dựa vào Hồ Hoàng Việt và vợ cậu ta, Lý Khinh Hồng. Nghe đến đây, ánh mắt mà mọi người nhìn Vương Nhất đều đầy vẻ khinh thường. Diệp Thúy Như đi tìm một phế vật như vậy tham gia Đại hội Bắc Cảnh, cũng là não hỏng rồi. Cả Vương Nhất và Diệp Thúy Như đều không lên tiếng. Diệp Vô Lệ cũng không nói gì. Bọn họ đều biết một số chuyện mà Vương Nhất đã làm, căn bản không vô dụng như bọn họ nói. Lúc này, trong mắt Diệp Thúy Như, bọn họ giống như một đám hề. Nhậm Gia Luân đi đến trước mặt Vương Nhất, chỉ vào anh và nói, nếu đã ở đây cùng với hội trưởng Hồng của Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành rồi, tôi cũng nói thẳng, tập đoàn Cự Phong và tập đoàn Lệ Tinh chi nhánh Giang Thành này của cậu, bắt buộc phải gia nhập chi nhánh Giang Bình của tôi, nếu không, tôi lấy danh nghĩa tổng phụ trách thương hội Giang Bình ra đảm bảo, cậu không thể mở nổi hai tập đoàn này. Câu nói này vừa được nói xong, tất cả mọi người đều cười nhạt, nhìn Vương Nhất. Nghĩ rằng Vương Nhất sẽ sợ. Kết quả Vương Nhất căn bản không hề sợ hãi. Anh thậm chí còn khẽ cười một tiếng, xem ra vị trí tổng phụ trách thương hội Giang Bình này, ông ngồi rất thoải mái rồi nhỉ. Nhậm Gia Luân không biết lời này của Vương Nhất là có ý gì, nhưng ông ta cảm nhận được sự châm biếm sâu sắc. Lập tức thẹn quá hóa giận, cậu không xem người tổng phụ trách thương hội tôi đây ra gì sao? Vương Nhất cười lắc đầu, không, ông hiểu lầm ý tôi rồi,
tôi nói ông chưa từng nghĩ qua, chiếc ghế dưới mông kia có ngày sẽ được đổi cho người khác sao? Nhậm Gia Luân sửng sốt, sau đó càng tức giận hơn. Cậu cho rằng cậu là Thương Si tiên sinh sao? Lại còn nói sa thải tôi. Vương Nhất cũng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Trong lòng anh đã có ý nghĩ này. Tám đại thương hội quả thực có chút nhiều, không phải người tổng phụ trách của thương hội nào cũng đều cần cù chăm chỉ giống như La Chí Viễn. Tuy nhiên, anh không có ý định ra tay với thương tội Giang Bình nhanh như vậy. Lúc này, Hồng Giác Hải giễu cợt, nói, được rồi, tiểu tử, cậu đã sỉ nhục hiệp hội võ đạo Giang Thành của tôi, cho dù cậu tạm thời thay đổi chủ ý, đồng ý giúp cô chủ Diệp tham gia đại hội Bắc Cảnh, chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Vương Nhất lắc đầu, tôi không có ý định đồng ý với cô ta, nhưng, tôi rất muốn để ông biết rằng thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Hồng Giác Hải sững người, sau đó càng cười to hơn. Một người bình thường đến võ đạo là gì còn không biết như cậu, cũng muốn giáo huấn bọn tôi. Nhưng ông ta vẫn đồng ý. Được thôi, tôi đồng ý với cậu, nhưng chúng tôi cũng không so võ đạo với cậu, tránh cho một đại mỹ nhân như Hoa Như Ngọc cô chủ Diệp đây lại nói bọn tôi bắt nạt cậu. Hồng Giác Hải chỉ vào Vương Nhất và nói, cậu là chủ tịch tập đoàn Cự Phong, chắc hẳn có khái niệm kiểm tra sát hạch đầu vào cho bộ phận bảo an các cậu chứ. Vương Nhất gật đầu, có khái niệm, chống đẩy, bắn súng, quyền thuật quân đội. Cho dù đó là tập đoàn Cự Phong hay là tập đoàn Lệ Tinh thì đều là xí nghiệp lớn, người được chọn cho bộ phận bảo an cũng có một điều kiện cứng. Binh sĩ giải ngũ. Chúng ta hãy đấu cái này. Hồng Giác Hải nói, hội trưởng hiệp hội võ đạo tôi đây sẽ không ra tay, tôi sẽ để người có kỹ năng kém nhất trong số thuộc hạ của tôi đấu với cậu. Vương Nhất bật cười khanh khách, hỏi, ông chắc chắn không cử người lợi hại nhất của bọn ông ra đấu với tôi. Nếu không tôi sợ ông lại nói tôi bắt nạt các ông. Vương Nhất vừa nói ra lời này, Hồng Giác Hải lập tức sửng sốt. Ngay cả Nhậm Gia Luân cũng sửng sốt. Sau đó liền lộ ra một nụ cười khinh bỉ, nhìn Vương Nhất với vẻ đầy chế giễu. Một người bình thường như cậu cũng dám nói hai chữ, bắt nạt, với những võ giả bọn tôi đây. Chê mạng sống quá dài rồi đúng không? Lại nhìn về phía Lý Mộng Đình, này, người như vậy cũng có tư cách làm ông chủ của cô. Mau chuyển chỗ làm đi. Lý Mộng Đình cố nén ý cười, lắc lắc đầu và nói, tôi làm ở đây khá tốt, ông chủ cũng khá tốt với tôi, các ông tự cầu phúc cho mình đi. Cô ta đã chứng kiến Vương Nhất ra tay không chỉ một lần. Không ra tay còn được, ra tay rồi nhất định có thương vong. Làm sao đám người này có thể là đối thủ? Tập đoàn Lệ Tinh đều là một lũ ngu ngốc. Hồng Giác Hải cũng không ép buộc, chỉ là vẻ mặt càng khinh bỉ hơn. Lại nhìn về phía Diệp Thúy Như, cô chủ Diệp, cô nói như vậy, xác định chọn cậu ta rồi sao? Nếu Vương Nhất không thể hiện thực lực thực sự của mình, Diệp Thúy Như đương nhiên cũng sẽ không vạch trần anh, bình tĩnh gật đầu, đúng vậy, cho dù anh ta có đồng ý hay không, tôi cũng sẽ lựa chọn anh ta. Lời nói này càng khiến khóe mắt của Hồng Giác Hải co giật mạnh. Tát vào mặt mà. Hiệp hội võ đạo Giang Thành của ông ta là sự đại diện cho võ lực cao nhất. Xét về tình về lý, Diệp Thúy Như nên tìm đến ông ta. Thế nhưng, Diệp Thúy Như không ưng bọn họ thì cũng thôi đi, vậy mà lại còn tìm đến một khúc củi vô dụng. Ông ta nhất định phải khiến Diệp Thúy Như hối hận. Được, nếu không có vấn đề gì, vậy thì quyết định như vậy đi, so tài ba hạng mục chống đẩy, bắn súng và quyền thuật quân đội. Hồng Giác Hải liếc nhìn Vương Nhất. Sau đó ánh mắt nhìn tới nhìn lui giữa rất nhiều võ giả phía sau. Cuối cùng, lựa chọn một người đàn ông có thân thể cường tráng. Cậu đi. Người đàn ông vạm vỡ kia li 3 mét môi, sải bước đi ra. Nhìn thấy dáng vẻ thanh tú nho nhã của Vương Nhất, trên mặt anh ta cười gần một tiếng, đợi lát nữa, cậu đừng bị tôi dọa khóc đấy. Vương Nhất bật cười khanh khách, không thèm quan tâm, lại nhìn về phía Hồng Giác Hải, ông xác định, sẽ không đính thân xuất trận. Hồng Giác Hải có chút tức giận. Trước đó thì bảo ông ta cử ra người mạnh nhất xuất trận, hiện tại lại bảo ông ta đính thân xuất trận. Thật là một thằng hề. Ông ta không nhịn được mà nhìn về phía Diệp Thúy Như, cô chủ Diệp, chẳng lẽ người mà cô lựa chọn chỉ biết múa mép khua môi thôi sao? Diệp Thúy Như mặt không biểu cảm mà nói, tôi đây là có lòng tốt nhắc nhở ông, tôi cảm thấy tốt nhất là ông nên nghe một chút, tránh lát nữa lại thua quá mất mặt. Lời này vừa nói ra, Hồng Giác Hải liền sững sờ. Tất cả các thành viên của Hiệp hội Võ Đạo cũng sững sờ. Sau đó cười phá lên. Ha ha ha, cô chủ Diệp, ngay cả cô cũng đùa theo rồi.
Cậu ta có thân phận gì, cũng xứng để hội trưởng bọn tôi đích thân ra tay sao? Hội trưởng bọn tôi chưa từng tùy tiện ra tay, luôn không hứng thú đối với những kẻ vô danh. Các thành viên của Hiệp hội Võ đạo nhao nhao tâng bốc Hồng Giác Hải. Hồng Giác Hải nghe vậy cũng cười nhạt một tiếng, cậu thấy rồi chứ, cường giả phải có khí phách của cường giả, tuyệt đối không tùy tiện ra tay, đặc biệt là đối với những người bình thường như các cậu. Vương Nhất lắc đầu, vậy thì không còn cách nào rồi. Nếu chỉ xem ba hạng mục này, Vương Nhất tổng quân năm đầu tiên đã có thể dễ dàng đè bẹp bọn họ rồi. Chống đẩy là hạng mục bắt buộc phải luyện ở chiến vực. Bắn súng cũng vậy. Càng không cần nói đến quyền thuật quân đội. Kỹ năng chiến đấu ở chiến vực thống nhất trên toàn cầu. Đúng lúc này, người đàn ông vạm vỡ kia đột nhiên nói, hội trưởng, thi tài hạng mục thứ 3, tôi có thể không dùng quyền thuật quân đội không, tôi không thích quyền thuật quân đội. Lời này vừa nói ra, lại có người cười thành tiếng. Ha ha, nói cũng đúng, thành viên của Hiệp hội Võ đạo chúng ta, ai mà không có bản lĩnh nhà nghề chứ? Quyền thuật quân đội quá ấu trĩ rồi. Hội trưởng, hay là thay đổi quy tắc một chút, cậu ta dùng quyền thuật quân đội, chúng ta tùy ý phát huy đi. Bọn họ nhao nhao hùa theo. Hồng Giác Hải gật đầu, quả thật vậy, người của tôi không biết nhiều về quyền thuật quân đội, tự do phát huy đi. Sắc mặt Vương Nhất lại trầm xuống, các ông xem thường quyền thuật quân đội. Quyền thuật quân đội là một hạng mục bắt buộc phải học ở chiến vực, mỗi một người từ Bắc Cảnh đi ra đều biết quyền thuật quân đội. Vương Nhất còn căn cứ vào quyền thuật quân đội, cải tạo ra bôn lôi quyền. Bọn họ lại coi thường quyền thuật quân đội. Vương Nhất có thể cười cho qua chuyện trước sự mỉa mai của bọn họ, nhưng chỉ riêng câu này, anh không thể nhắm mắt làm ngơ. Diệp Thúy Như cũng biết Vương Nhất đang tức giận, khóe miệng càng hiện lên một tia giễu cợt. Hồng Giác Hải lại không cảm nhận được nguy cơ sắp đến. Vẫn cười nhạt, tôi có nói như vậy sao? Bọn tôi là võ giả, nào có võ giả nào học quyền thuật quân đội? Không liên quan đến nhau mà. Lời này ý là quyền thuật quân đội quá thấp kém, căn bản không xứng để bọn họ học. Thế là Vương Nhất châm một điếu thuốc, được thôi, các ông tùy ý chơi, tôi dùng quyền thuật quân đội. Hồng Giác Hải cười khẩy nhưng không thèm để ý đến anh. Thay vào đó, ông ta nhìn về phía người đàn ông vạm vỡ kia, La Hữu. Đợi lát nữa ra tay nhẹ một chút, cho bọn họ chút mặt mũi. Nói xong bèn quay người rời đi. Nhậm Gia Luân lập tức lên tiếng hỏi, hội trưởng Hồng, ông không ở lại cùng xem sao? Hồng Giác Hải xua tay, loại trận đấu thực lực quá không cân sức này, tôi có cần phải ở lại xem không? Thời gian này, còn không bằng trở về tu hành. Các thành viên khác cũng nhao nhao phụ họa. Hội trưởng nói đúng, La Hữu, mau chóng kết thúc cuộc thi, sau đó trở về tu hành. Bọn họ cũng lần lượt rời khỏi đây. La Hữu hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Vương Nhất với ánh mắt vô cùng không thiện cảm, nếu không phải so tài với phế vật như cậu, tôi cũng sớm về tu hành rồi. Nhậm Gia Luân mỉm cười, nếu đã như vậy, tôi sẽ thay hội trưởng Hồng theo dõi. Làm phiền rồi. Hồng Giác Hải rời khỏi tòa nhà Cự Phong. Nhậm Gia Luân lại nhìn về phía Vương Nhất, cười như không cười, vậy thì bắt đầu chứ. Trên mặt ông ta mang theo nụ cười khẩy. Chỉ cần Vương Nhất ngã xuống, chuyện ông ta sẽ gây áp lực với tập đoàn Cự Phong và tập đoàn Lệ Tinh cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bắt đầu đi. Vương Nhất đứng lên, chỉ lên lầu, phòng tập thể thao ở trên lầu. Rất nhanh, một nhóm người đã đến phòng tập thể thao. Hiện tại, mọi người đều đang làm việc, phòng tập thể thao không có ai cả. Nhậm Gia Luân nói, để tôi làm trọng tài. Diệp Thúy Như cau mày, định phản bác nhưng Vương Nhất lại cười cười. Ai làm trọng tài đều như nhau. Ngụ ý là căn bản không sợ thiên vị. Tiểu tử khá ngông cuồng. Người đàn ông vạm vỡ cười nhạo một tiếng. Nhậm Gia Luân nói ra nội dung, thời gian trong vòng 5 phút, xem mình có thể làm được bao nhiêu cái, không duy trì được 5 phút coi như tự động nhận thua. Nói xong, trên mặt ông ta hiện lên một nụ cười khẩy. Người bình thường có thể duy trì chống đẩy trong 5 phút không cũng là một vấn đề. Giọng nói vừa dứt. Người đàn ông vạm vỡ đã bắt đầu rồi. Phù phù phù. Sau 5 phút, người đàn ông vạm vỡ thở phù phù đứng dậy, nói, đổ chút mồ hôi. Nhậm Gia Luân không khỏi thán phục trong lòng. Không hổ danh là người của Hiệp hội Võ đạo, cho dù là người kém nhất, duy trì chống đẩy trong vòng 5 phút cũng chỉ đổ chút mồ hôi. 400 cái. Nhậm Gia Luân nói ra con số. 5 phút, chống đẩy được 400 cái. Đã rất nhanh rồi. Ngay khi mọi người cảm thấy rằng Vương Nhất căn bản không phải đối thủ.
anh lại mỉm cười, chỉ như vậy sao? Sau đó, anh cởi bộ âu phục trên người ra, đưa cho Lý Mộng Đình. Quá đơn giản rồi, để tôi cho nó thêm chút độ khó, một tay thì sao? Một tay. Sau khi Vương Nhất nói ra câu này, hầu hết tất cả mọi người đều sững sờ. Bao gồm cả võ giả của hiệp hội võ đạo kia. Thực hiện chống đẩy bằng một tay, duy trì trong 5 phút, còn phải vượt qua 400 cái. Đây gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Không thể nào. Người đàn ông vạm vỡ lập tức lắc đầu, thậm chí còn có chút buồn cười nhìn Vương Nhất, không làm được thì không làm được, võ đã mẻ lại sức làm gì. Ngay cả Lý Mộng Đình cũng cảm thấy Vương Nhất điên rồi. Diệp Thúy Như cũng có chút do dự nhìn Vương Nhất, đừng ép bản thân, hai tay thì hai tay đi. Vương Nhất bất lực nói, tôi không ép bản thân. Thấy dáng vẻ Vương Nhất không giống như đang nói đùa, mọi người đều không nhịn được mà lùi lại một bước, nhường chỗ cho anh. Đây là do tự cậu nói đấy, chúng tôi không ép cậu. Nhậm Gia Luân cười khẩy nói, ông ta rất vui lòng nhìn thấy ảnh tượng như vậy. Ông ta nóng lòng muốn thấy Vương Nhất thua cuộc. Điều quan trọng nhất vẫn là ông ta không tin rằng Vương Nhất có thể chống đẩy bằng một tay. Nhưng ngay sau đó, ông ta trợn tròn mắt. Vương Nhất thực sự dùng một tay chống đỡ toàn bộ cơ thể, hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh, thật sự là rất thoải mái. Tốc độ mỗi lần nâng lên hạ xuống đều rất nhanh. Ngay lập tức, Nhậm Gia Luân trợn tròn mắt. Người đàn ông vạm vỡ của Hiệp hội Võ Đạo cũng trợn tròn mắt. Lý Mộng Đình nhìn cảnh này như thể nhìn thấy ma quỷ. Ngay cả Diệp Thúy Như cũng không khỏi ngạc nhiên. Đây còn là sức mạnh của con người sao? Chỉ có Diệp Vô Lệ trầm mặc bình tĩnh, không có chút kinh ngạc. Giữa cao thủ ngoại giang hồ và cao thủ nội giang hồ có sự khác biệt rất lớn. Người trước thì dùng lực. Giống như trận đấu WWE được tổ chức trên thế giới, nhà vô địch quyền Anh thế giới trong đó đủ mạnh đúng không? Nhưng vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn dùng lực. Người phía sau dùng khí. Khí hóa thành sức mạnh. Gọi là nội kình. Chống đẩy bằng một tay quả thực rất đơn giản. Sau khi làm được, Vương Nhất đã không còn giới hạn trong việc chống đẩy bằng một tay nữa. Toàn bộ cơ thể của anh đều được chống đỡ bởi 5 ngón tay. Cùng với thời gian trôi qua, 5 ngón tay dần giảm bớt từng ngón. Anh cũng xem đây là một kiểu huấn luyện. Cuối cùng chỉ còn một ngón tay chống đỡ toàn thân. Mà lúc này Vương Nhất cũng chỉ hơi TH ở dốc mà thôi. Về phần Nhậm Gia Luân, cao thủ của Hiệp hội Võ Đạo, cùng với Lý Mộng Đình và Diệp Thúy Như, bọn họ đều đã ngây người. Không chớp mắt lấy một cái. Rất nhanh, thời gian 5 phút đã hết. Vương Nhất không kiệt sức nằm bẹp trên mặt đất mà đứng dậy một cách rất tự nhiên. Rất lịch sự hỏi mượn Lý Mộng Đình một tờ giấy ăn để lau mồ hôi trên trán. Chỉ vậy mà thôi. 1037 cái. Nhậm Gia Luân trợn tròn mắt với vẻ không thể tin được. Còn dùng lực vỗ vỗ vào đồng hồ bấm giờ, nghi ngờ đồng hồ đã bị hỏng rồi. Nghe thấy con số này, Vương Nhất mặc vest vào, lắc lắc đầu, thụt lùi rồi. Nghe thấy vậy, Lý Mộng Đình và Diệp Thúy Như đều nhìn Vương Nhất như thể nhìn thấy ma. Như vậy, mà vẫn thụt lùi. Trước đây, phải mạnh như thế nào chứ? Lúc này, Diệp Thúy Như mới nhớ tới một chuyện nhỏ cách đây đã lâu. Lúc ấy không để ý nhưng bây giờ nghĩ lại, cô ta thấy lạnh cả người. Lúc đó Vương Nhất vừa mới trở về Thiên An, lúc cô ta còn gọi là Kim Thúy Như, đã từng động dụng mối quan hệ và tài nguyên của mình để thu thập một phần tư liệu chi tiết của Vương Nhất từ lúc sinh ra đến hiện tại. Tất cả tư liệu đều có hết, duy chỉ có 5 năm giữa là trống không. Bất cứ cơ quan và phòng ban nào trong thể chế, cho dù tra thế nào cũng không thể tra được. Như thể Vương Nhất đã bốc hơi khỏi nhân gian một cách vô căn cứ trong 5 năm này. Bây giờ cô ta đã hiểu rồi. Không phải cô ta không tra được, mà là hồ sơ của Vương Nhất đã bị người khác cất giấu và bảo vệ. Lúc này, Diệp Thúy Như đã ở rất gần với chân tướng. Người có tư cách kiểm tra tư liệu của Vương Nhất trong cả nước, chỉ có một người. Vương Nhất nhìn về phía Nhậm Gia Luân, cười ha ha và nói, cửa đầu tiên này, coi như tôi thắng rồi chứ. Nhậm Gia Luân không nói gì. Người đàn ông vạm vỡ của Hiệp hội Võ Đạo kia cũng không nói gì. Mặt anh ta đen như đáy nồi. Nhậm Gia Luân nói với người đàn ông vạm vỡ kia, tên tiểu tử đó từng đi lính, chống đẩy là một hạng mục bắt buộc học ở chiến vực, 5 phút làm được con số này cũng không khó. Vòng bắn súng tiếp theo mới là vòng khá quan trọng. Nhậm Gia Luân tỏ vẻ rất hiểu biết về chiến vực, Vương Nhất lại nghe thấy và lắc đầu. Đúng là chống đẩy là hạng mục phải học nơi chiến vực nhưng làm được con số này.
Vương Nhất có thể khẳng định ngay cả Lãnh Nhan cũng không làm được. Đừng nói là người khác. Nghe thấy vậy, sắc mặt vốn khó coi của người đàn ông vạm vỡ kia cũng dịu đi một chút. Vòng thứ hai là bắn súng, anh ta mỗi ngày đều luyện ám khí phi tiêu. Anh ta cũng biết một chút về súng. Muốn thắng Vương Nhất, quá đơn giản rồi. Mặc dù Vương Nhất đã từng đi lính nhưng cũng chỉ là lính hậu cần, đã đừng đụng tới súng chưa thì không biết. Vòng thứ hai là bắn súng, để tôi nói một chút về quy tắc. Nhậm Gia Luân chỉ vào một đường thẳng và nói, các cậu đứng ở đây bắn, ai bắn trúng hồng tâm người đó thắng, nếu đều không bắn trúng hồng tâm thì xem ai cách gần hồng tâm hơn để phán định. Nhậm Gia Luân vừa dứt lời, người đàn ông vạm vỡ liền cười, học theo lời nói vừa nãy của Vương Nhất, quá đơn giản, để tôi cho nó thêm chút độ khó. Nói xong, anh ta lùi về sau 10 mét, cầm một khẩu súng lục giả lên, không thèm nhìn mà trực tiếp bắn. Bằng! Viên đạn cắt phía trong bắn trúng hồng tâm. Xì! Đột nhiên xung quanh truyền tiếng hít thở mạnh. Lý Mộng Đình trợn tròn mắt, không thèm nhìn mà đã bắn rồi, anh ta tự tin đến mức nào chứ? Người đàn ông vạm vỡ nhún vai, bất kỳ võ giả nào cũng đều có thể làm được. Phía sau Diệp Thúy Như, Diệp Vô Lệ gật gật đầu. Thật vậy, thị lực là một bộ phận cấu thành rất quan trọng của võ giả. Quả thực mỗi một võ giả đạt tiêu chuẩn đều có thể làm được. Vương Nhất lại thuận miệng nói một câu, cũng được. Nhậm Gia Luân và võ giả kia lập tức đầy vẻ tức giận. Con mẹ nó, cậu ngon thì lên đi. Vương Nhất cũng thuận tay cầm lên một khẩu súng lục giả, chơi đùa một lúc rồi đặt xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.